Trong lúc hắn đang mắng thầm, có một âm thanh ông ông phát ra trong giếng cạn. Sau đó, có một luồng ánh sáng bắn lên. Cũng không đúng, nó là cả một nguồn sáng lớn tỏa ánh vàng rực rỡ, mạnh mẽ bắn lên trời. Thật đúng là bảo bối. Triệu Bân ngừng mắng, quên đi đau đớn, lại leo lên lần thứ hai. Vừa leo lên hắn vừa nhìn theo ánh sáng vàng, gây nên động tĩnh lớn như vậy thì hẳn phải là bảo vật có một không hai trong thiên hạ, được Nguyệt Thần coi trọng thì chắc chắn không tầm thường. Bị nổ cũng đáng giá. Triệu Bân leo rất hăng hái, trong nháy mắt đã leo lên mấy chục trượng cao, sau đó liền nhìn thấy một cái động phủ, nguồn sáng kia xuất phát từ nơi này, giờ phút này hắn còn có thể thấy được ánh vàng óng ánh bên trong, không biết là có cất giấu bảo bối gì. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền xông vào trong. Động phủ này có chu vi khoảng 50 trượng, bên trong có bàn đá ghế đá, trên bàn còn có đặt một ngọn đèn cổ, không có tim đèn vẫn tỏa ra ánh sáng huyễn hoặc. Chỗ này đã từng có người sống. Triệu Bân thầm nghĩ, chống nạnh nhìn bốn phía, vẻ mặt kỳ quái. Người từng ở đây chắc chắn phải là cao nhân, ở nơi không ai biết tạc được một các động phủ như thế này, hơn nữa còn cất giấu huyền cơ, hắn đã tới đây hai lần mà cũng không thể phát hiện ra. Sau khi nhìn quanh, hắn lại chăm chú quan sát trên tường đá. Có hoa văn được khắc trên đó, là những ký tự cổ xưa mà hắn không biết. Tú Nhi, trên đó nói gì vậy? Triệu Bân hỏi. Tâm đắc cảm ngộ. Nguyệt Thần lãnh đạm nói, cũng lười xem qua. Cô ta là thần, tất nhiên sẽ không coi trọng nó. Nhưng Triệu Bân thì khác, đôi mắt của hắn sáng ngời, đứng trước bức tường đá chợt cảm nhận được khí tức cổ xưa, còn phảng phất cảm giác tang thương, ẩn ý vô ngần, đây chính là cảm ngộ của một vị lão tiền bối. Ngọn đèn đá kia, mang đi đi, Nguyệt Thần ngáp một cái nói. Triệu Bân xoa xoa tay, đi tới chỗ bàn đá. Bên trong động phủ, ngoài bàn đá ghế đá còn có ngọn đèn đá này. Đây là bảo bối gì? Đây là đèn trường minh, lấy máu nhỏ vào, có thể chiêu hồn người chết. Chiêu hồn, có thể khiến cho người chết sống lại sao? Còn phải xem người chết là ai, và đã chết trong bao lâu, Nguyệt Thần lười biếng nói, nếu dùng đến này chiêu hồn tiên nhân, tám phần có thể khiến cho người đó sống lại, dùng đèn chiêu hồn người phàm thì cơ hội chỉ có một phần, còn liên quan đến nghiệp chướng và rất nhiều loại nhân quả không xác định. Nghe khó tin thế. Triệu Bân ho khan, nghe xong cũng nửa hiểu nửa không, nhưng cái đèn đá này chắc chắn là bảo vật. Hắn nhẹ nhàng cầm lên rồi nhét vào túi càn khôn. Chớ bỏ vào túi càn khôn, Nguyệt Thần điềm nhiên nói, nhưng cũng gần như quát lên. Tại sao? Cách quan tài của vua âm Nguyệt quá gần, rất có khả năng gây ra thi biến. Loại đèn này sẽ kích thích âm phủ biến hóa. Lại còn phải chú ý đến thế à? Triệu Bân siết chặt cây đèn trường minh, nhìn nhìn ngó ngó, đèn này vẫn còn đang cháy, có phải ai đó đang mượn nó để chiêu hồn không? Nếu bị lấy đi, há chẳng phải cắt tiệt luôn con đường sống lại của người ta? Theo lời người xưa nói thì thế này là tổn hại âm đức đấy nhé. Ấn ký thôi mà, không phải chiêu hồn đâu. Nguyệt Thần thong dong nói, một phàm nhân đâu thể hiểu được cách đốt đèn. Về điều này, cô ta đã biết rõ từ lâu rồi. Theo suy nghĩ của cô ta thì người lấy được đèn trường minh căn bản không biết về điểm kỳ diệu của chiếc đèn này. Sở dĩ thế giới của người phàm có đèn trường minh phần nhiều là do tiên nhân để lại, cũng có thể là rơi từ trên trời xuống, giống như liên hoa hữu sinh ở U Uyên vậy, chắc chắn là từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua là người đời không biết thôi. Thế thì ta sẽ không khách sáo nữa, Triệu Bân mỉm cười, tiện tay nhét vào lòng, nếu có thể chiêu hồn. Dùng đèn này để giúp vua âm Nguyệt sống lại được không? Có lẽ là được, hy vọng ít ỏi quá, ông ta chết lâu quá rồi, đã vậy còn là xác không đầu, Nguyệt Thần trả lời, dạng như thế này, nếu đến tiên giới có lẽ sống lại được. Lúc nào rảnh thì thử nhé. Triệu Bân sờ sờ cằm, trí tưởng tượng của hắn đã bay cao bay xa lắm rồi. Nếu lôi được vua âm Nguyệt về nhân gian, vậy thì hắn sẽ là ân nhân cứu mạng của người ta. Cao thủ thiên võ kiểu gì cũng phải bảo vệ hắn một tí. Đèn trường minh bị lấy đi mất, động phủ bỗng chốc chìm vào u tối. Mà điều kỳ lạ là cảm ngộ và hàm ý trên bốn bức tường xung quanh cũng tiêu tán theo. Triệu Bân cực kỳ xót xa, bao nhiêu tâm huyết của các tiền bối mà. Nếu biết thế thì hắn nên cảm ngộ trước rồi mới lấy đèn trường minh đi sau. Bây giờ thì hay rồi, chẳng còn cái gì nữa. Sau khi thở dài một tiếng,
hắn bái lại động tiên rồi quay người rời đi, đến đây rồi cũng chẳng biết động tiên này do ai tạo ra, càng không biết vị tiền bối ấy còn tại thế không. Nhờ ánh sáng trăng, hắn lồm cồm bò ra khỏi giếng cạn. Lòng hắn cực kỳ cảm khái, lần trước cái giếng cạn này đã cứu mạng hắn, lần này còn giúp hắn gặp được cơ duyên. Tìm được bảo bối gì rồi? Triệu Bân đang nghĩ ngợi thì một tiếng cười nham hiểm đột ngột vang lên khiến toàn thân hắn giật nảy. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một bóng người đen thùi lùi. Người đứng đó là một ông già với tóc đen, y phục đỏ như máu và một cái gương bát quái treo trên thắt lưng đang bước ra khỏi bóng tối. Ông ta giống như một u linh với tiếng cười âm lạnh lẽo, khỏi cần nghi ngờ gì, chắc chắn là cao thủ huyền dương, đã vậy còn đạt tới đỉnh cao, toàn thân bao phủ bởi huyết sát, vừa nhìn đã biết là kẻ liếm máu trên lưỡi đao, hẳn rằng từng giết không ít người. Xuất quỷ nhập thần thế. Triệu Bân vô thức lùi về sau một bước, linh châu của hắn không hề phản ứng gì nên chắc trên người đối phương có bảo bối bí mật nào đó giúp che giấu tu vi. Sở dĩ lão già áo đỏ chạy tới đây, chắc hẳn là vì trước đó từng thấy ánh sáng vàng phát ra, bất kỳ ai ngó thấy cũng phải chạy tới xem xét. Ngoan ngoãn giao nộp đi, ta sẽ cho ngươi được chết yên ổn. Lão già áo đỏ cười đê tiện, chỉ là một võ tu chân linh tầng 4 thôi mà, tát cho nó một cái là chết tươi. Sư phụ, lão hù con kìa. Triệu Bân lập tức đứng thẳng người, vẫy vẫy tay về phía sau của lão già. Sư phụ. Lão già áo đỏ nhíu mày, lập tức nhìn lại. Thế nhưng, sau lưng ông ta tối thui như hũ nút, đừng nói tới sư phụ, một con chim cũng không có. Mẹ kiếp, bị chơi xỏ rồi. Đợi khi ông ta quay người lại thì Triệu Bân đã bắt đầu trốn, hai bên chân dán hai lá bùa tốc hành, tốc độ nhanh như chớp, chẳng khác nào một bóng đen luồn lách giữa rừng cây. Hay lắm, tiểu tử này, nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ông già áo đỏ hừ một tiếng, gió lớn nổi lên, ông ta đuổi sát theo sau, gương mặt rất khó coi, thậm chí trở nên dữ tợn. Một võ tu chân linh thấp hèn mà biết nhiều trò ghê, đến cả cao thủ đỉnh cao huyền dương như ông ta cũng bị xoay như dế, đúng là mất mặt. Còn nữa, mẹ kiếp, ngươi ăn gian đấy à? Dù từng gặp rất nhiều võ tu cảnh giới chân linh, nhưng lần đầu ông ta gặp được người chạy nhanh như Triệu Bân. Ăn gian ư? Ông đây còn muốn lái máy bay luôn kìa. Triệu Bân chửi thầm một tiếng, đến cả Nguyệt Thần cũng bị chửi theo. Cô ả này chắc chắn đã biết từ lâu rồi, lại không nói với hắn. Đỉnh cao huyền dương đấy, ta đánh làm sao lại được. Chạy nhanh lên, sư phụ coi trọng ngươi. Nguyệt Thần nằm vắt vẻo trên mặt trăng, thậm chí chẳng buồn mở mắt. Sóng to gió lớn nào cũng trải qua rồi, đây mới chỉ là mương rãnh thôi, ngươi gắng gượng được. Triệu Bân không ngó ngàng gì. Bên ngoài giếng cạn có người canh chừng, bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Nếu sớm biết như thế thì hắn nên bịt kín mịt, tuyệt đối không để lộ ra chút chân nguyên nào, như thế còn có thể mượn danh cảnh giới thiên võ để hù dọa kẻ khác. Bây giờ tu vi của hắn hoàn toàn bại lộ, muốn đóng giả cao thủ thiên võ để hù dọa thì chỉ sợ đối phương không tin, ông ta có phải kẻ ngốc đâu. Đi đâu hả? Lão già áo đỏ quát ầm lên. Huyết phong nổi lên khắp dọc đường, không biết bao nhiêu cây cối nghiêng đổ vì ông ta, thêm biết bao nhiêu tảng đá lớn bị dẫm đến mức nát vụn và bắn tung tóe, biến thành một đống hỗn độn. Ông ta đã đạt tới cảnh giới huyền dương, còn là đỉnh cao nữa, dù không dùng tới những thứ như bùa tốc độ thì tốc độ cũng đủ nghiền nát Triệu Bân. Chân linh bé nhỏ ơi, mẹ kiếp, ngươi chạy không thoát đâu. Quả thực, tốc độ của ông ta rất nhanh. Từ bên trên nhìn xuống. Nếu Triệu Bân giống như một bóng đen thì ông ta chính là một u linh. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, ông ta đã đuổi tới nơi rồi. Keng, keng. Sau đó là mười mấy luồng kiếm khí lao vào không trung, phát ra âm thanh leng keng. Triệu Bân nghiêm nghị, liên tục tránh né được dù suýt bị đâm trúng. Thế nhưng, kiếm khí này quá bá đạo, dù hắn không bị đâm trúng, nhưng cũng bị dư chấn của nó ảnh hưởng. Từ đầu đến chân có thêm mười mấy vết máu. Cũng may mà không bị đâm trúng, chứ nếu dính phải một nhát nào thôi cũng sẽ bị cắt ra như miếng đậu phụ. Nổ chết ngươi này. Triệu Bân hừ một tiếng, dùng võ hồn điều khiển phi đao, mười mấy thanh đao bắn ra. Bùa nổ à, hay đấy, có thể đả thương ta sao? Ông già áo đỏ cười khẩy,
nửa đêm nửa hôm nhưng mắt mũi ông ta còn tốt chán, trông thấy từng thanh phi đao đang bay tới, cũng trông thấy từng lá bùa nổ được treo bên trên. Tiếc rằng thứ này không có tác dụng quái gì với ông ta. Chân nguyên hộ thể của cao thủ đạt đỉnh Huyền Dương đâu phải là để trưng bày. Thực tế đúng là như vậy, mười mấy lá bùa nổ đồng loạt nổ tanh bành, tuy gây ra động tĩnh không hề nhỏ, nhưng vẫn không suy chuyển được lão già kia, đến cả chân nguyên hộ thể của người ta cũng không phá vỡ được chứ đừng nói gì đến đả thương. Triệu Bân đã sớm dự tính được điều này. Là do tu vi của hắn quá thấp nên uy lực của bùa nổ do hắn vẽ ra cũng không cao đến đâu được, gặp cảnh giới chân linh thì ổn, gặp Huyền Dương tầng một chắc cũng có thể dùng, nhưng đỉnh cao thì là chuyện khác, khả năng phòng ngự của tên này quá mạnh mẽ. Để lại, ông già áo đỏ hừ một tiếng như lôi đình, trong lúc truy sát cũng không quên tạo kết ấn bằng một tay để độn thổ. Uỳnh. Cùng với một tiếng uỳnh, vài ba trượng trước mặt Triệu Bân bỗng chốc xuất hiện một bức tường cao lớn nhô lên khỏi mặt đất. Nó chẳng có khả năng công kích gì, chỉ là một bí pháp hỗ trợ nhằm chặn đường Triệu Bân. Ta xuyên qua nè. Triệu Bân cắm đầu đâm vào tường, trong thoáng chốc đã dùng thuật xuyên tường, nhẹ nhàng hóa giải. Ôi già! Ông già áo đỏ lại nhớn mày thêm lần nữa, cái thằng danh này, biết nhiều thứ nhỉ. Thế mà còn biết cả thuật xuyên tường đã thất truyền từ lâu. Bảo bối à, người đúng là một báu vật, thế thì lão phu phải bắt được ngươi, sách về nghiên cứu cho ra nhẽ, chắc chắn sẽ có bất ngờ đây. Không cho cơ hội hả? Triệu Bân thầm mắng, hắn muốn tìm một cái hang động nào đó, trốn vào trong rồi dở lại trò cũ, giống như đêm đó hù dọa lão mập vậy, dùng khí thế của cảnh giới thiên võ để dọa cho ông ta rút lui. Thế nhưng ông già phía sau truy đuổi ác quá. Hắn cũng muốn thông linh để gọi đại bằng ra. Sau đó vọt thẳng lên trời, thế nhưng xấu hổ ghê, thuật thông linh giới hạn thời gian, hiển nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đúng lúc nguy khốn, hắn nhìn về phía túi càn khôn. Nói đúng ra là đang nhìn quan tài của vua Âm Nguyệt, có thể lôi ra đập chết ông ta được không? Hay là gọi vua Âm Nguyệt ra cũng được. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần, ngụ ý rất rõ ràng, dạy ta phép điều khiển thi thể. Thế nhưng Nguyệt Thần chẳng để tâm. Ánh mắt của cô ta thẳng thừng ngó lơ Triệu Bân, muốn ngủ thế nào vẫn ngủ thế ấy, nếu nghe kỹ còn nghe thấy cô ta đang ngâm nga một điệu nhạc, rất thong dong, thần thái này đã đủ bày tỏ rằng, chạy đi, chạy nhanh vào. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Thời khắc này, hắn có một khao khát tuy bồng bột nhưng rất mãnh liệt, cưỡng ép làm gì đó Nguyệt Thần. Keng, keng. Trong lúc này, kiếm khí của ông già áo đỏ lại phóng tới, không phải vài luồng. Mà là cả một vùng. Có trời mới biết bao nhiêu cây cổ thụ bị chém ngang hông. Nếu không phải vì Triệu Bân nhanh chân thì chắc hẳn hắn cũng bị làm tám mảnh rồi, ông già áo đỏ kia có phải võ tu Huyền Dương bình thường đâu. Ngươi không thoát được đâu. Ông già áo đỏ hét ầm lên một tiếng, bước chân bá đạo dẫm nát tảng đá lớn thành cho bụi, sau đó nhảy vọt lên, vung tay quăng ra một cái gương bát quái. Uỳnh. Gương bát quái xoay giữa không trung. Có hào quang bắn ra khắp nơi. Không ổn. Triệu Bân khiếp hãi, từng luồng hào quang kia không chỉ đẹp mà còn rất mạnh, nếu dính phải thì cơ thể nhỏ bé của hắn sẽ bị đục thủng một lỗ. Trong chốc nhát, hắn lập tức trốn vào lòng đất. Uỳnh, đùng. Giống như hắn đã dự tính, uy lực từ hào quang của gương bát quái cực mạnh, mấy tảng đá lớn bị xuyên thủng rát nhẹ nhàng. Cho dù hắn đã trốn xuống lòng đất nhưng cũng rất thê thảm. Chân nguyên hộ thể đã vỡ, trên vai trái có thêm một cái lỗ, lúc này đang chảy máu tươi ào ào. Hay cho trò độn thổ. Ánh mắt của ông già áo đỏ lóe lên vẻ kinh ngạc, đúng là gặp được bảo bối rồi. Chuyện khác chưa tính, chỉ riêng phép xuyên tường và độn thổ đã là thu hoạch lớn. Đã bảo rồi mà, chuyến này đi không uổng. Chưa kịp dứt lời, ông ta đã dậm chân xuống, định ép Triệu Bân nảy ra. Triệu Bân không ngốc, ngay trước đó. Hắn đã tự trồi ra rồi, vung tay ném ra một quả trứng sắt, chính là pháo lôi quang, vật mà hắn phải có khi muốn trốn. Khỏi nói chứ, ông già áo đỏ thực sự bị hoa mắt. Thế nhưng cũng chỉ trong một chốc, đôi mắt kia nhanh chóng khôi phục ánh sáng, đập vào mắt chính là quả pháo lôi quang ban nãy, thêm mười mấy quả nữa đang được ném về phía ông ta. Uỳnh, đùng, uỳnh. Tiếng nổ liên tục vang lên, lôi quang bắn ra tứ phía.
Ông già áo đỏ khẽ hừ một tiếng, bao nhiêu lôi quang khiến hai mắt ông ta tối thui. Thực tế chứng minh rằng đôi lúc pháo lôi quang có lợi hơn cả bùa nổ. Mà chỉ trong vài khoảnh khắc, Triệu Bân đã lao lên một ngọn núi nhỏ, vọt người nhảy xuống, khi ở giữa không trung, hắn cắn đầu ngón tay, ấn vào hư không. Là thuật thông linh, giới hạn thời gian đã hết. Đại Bằng vừa mới quay về không lâu đã bị gọi ra, hắn tính toán rất chuẩn xác, Đại Bằng cũng đến rất kịp thời, đón ngay được hắn, không lệch tí nào. Đi, đi mau. Triệu Bân ho ra một búng máu tươi, phất tay dán hai lá bùa tốc hành lên thân mình Đại Bằng. Cạc, cạc. Đại Bằng tâm ý tương thông, lập tức giang cánh lao vọt lên trời như một bóng đen. Thuật thông linh. Hai mắt lão già áo đỏ khẽ nheo lại, ánh mắt cũng thâm sâu hơn. Con quạ đen to xác kia càng nhìn càng quen nhỉ, ông ta từng gặp qua ở bên ngoài thành vong cổ rồi. Hiển nhiên, ông ta cũng tham gia phiên đấu giá của thành vong cổ. Mà trận đại chiến của Triệu Bân và Nghiêm Khang, ông ta cũng có mặt ở đó. Triệu Bân. Ông già áo đỏ cười khẩy, nhận ra con chim kia là nhận ra Triệu Bân. Ngăn nó lại. Ông ta hét ầm lên, cực kỳ bá đạo. Growl. Tiếng gào bỗng chốc vang vọng khắp bầu trời đen kịt, nghe âm thanh thì chắc hẳn là một con sói. Đúng là một con sói thật, một con sói biết bay. Khỏi cần phải nói, nó là tọa kỵ của ông già áo đỏ. Con sói này lượn một vòng trong không trung nhưng không hề lao xuống. Thấy chủ nhân không bắt được Triệu Bân nên xuống đón chủ nhân, còn chưa kịp hạ xuống thì một con chim xù lông đen thui đã lao vọt lên rồi. Sói lửa biết bay. Triệu Bân đã trông thấy, đập vào mặt là một làn sóng nhiệt nóng hừng hực. Đúng là một con sói lửa. Thế nhưng, con sói lửa này còn có một đôi cánh, toàn thân đắm trong lửa lớn, vóc dáng to lớn phải tới vài ba trượng, khi nó vung cánh, sóng nhiệt nóng dẫy tỏa ra. Nó rất hung hãn, đôi mắt kia cũng đỏ ngầu, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Sói lửa biến dị. Triệu Bân lầm bầm, hắn từng nghe nói về loài vật này, nhưng hôm nay mới diện kiến, growl. Sói lửa hung hãn, lửa cháy hừng hực. Ngăn nó lại. Ông già áo đỏ quát ầm ầm, mặc dù là cao thủ huyền dương đỉnh cao nhưng ông ta không biết bay. Khỏi cần ông ta nói, sói lửa đã nhào tới rồi. Tọa kỵ biết bay cấp bậc huyền dương cũng rất bạo ngược, dù cách một đoạn xa đã phun ra lửa, biến thành từng luồng kiếm quang bổ về phía Triệu Bân và Đại Bằng. Không đánh được chủ của ngươi, chẳng lẽ ta còn không đánh nổi ngươi? Triệu Bân khẽ hừ, Đại Bằng và hắn tâm ý tương thông, cộng thêm bùa chú nên tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng tránh được lửa nóng và kiếm quang, phóng vọt lên những tầng mây, sau đó biến thành một bóng đen, lao đầu xuống. Keng, keng. Cùng lúc đó, Triệu Bân dùng võ hồn ngự kiếm, Long Uyên và Tử Tiêu lao ra cùng lúc. Con sói lửa kia cũng không ngốc, đã vậy linh trí cực cao, có ý thức chiến đấu, từ xa đã né đi, đôi cánh lửa vùng vẫy, liên tục lao lên trời. Nổ chết ngươi luôn. Triệu Bân niệm chú trong lòng, dùng võ hồn để điều khiển, mười mấy thanh phi đao liên tục bắn ra, thanh nào cũng gắn bùa nổ, bị hắn diễn hóa đến cực độ, rơi ngập đầu con sói lửa. Quỳnh. Đùng, quỳnh. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nổ của mấy lá bùa cực kỳ vang vọng. Từ dưới nhìn lên, chỉ thấy được mấy bông pháo hoa. Sói lửa bị thương, bị nổ đến mức tóe máu, trong tiếng gào của nó có thêm sự phẫn nộ và ai oán. Cho mày kêu này. Triệu Bân mắng ầm lên, điều khiển kiếm Tử Tiêu từ trên trời chém xuống. Phụt. Trong ánh lửa có cả tia máu, cánh trái của sói lửa bị thương. Nhưng nó chịu đòn rất giỏi, Tử Tiêu cũng chỉ để lại một vết chém trên cánh của nó chứ không thể chém đứt được. Đừng vội, vẫn còn đây. Long Uyên lập tức theo sau, nhắm chuẩn vào đầu của sói lửa, đập rất mạnh. Growl. Sói lửa kêu lên thảm thiết, trong lúc lơ là không kịp trụ vững, suýt nữa đã cắm đầu lao xuống. Đợi khi nó ổn định lại thì mười mấy thanh phi đao cũng phóng tới, thanh nào cũng gắn bùa nổ, trông cực kỳ chói mắt. Sói lửa thấy thế, bỗng chốc cuống quýt hẳn lên. Nó cuống thì cuống mà bùa nổ vẫn nổ, không sót lá nào, máu me bắn tung tóe. Chết tiệt, lão già áo đỏ quát lên, về đây. Ông ta phải gọi con sói lửa quay về, dù là sói lửa cảnh giới huyền dương,
nhưng dù sao cũng chỉ là tọa kỵ, đấu với Triệu Bân vẫn bị yếu thế. Cái tên nhãi chân linh kia không phải là võ tu thông thường, hôm đó hắn có thể đánh bại Nghiêm Khang đã đủ thấy hắn không hề tầm thường. Muốn dựa vào tòa kỵ để hạ gục Triệu Bân khác nào kẻ mơ ngủ. Sói lửa sợ rồi, từ trong ánh lửa lao xuống. Đi, đi mau. Triệu Bân không đuổi, nếu tiếp tục đuổi theo e là sẽ bị đánh. Hắn có thể đánh được sói lửa, nhưng không đánh lại ông già áo đỏ kia. Một khi ông ta lên trời, chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt. Cạc, cạc. Đại bằng dương cánh, giống như một đám mây đen lướt qua bầu trời. Growl. Tiếng gầm gào của sói lửa nhanh chóng vang lên, vừa bạo ngược vừa phẫn nộ. Chủ nhân đã leo lên rồi, tự tin của nó lập tức căng đầy, ánh lửa cháy hừng hực, lập tức bám giết không tha. Triệu Bân, ngươi chạy không thoát đâu. Ông già áo đỏ quát ầm lên, phóng ra từng luồng kiếm khí. Nghe thấy câu này, Triệu Bân nhíu mày. Từ câu mắng điểm mặt chỉ tên này có thể thấy chắc chắn ông già áo đỏ nhận ra hắn. Điều này rất nhức đầu. Hắn tự nhận mình có thể trốn được truy sát, nhưng Triệu gia sẽ không trốn được. Bị một cao thủ Huyền Dương nhắm tới thì Triệu gia đừng hòng yên ổn trong mấy chục năm tới. Giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Nếu đối phương gay gắt thì Triệu gia đi ngủ cũng không được yên thân. Ông ta nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Triệu Bân bỗng vung tay, trải bộ đồ nghề vẽ bùa ra. Nếu để ai đó nhìn thấy chắc sẽ kinh ngạc lắm. Mẹ kiếp, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình vẽ bùa. Và lại, đại bằng bay nhanh như vậy, gió lớn thổi ào ào trong không trung, ngươi đứng vững nổi sao? Ngươi vẽ ra được thứ gì sao? Độ khó cao hơn lúc ở dưới mặt đất mấy lần liền. Tiểu tử, ngươi rất điên cuồng đấy. Nguyệt thần mở mắt liếc nhìn Triệu Bân, cô ta ở trong tiềm thức của Triệu Bân nghĩ gì? Cô ta cũng biết hết, đương nhiên sẽ biết võ tu chân linh thấp hèn này định làm gì. Hắn định liều mạng với ông già áo đỏ kia đấy. Người ta đạt đỉnh cao Huyền Dương rồi đấy. Ta phải đập chết ông ta. Triệu Bân đáp lại một câu rồi nhấc bút vẽ bùa. Hắn không vẽ bùa nổ, bùa tốc hành hay bùa định thân mà vẽ bùa nhẹ thân, bởi vì khó đứng vững trong không trung nên vẽ bùa rất khó khăn, ba lá bùa đã bị hỏng. Thế nhưng, hắn rất bình tĩnh. Đến lá bùa thứ năm mới vẽ ra được, hắn vẽ liền tám lá bùa nhẹ thân. Vẫn chưa hết. Đến lá bùa thứ 9, hoa văn mà hắn vẽ ra đã thay đổi. Phen này hắn vẽ bùa nặng thân. Đúng vậy, là bùa nặng thân. Có bùa nhẹ thân thì cũng có bùa nặng thân. Nguyệt thần chưa từng dạy hắn loại bùa chú này, nhưng vì thiên phú dị bẩm nên hắn tự lĩnh ngộ ra. Một cái nhẹ thân, một cái nặng thân. Khả năng của hai loại bùa này hoàn toàn ngược nhau, chỉ cần vẽ ngược hoa văn trên lá bùa là được. Hắn nghĩ như thế, cách này chắc là ổn đó, không thành vấn đề. Đúng vậy, không có vấn đề gì. Nguyệt thần ngồi dậy, nhìn nó với vẻ hứng thú. Bùa nhẹ thân do cô ta sáng tạo ra, còn bùa nặng thân là do Triệu Bân cải biên lại, hắn đã vẽ xong rồi. Chậc chậc chậc. Đường đường là thần linh mà phải chậc lưỡi như vậy. Vẽ bùa trên không trung, độ khó quá cao, nhưng một võ tu chân linh như hắn có thể khắc phục được, đồng thời còn tự nghĩ ra kiểu bùa mới. Vào trận mới mài giáo. Thiên phú thế này, quá đáng sợ. Tú Nhi, bùa này có khả năng nặng thân không? Triệu Bân hỏi, trong tay cầm một lá bùa, chính là bùa nặng thân mà hắn mới vẽ ra, nhìn bút pháp tuy còn xấu nhưng quả thực đã vẽ ra được. Miễn cưỡng trông được. Nguyệt thần liếc nhìn rồi đáp rất qua loa. Được thôi. Triệu Bân phấn khởi, lại nhấc bút vẽ như rồng bay phượng múa. Người nghĩ cho kỹ đấy, liều mình với cao thủ đỉnh cao Huyền Dương rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Truy cầu phú quý trong hiểm cảnh. Triệu Bân không ngừng lại, vừa vẽ bùa vừa trả lời. Và lại, hắn còn chọn lựa nào khác không? Không giết được lão già kia, Triệu gia sẽ chịu tội. Có thể thử dùng khí thế thiên võ để dọa ông ta, chắc chắn có thể uy hiếp được, Nguyệt thần nói. Ông ta đuổi theo gắt như vậy, không cho ta thời gian. Triệu Bân nhấc bút chấm mực, khả năng này dù có, nhưng gần như bằng không. Vì thế, chỉ bằng đấu một trận. Tiểu bối cảnh giới Huyền Dương, nếu tính toán chính xác,
vẫn có thể tiêu diệt được tiền bối Huyền Dương đỉnh cao, hơi hối hận rồi. Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, vốn dĩ định tạo cơ hội cho Triệu Bân luyện tập, ai ngờ chấp niệm của tên nhóc này quá nặng, vì gia tộc mà muốn liều mạng với cả Huyền Dương đỉnh cao. Một chân linh tầng thứ tư mà muốn tiêu diệt Huyền Dương đỉnh cao thì khó như lên trời. Vì vậy cô ta đã cảm thấy hối hận rồi. Trong trận chiến tiếp theo đây, nếu diệt được ông già áo đỏ thì còn đỡ, còn nếu như không tiêu diệt được, cô ta và Triệu Bân đều phải bỏ mạng ở đây. Nói trắng ra thì đây là trận chiến được cược bằng cả tính mạng. Nhưng cô ta không hề ngăn cản. Dù trong thời khắc quan trọng này, cô ta vẫn không dạy Triệu Bân phép khống chế xác. Cô ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc Triệu Bân có bao nhiêu tiềm lực. Nếu như Triệu Bân có thể vượt qua được kiếp nạn này thì sẽ có tư cách xuất sư. Triệu Bân, ngươi chạy không thoát đâu. Ông già áo đỏ hừ một tiếng lạnh lùng. Gào. Tốc độ của con sói lửa mà ông ta đang cưỡi rất nhanh, chỉ tính việc nó là tòa kỳ cấp Huyền Dương thôi thì cũng đã bỏ xa đại bằng cấp chân linh rồi, cộng thêm bí thuật của chủ nhân nữa, nó chẳng khác nào đốm lửa di động. Keng, keng. Đáp lại ông già áo đỏ là mười mấy thanh phi đao có treo bùa nổ. Chỉ có mấy tấm bùa nổ nhỏ nhoi mà muốn làm ta bị thương sao? Ông già áo đỏ làm lơ, phóng ra chân nguyên hộ thể để bảo vệ toàn bộ cơ thể của mình và toàn bộ cơ thể của sói lửa, số bùa nổ đó có nổ thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Khói vẫn chưa tan ra hết thì Triệu Bân đã nhảy từ trên trời xuống. Còn đại bằng sải cánh bay thẳng lên bầu trời sao rộng lớn. Tiêu diệt con nghiệt xúc đó đi. Ông già áo đỏ chỉ về đại bằng ở phía xa rồi cũng nhảy xuống từ trên không trung, đuổi theo Triệu Bân vào rừng rậm. Còn sói lửa thì dâng lên đôi cánh lửa, đuổi giết đại bằng. Ầm, bụp, ầm. Những tiếng vang lớn không ngớt trong khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ cao chọc trời ngã rạp xuống đất, cát đá bay tung tóe khắp nơi, khung cảnh hoang tàn, Huyền Dương đỉnh cao nổi giận rất đáng sợ. Không biết đến lúc nào tiếng nổ mới tắt hẳn. Triệu Bân rất thê thảm, giống như một người mới vừa tắm máu, hắn lảo đảo lùi về sau, mãi cho đến khi đụng vào một vách đá thì mới khom lưng ho ra một ngụm máu, ngay cả đứng cũng đứng không vững nữa. Chạy đi, sao không chạy nữa đi? Ông già áo đỏ bước ra từ trong bóng tối, nhếch môi, cười với vẻ rất nham hiểm. Dưới ánh trăng, cặp mắt già nua đáng sợ nằm trong hai hốc mắt hõm sâu như phát ra ánh sáng màu máu. Nếu ông giết ta thì nhà họ Triệu sẽ không tha cho ông đâu, Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng. Rừng núi hoang vu, sẽ không có ai biết ta đã giết ngươi đâu. Ông già áo đỏ cười nham hiểm, ánh mắt như sáng lên. Ông ta đã coi Triệu Bân như một kho tàng, đừng nói những thứ khác, chỉ mấy tấm bùa tốc hành và bùa nổ không thôi thì cũng đã rất quý giá rồi. Triệu Bân không nói gì, âm thầm bấm ấn quyết trong tay áo. Đó là ấn quyết thuật ngự kiếm. Nhưng hắn không dùng Tử Tiêu và Long Uyên. Hắn đang dùng một thứ khác. Ra đây cho ta. Triệu Bân thầm hét lên trong lòng, đó là tiếng gào thét từ linh hồn. Thắng hay thua đều trông hết vào lần này. Khổ nỗi thứ đó quá nặng, khó mà điều khiển được, vì vậy, võ hồn của hắn đã phải chịu phụ tải rất lớn, thất khiếu đều chảy máu, người ngoài nhìn thấy cũng cảm thấy hãi hùng. Nể mặt Triệu Uyên. Cho ngươi được chết nhẹ nhàng. Ông già áo đỏ cười đầy ẩn ý, chân nguyên chuyển động trong lòng bàn tay, biến thành một luồng kiếm khí. Theo ông ta, chỉ cần dùng kiếm khí này thôi thì đã có thể nhẹ nhàng chém chết Triệu Bân rồi. Leng keng. Ông ta chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy tiếng leng keng, bùa chú bay xuống dập trời. Đó là số bùa chú đã được Triệu Bân bố trí từ trước. Bùa định thân à? Ông già áo đỏ kinh ngạc. Số bùa chú đang bay ngập trời đó chính là loại bùa định thân đã bị thất truyền từ lâu. Không phải ông ta chưa từng thấy nhưng đây là lần đầu tiên thấy số lượng lớn thế này. Có lẽ vì số lượng quá nhiều nên nó đã biến thành mưa bùa được bùa chú hợp thành, bao trùm lấy ông ta. Mở. Lúc ông già áo đỏ đang ngạc nhiên thì bỗng bừng Triệu Bân khẽ hét lên. Đống bùa định thân lập tức phát sáng. Khiến ông già áo đỏ cũng không kịp trở tay. Bùa định thân ở cấp độ này thì không thể giữ chân được ông ta, nhưng khổ nỗi số lượng quá nhiều nên ông ta cũng bị kiềm chân lại trong giây lát. Ra đây cho ta. Triệu Bân hét lớn lên, xương ngực cũng vỡ ra, máu tươi chảy khắp người. Ù.
hắn vẫn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng ù ù. Tiếng ù ù phát ra từ phía trên ông già áo đỏ, nói chính xác hơn là phát ra từ túi càn khôn đang treo trên cành cây. Là do Triệu Bân đã treo lên đó để chờ đợi giây phút này. Ông già áo đỏ bất giác ngước mắt lên. Đập vào mắt ông ta là một cỗ quan tài đá, nó đang đập về phía ông ta. Đó là quan tài của vua Âm Nguyệt. Đó là kế hoạch của Triệu Bân, trên quan tài có khắc dấu ấn của thuật ngự kiếm, hắn có thể dùng linh hồn để điều khiển kiếm thì cũng có thể dùng linh hồn để điều khiển quan tài. Sở dĩ thất khiếu của hắn chảy máu là vì quan tài quá nặng, nặng đến mức võ hồn của hắn cũng sắp sụp đổ. Trên quan tài có dán bùa làm nhẹ và bùa làm nặng. Bùa làm nhẹ là để giảm nhẹ trọng lượng của quan tài. Còn bùa làm nặng là để gia tăng trọng lượng vì hắn muốn dùng cỗ quan tài đá nặng này để đập chết ông già áo đỏ. Huyền Dương đỉnh cao thì đã sao, bị cỗ quan tài đá nặng gần mười mấy tấn đập vào người, không chết cũng tàn. Quan trọng nhất là ông già áo đỏ không có phòng bị. Trong tình huống như thế thì ông ta sẽ không kịp trở tay, có hiệu quả tấn công bất ngờ. Mẹ kiếp, là quan tài sao? Ông già áo đỏ chau mày, không thể phủ nhận. Đó chính là một cỗ quan tài. Cảnh giới Huyền Dương có thể nhẩm tính được trọng lượng của quan tài. Nhưng trọng lượng mà ông ta ước tính được là trọng lượng đã được bùa làm nhẹ giảm đi. Đến khi cỗ quan tài sắp va vào người ông ta thì bùa làm nặng sẽ dán lên, cỗ quan tài không chỉ phục hồi lại trọng lượng mà còn tăng thêm trọng lượng lên. Để gia tăng trọng lượng của nó, Triệu Bân đã dán đến mấy chục lá bùa làm nặng. Hai mắt của ông già áo đỏ lập tức lồi ra, đồng tử thì co rụt. Mẹ nó, sao cỗ quan tài đó chưa đến mà ông ta đã cảm giác được tiếng gió mạnh rít lên vù 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 rồi. Ông ta muốn né nhưng không kịp, bởi nửa số bùa định thân còn lại đã phát nổ hết, mặc dù chúng không giữ chân được cảnh giới Huyền Dương nhưng cũng có thể khiến cho hành động của ông ta bị chậm lại, ầm. Quan tài đá rơi xuống, chắc là vì quá nặng nên khi nó đập xuống đã khiến cho mặt đất rung chuyển. Á! Tiếng hét của ông già áo đỏ vẫn rất bá đạo, ông ta bị đánh trúng nửa thân dưới, chân nguyên hộ thể cũng không chống đỡ nổi sức nặng của quan tài đá nên vỡ nát ngay tại chỗ. Lúc này ông ta đã không còn gì bảo vệ nữa, phần thân dưới bị đập tàn phế, chắc là xương cốt đều đã gãy nát hết rồi. Học! Triệu Bân hộc máu vì bị chấn đến và cũng là do bị võ hồn phản phệ. Hắn rất giỏi dùng kiếm và phi đao. So với việc dùng mấy thứ nhỏ nhắn, gọn nhẹ đó thì đây là lần đầu tiên hắn dùng quan tài. Nếu không có mười mấy tấm bùa làm nhẹ kia, hắn sẽ không điều khiển nổi. Mặc dù có bùa làm nhẹ giảm trọng lượng nhưng hắn cũng rất thê thảm, võ hồn chịu phụ tải quá lớn, cơ thể cũng bị liên lụy theo, đâu chỉ thất khiếu chảy máu mà toàn thân cũng đầm đìa cất lỏng màu đỏ đó. Có điều, hắn trả giá đắt như thế cũng xứng đáng. Ông già áo đỏ bị tàn phế nửa thân dưới thì việc giết chết ông ta cũng dễ dàng hơn nhiều. Đáng chết, ngươi thật sự đáng chết mà. Ông già áo đỏ gào lên, gắng gượng vận dụng chân nguyên, đẩy quan tài đá ra. Nhưng e rằng ông ta đã không thể đứng dậy được nữa. Xương cốt ở hai chân đã bị quan tài đá đè nát, nửa thân dưới rơi vào tình trạng thịt xương lẫn lộn. Đau là chuyện nhỏ, mất đi ý thức mới là chuyện khiến người ta lo sợ. Triệu Bân bò dậy một cách khó nhọc, hắn cầm hồ lô lên và chút vào miệng. Hắn bị thương rất nặng nhưng công hiệu của linh dịch lại rất bá đạo. Sau khi hắn uống hai ngụm thì võ hồn đang suy kiệt lập tức trở lại bình thường, chân nguyên đã khô cạn cũng phục hồi lại ngay, đến cả cơ thể đang bị thương cũng lành lặn lại trong tích tắc. Ông già áo đỏ nhìn thấy cảnh tượng đó thì hai mắt đỏ bừng lên. Mẹ nó, người đang uống tiên dược sao? Thế là khỏe lại rồi à? Cho ta một ngụm với. Mặc dù ta đã bị tàn phế nhưng ta cảm thấy vẫn còn có thể cứu được đó. Keng, keng. Tử tiêu kêu leng keng, Long Uyên cũng ù ù, bay xung quanh Triệu Bân. Hắn làm lơ với ánh mắt thèm khát của ông già áo đỏ, mặt hắn lạnh như băng. Đi ra ngoài. Không bị người ta chém thì cũng bị lột da. Có điều, tối nay là ngoại lệ. Cao thủ Huyền Dương đỉnh cao bị tàn phế biến thành một tấm bia sống. Giết! Ông già áo đỏ muốn đứng dậy nhưng khổ nỗi cả người không còn sức lực, chỉ đành phóng kiếm khí, chém về phía Triệu Bân, nếu có thể chém chúng được phát nào thì Triệu Bân cũng mất mạng thôi. Triệu Bân đâu có ngốc,
hắn đã chạy từ sớm rồi. Mặc dù kiếm khí mạnh nhưng lại bị giới hạn về khoảng cách, chỉ cần nấp đủ xa thì sẽ không thể đánh tới được. Cứu ta! Ông già áo đỏ hét lớn, ông ta đang gọi tọa kỵ của mình là sói lửa. Không thể ở lại chỗ này thêm nữa. Hắn phải chạy thôi, hồi phục lại cơ thể mới là chuyện quan trọng, thú cưỡi của ông ta chính là phao cứu sinh lúc này, nó vẫn đang truy sát đại bằng trên không, chỉ cần trốn khỏi chỗ này thì ông ta sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Gào! Sói lửa nghe thấy tiếng gọi thì bỏ lại đại bằng, phóng từ trên trời xuống. Quạc, quạc! Đại bằng không đuổi theo nữa, tâm ý nó tương thông với chủ nhân, nó biết Triệu Bân đang đợi sói lửa. Chỉ sợ mày không đến thôi. Triệu Bân hừng một tiếng lạnh lùng, hắn đã nấp trong tối để chờ sói lửa phóng xuống. Kiếm tử tiêu phóng ra, đâm trúng vào bụng dưới của sói lửa. Một tia máu lập tức phụt ra, sau đó Long Uyên lại bay đến, lần này nó đã đâm trúng não của sói lửa. Gào! Sói lửa bị đánh không kịp trở tay, chúi đầu xuống rồi đột ngột rơi từ không trung. Keng! Nó vẫn chưa kịp đứng dậy thì kiếm tử tiêu lại bay đến, đâm xuyên cánh trái của nó, kiếm Long Uyên cũng bay đến, đâm thủng vào cánh phải của nó. Một chiếc ghế ngồi biết bay đang bình thường, tự dưng bị hai thanh kiếm cắm chặt lên mặt đất. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Sau khi ghim chặt sói lửa thì kịch hay mới bắt đầu, phi đao có treo bùa nổ phóng tới, cắm lên đầu của sói lửa, sau đó bùa nổ liền nổ tung. Gào! Sói lửa hét lớn lên một tiếng. Đầu nó cũng nổ theo, nó chết ngay tại chỗ. Lúc này, cả thế giới đều trở nên yên lặng. Sói lửa chết rất ấm ức, tốt xấu gì nó cũng là tòa kỵ cảnh giới huyền dương, còn là sói lửa biến dị nhưng không ngờ lại bị một tên danh cảnh giới chân linh giết chết, thật sự rất mất mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Học. Đôi mắt già nua đầy hy vọng của ông già áo đỏ đã lộ vẻ tuyệt vọng. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng của ông ta đã bị người ta giết chết như vậy. Hết cách cứu vãn rồi. Tiền bối có chăn trối gì không? Triệu Bân đứng cầm kiếm, bình thản hỏi. Xin tha mạng. Ông già áo đỏ chỉ thấy đầu óc mơ hồ, giọng nói của ông ta cũng trở nên thều thào. Ông ta đúng thật là huyền dương đỉnh cao nhưng xương cốt đã bị dập nát, như thế chẳng khác gì việc bị chém làm đôi. Bây giờ ông ta đã không thể chịu nổi sự dày vò nữa. Cần nhanh chóng trị thương thì mới có thể sống sót. Nếu không thì sẽ chết một cách rất khó coi. Tiếc là, lời cầu xin của ông ta không có tác dụng gì, sao Triệu Bân có thể tha cho ông ta được? Keng, keng. Tử Tiêu và Long Uyên được Triệu Bân điều khiển, bay tới từ phía xa. Không, không, không. Ánh mắt ông già áo đỏ đầy vẻ kinh sợ, ông ta hét lên tuyệt vọng. Hai luồng huyết quang cực kỳ nhức mắt phát ra, một đâm vào tim của ông ta, luồng kia chém đứt linh mạch của ông ta, cao thủ huyền dương đỉnh cao cũng lập tức xuống suối vàng cùng với sói lửa. Sói lửa ấm ức, ông ta càng uất hơn. Từ trước đến nay, ông ta là người đầu tiên bị quan tài đè đến tàn phế. Từ trước đến nay, ông ta cũng là cao thủ huyền dương đỉnh cao đầu tiên bị thằng danh cảnh giới chân linh giết chết. Muốn trách thì chỉ có thể trách ông ta quá chủ quan. Để Triệu Bân gài thành công. Cũng trách ông ta quá tham lam, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại chạy đến chỗ này tìm cảm giác kích thích. Chuyến này ông ta thật sự đã không uổng công đến, không cướp được bảo vật nào mà còn mất luôn cả mạng. Đi đêm miết sao tránh được ngày gặp ma được. Bây giờ ông ta là ví dụ rõ ràng nhất cho chuyện đó. Ông ta làm quá nhiều chuyện xấu giết người cướp của thì sao có thể tránh khỏi báo ứng. Tú Nhi. Mau khen ta đi. Triệu Bân nở nụ cười, thu hai thanh kiếm lại rồi bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Không khen. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ liếc hắn một cái. Ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng vị thần này thì vừa kinh ngạc lại vừa vui. Nhìn đi, tên nhóc này cũng có bản lĩnh lắm đấy chứ. Đỉnh cao cảnh giới huyền dương mà cũng bị hắn gài đến chết như vậy. Đến cả vị thần như cô ta cũng không nhịn được mà phải khâm phục năng lực tính toán của Triệu Bân, giấu bùa định thân, treo túi cất đồ, dùng quan tài đá, dùng bùa làm nhẹ, dùng bùa làm nặng, nếu như có bất cứ sơ hở nào trong chuỗi hành động liên hoàn đó thì hắn cũng không thể hoàn thành được trận chiến tuyệt sát này. Những hành động này đều cần phải được thực hiện một cách chuẩn xác nhất.
Vì vậy mới nói, Triệu Bân không phải là người làm bừa mà là kẻ làm việc có tính toán. Hắn đã thắng trong ván cược bằng tính mạng của mình. Đừng nói gì là trần gian, dù là tiên giới hay thần giới thì chiến tích kiểu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nếu thật sự muốn khen hắn thì cô ta cũng không biết phải dùng lời lẽ gì để khen. Huyền Dương đỉnh cao giàu có thật. Triệu Bân chậc lưỡi, tài sản của ông già áo đỏ đã bị hắn lấy sạch, chỉ tính ngân phiếu thôi là đã có tới mấy vạn lượng, thêm cả những binh khí, bảo thạch khác cũng có rất nhiều. Nói thế nào ấy nhỉ? Cướp đoạt một cao thủ Huyền Dương đỉnh cao đủ để hắn ăn được mấy năm. Kính bát quái này thú vị nè. Triệu Bân ngồi xếp bằng dưới đất, lật qua lật lại kính bát quái để xem. Trước đây hắn đã từng được chứng kiến sức mạnh của nó, chỉ tiếc là vì cỗ quan tài đá đó mà chiếc kính đã bị vỡ mất một nửa, nó vốn dĩ vô cùng bóng loáng, bây giờ lại không còn chút ánh sáng nào. Lấy thú hỏa đi, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Quên mất nó nhỉ, Triệu Bân nghiêng người, đưa tay về phía sói lửa, bên trong cơ thể của tòa kỵ biết bay này có thú hỏa, chỉ cần là chủng loại thú có ngọn lửa bốc cháy toàn thân thế này thì đều có thú hỏa, nhưng tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Vận may của hắn không tồi, sói lửa biến dị có thú hỏa. Đó là một ngọn lửa màu bạc, thú hỏa cấp thấp nhất. Nhưng mà có còn hơn không, được đại hoang viêm quyết chuyển hóa vào trong lửa lớn màu đen thì bản nguyên của lửa được tăng lên khá nhiều, nếu như có thêm vài ngọn như thế này nữa thì chắc sẽ có thể tạo ra được địa hỏa. Thu dọn chiến trường, hủy thi diệt tích. Triệu Bân vừa mới thi pháp thu hồi quan tài đá vào lại trong túi càn khôn. Quan tài được đúc từ đá đặc biệt không chỉ chắc cứng mà còn rất nặng. Đã nói rồi mà. Dùng thứ này để đập người khác thì rất có hiệu quả. Kết hợp với bùa làm nặng thì uy lực càng tuyệt hơn. Quạc quạc. Đại bằng cũng bay xuống, liên tục cọ đầu vào Triệu Bân. Lại một lần nữa nó cùng chủ nhân kề vai tác chiến, cảm giác đó không chỉ hào hứng mà còn rất phấn khích. Về nhà thôi. Triệu Bân mỉm cười. Sau đó đại bằng sải cánh bay lên cao, băng qua sông núi. Nghe khó tin thế. Triệu Bân ho khan, nghe xong cũng nửa hiểu nửa không, nhưng cái đèn đá này chắc chắn là bảo vật. Hắn nhẹ nhàng cầm lên rồi nhét vào túi càn khôn. Chớ bỏ vào túi càn khôn, Nguyệt Thần điềm nhiên nói, nhưng cũng gần như quát lên. Tại sao? Cách quan tài của vua âm Nguyệt quá gần, rất có khả năng gây ra thi biến. Loại đèn này sẽ kích thích âm phủ biến hóa. Lại còn phải chú ý đến thế à, Triệu Bân siết chặt cây đèn trường minh, nhìn nhìn ngó ngó, đèn này vẫn còn đang cháy, có phải ai đó đang mượn nó để chiêu hồn không? Nếu bị lấy đi, há chẳng phải cắt tiệt luôn con đường sống lại của người ta? Theo lời người xưa nói thì thế này là tổn hại âm đức đấy nhé. Ấn ký thôi mà, không phải chiêu hồn đâu. Nguyệt Thần thong dong nói, một phàm nhân đâu thể hiểu được cách đốt đèn. Về điều này, cô ta đã biết rõ từ lâu rồi. Theo suy nghĩ của cô ta thì người lấy được đèn trường minh căn bản không biết về điểm kỳ diệu của chiếc đèn này. Sở dĩ thế giới của người phàm có đèn trường minh phần nhiều là do tiên nhân để lại, cũng có thể là rơi từ trên trời xuống, giống như liên hoa hữu sinh ở U Huyên vậy, chắc chắn là từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua là người đời không biết thôi. Thế thì ta sẽ không khách sáo nữa, Triệu Bân mỉm cười. Tiện tay nhét vào lòng, nếu có thể chiêu hồn, dùng đèn này để giúp vua âm Nguyệt sống lại được không? Có lẽ là được, hy vọng ít ỏi quá, ông ta chết lâu quá rồi, đã vậy còn là xác không đầu, Nguyệt Thần trả lời, dạng như thế này, nếu đến tiên giới có lẽ sống lại được. Lúc nào rảnh thì thử nhé. Triệu Bân sờ sờ cằm, trí tưởng tượng của hắn đã bay cao bay xa lắm rồi. Nếu lôi được vua âm Nguyệt về nhân gian, vậy thì hắn sẽ là ân nhân cứu mạng của người ta, cao thủ thiên võ kiểu gì cũng phải bảo vệ hắn một tí. Đèn trường minh bị lấy đi mất, động phủ bỗng chốc chìm vào u tối. Mà điều kỳ lạ là cảm ngộ và hàm ý trên bốn bức tường xung quanh cũng tiêu tán theo. Triệu Bân cực kỳ xót xa, bao nhiêu tâm huyết của các tiền bối mà. Nếu biết thế thì hắn nên cảm ngộ trước rồi mới lấy đèn trường minh đi sau. Bây giờ thì hay rồi. Chẳng còn cái gì nữa. Sau khi thở dài một tiếng, hắn bái lại động tiên rồi quay người rời đi, đến đây rồi cũng chẳng biết động tiên này do ai tạo ra, càng không biết vị tiền bối ấy còn tại thế không. Nhờ ánh sáng trăng,
hắn lồng cồm bò ra khỏi giếng cạn. Lòng hắn cực kỳ cảm khái, lần trước cái giếng cạn này đã cứu mạng hắn, lần này còn giúp hắn gặp được cơ duyên. Tìm được bảo bối gì rồi? Triệu Bân đang nghĩ ngợi thì một tiếng cười nham hiểm đột ngột vang lên khiến toàn thân hắn giật nảy. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một bóng người đen thùi lùi. Người đứng đó là một ông già với tóc đen, y phục đỏ như máu và một cái gương bát quái treo trên thắt lưng đang bước ra khỏi bóng tối. Ông ta giống như một u linh với tiếng cười âm lạnh lẽo, khỏi cần nghi ngờ gì, chắc chắn là cao thủ huyền dương, đã vậy còn đạt tới đỉnh cao, toàn thân bao phủ bởi huyết sát, vừa nhìn đã biết là kẻ liếm máu trên lưỡi đao, hẳn rằng từng giết không ít người. Xuất quỷ nhập thần thế. Triệu Bân vô thức lùi về sau một bước, linh châu của hắn không hề phản ứng gì nên chắc trên người đối phương có bảo bối bí mật nào đó giúp che giấu tu vi. Sở dĩ lão già áo đỏ chạy tới đây, chắc hẳn là vì trước đó từng thấy ánh sáng vàng phát ra, bất kỳ ai ngó thấy cũng phải chạy tới xem xét. Ngoan ngoãn giao nộp đi, ta sẽ cho ngươi được chết yên ổn. Lão già áo đỏ cười đê tiện, chỉ là một võ tu chân linh tầng 4 thôi mà, tát cho nó một cái là chết tươi. Sư phụ, lão hù con kìa. Triệu Bân lập tức đứng thẳng người, vẫy vẫy tay về phía sau của lão già. Sư phụ. Lão già áo đỏ nhíu mày, lập tức nhìn lại. Thế nhưng, sau lưng ông ta tối thui như hũ nút, đừng nói tới sư phụ, một con chim cũng không có. Mẹ kiếp, bị chơi xỏ rồi. Đợi khi ông ta quay người lại thì Triệu Bân đã bắt đầu trốn, hai bên chân dán hai lá bùa tốc hành, tốc độ nhanh như chớp. Chẳng khác nào một bóng đen luồn lách giữa rừng cây. Hay lắm, tiểu tử này, nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ông già áo đỏ hừ một tiếng, gió lớn nổi lên, ông ta đuổi sát theo sau, gương mặt rất khó coi, thậm chí trở nên dữ tợn. Một võ tu chân linh thấp hèn mà biết nhiều trò ghê, đến cả cao thủ đỉnh cao huyền dương như ông ta cũng bị xoay như dế, đúng là mất mặt. Còn nữa, mẹ kiếp, ngươi ăn gian đấy à? Dù từng gặp rất nhiều võ tu cảnh giới chân linh, nhưng lần đầu ông ta gặp được người chạy nhanh như Triệu Bân. Ăn gian ư, ông đây còn muốn lái máy bay luôn kìa. Triệu Bân chửi thầm một tiếng, đến cả Nguyệt Thần cũng bị chửi theo. Cô ả này chắc chắn đã biết từ lâu rồi, lại không nói với hắn. Đỉnh cao huyền dương đấy, ta đánh làm sao lại được. Chạy nhanh lên, sư phụ coi trọng ngươi. Nguyệt Thần nằm vắt vẻo trên mặt trăng. Thậm chí chẳng buồn mở mắt. Sóng to gió lớn nào cũng trải qua rồi, đây mới chỉ là mương rãnh thôi, ngươi gắng gượng được. Triệu Bân không ngó ngàng gì. Bên ngoài giếng cạn có người canh chừng, bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Nếu sớm biết như thế thì hắn nên bịt kín mịt, tuyệt đối không để lộ ra chút chân nguyên nào, như thế còn có thể mượn danh cảnh giới thiên võ để hù dọa kẻ khác. Bây giờ tu vi của hắn hoàn toàn bại lộ. Muốn đóng giả cao thủ thiên võ để hù dọa thì chỉ sợ đối phương không tin, ông ta có phải kẻ ngốc đâu. Đi đâu hả? Lão già áo đỏ quát ầm lên, huyết phong nổi lên khắp dọc đường, không biết bao nhiêu cây cối nghiêng đổ vì ông ta, thêm biết bao nhiêu tảng đá lớn bị dẫm đến mức nát vụn và bắn tung tóe, biến thành một đống hỗn độn. Ông ta đã đạt tới cảnh giới huyền dương, còn là đỉnh cao nữa, dù không dùng tới những thứ như bùa tốc độ thì tốc độ cũng đủ nghiền nát Triệu Bân. Chân linh bé nhỏ ơi, mẹ kiếp, ngươi chạy không thoát đâu. Quả thực, tốc độ của ông ta rất nhanh. Từ bên trên nhìn xuống, nếu Triệu Bân giống như một bóng đen thì ông ta chính là một u linh. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, ông ta đã đuổi tới nơi rồi. Keng, keng. Sau đó là mười mấy luồng kiếm khí lao vào không trung, phát ra âm thanh leng keng. Triệu Bân nghiêm nghị. Liên tục tránh né được dù suýt bị đâm trúng. Thế nhưng, kiếm khí này quá bá đạo, dù hắn không bị đâm trúng, nhưng cũng bị dư chấn của nó ảnh hưởng, từ đầu đến chân có thêm mười mấy vết máu. Cũng may mà không bị đâm trúng, chứ nếu dính phải một nhát nào thôi cũng sẽ bị cắt ra như miếng đậu phụ. Nổ chết ngươi này! Triệu Bân hừ một tiếng, dùng võ hồn điều khiển phi đao, mười mấy thanh đao bắn ra. Bùa nổ à, hay đấy! Có thể đả thương ta sao? Ông già áo đỏ cười khẩy, nửa đêm nửa hôm nhưng mắt mũi ông ta còn tốt chán, trông thấy từng thanh phi đao đang bay tới, cũng trông thấy từng lá bùa nổ được treo bên trên. Tiếc rằng thứ này không có tác dụng quái gì với ông ta.
chân nguyên hộ thể của cao thủ đạt đỉnh huyền dương đâu phải là để trưng bày. Thực tế đúng là như vậy. Mười mấy lá bùa nổ đồng loạt nổ tanh bành, tuy gây ra động tĩnh không hề nhỏ, nhưng vẫn không suy chuyển được lão già kia, đến cả chân nguyên hộ thể của người ta cũng không phá vỡ được chứ đừng nói gì đến đả thương. Triệu Bân đã sớm dự tính được điều này. Là do tu vi của hắn quá thấp nên uy lực của bùa nổ do hắn vẽ ra cũng không cao đến đâu được, gặp cảnh giới chân linh thì ổn, gặp huyền dương tầng một chắc cũng có thể dùng, nhưng đỉnh cao thì là chuyện khác, khả năng phòng ngự của tên này quá mạnh mẽ. Để lại, ông già áo đỏ hừ một tiếng như lôi đình, trong lúc truy sát cũng không quên tạo kết ấn bằng một tay để độn thổ. Uỳnh. Cùng với một tiếng uỳnh, vài ba trượng trước mặt Triệu Bân bỗng chốc xuất hiện một bức tường cao lớn nhô lên khỏi mặt đất. Nó chẳng có khả năng công kích gì, chỉ là một bí pháp hỗ trợ nhằm chặn đường Triệu Bân. Ta xuyên qua nè. Triệu Bân cắm đầu đâm vào tường, trong thoáng chốc đã dùng thuật xuyên tường, nhẹ nhàng hóa giải. Ôi già! Ông già áo đỏ lại nhớn mày thêm lần nữa, cái thằng danh này, biết nhiều thứ nhỉ. Thế mà còn biết cả thuật xuyên tường đã thất truyền từ lâu. Bảo bối à, người đúng là một báu vật, thế thì lão phu phải bắt được ngươi, sách về nghiên cứu cho ra nhẽ, chắc chắn sẽ có bất ngờ đây. Không cho cơ hội hả? Triệu Bân thầm mắng, hắn muốn tìm một cái hang động nào đó, trốn vào trong rồi dở lại trò cũ, giống như đêm đó hù dọa lão mập vậy. Dùng khí thế của cảnh giới thiên võ để dọa cho ông ta rút lui. Thế nhưng ông già phía sau truy đuổi ác quá. Hắn cũng muốn thông linh để gọi đại bằng ra, sau đó vọt thẳng lên trời, thế nhưng xấu hổ ghê, thuật thông linh giới hạn thời gian, hiển nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đúng lúc nguy khốn, hắn nhìn về phía túi càn khôn. Nói đúng ra là đang nhìn quan tài của vua Âm Nguyệt, có thể lôi ra đập chết ông ta được không? Hay là gọi vua Âm Nguyệt ra cũng được. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần, ngụ ý rất rõ ràng, dạy ta phép điều khiển thi thể. Thế nhưng Nguyệt Thần chẳng để tâm. Ánh mắt của cô ta thẳng thừng ngó lơ Triệu Bân, muốn ngủ thế nào vẫn ngủ thế ấy, nếu nghe kỹ còn nghe thấy cô ta đang ngâm nga một điệu nhạc, rất thong dong, thần thái này đã đủ bày tỏ rằng, chạy đi, chạy nhanh vào. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Thời khắc này, hắn có một khao khát tùy bồng bột nhưng rất mãnh liệt, cưỡng ép làm gì đó Nguyệt Thần. Keng, keng. Trong lúc này, kiếm khí của ông già áo đỏ lại phóng tới, không phải vài luồng, mà là cả một vùng. Có trời mới biết bao nhiêu cây cổ thụ bị chém ngang hông. Nếu không phải vì Triệu Bân nhanh chân thì chắc hẳn hắn cũng bị làm tám mảnh rồi, ông già áo đỏ kia có phải võ tu huyền dương bình thường đâu. Ngươi không thoát được đâu. Ông già áo đỏ hét ầm lên một tiếng, bước chân bá đạo dẫm nát tảng đá lớn thành cho bụi, sau đó nhảy vọt lên, vung tay quăng ra một cái gương bát quái. Uỳnh! Gương bát quái xoay giữa không trung, có hào quang bắn ra khắp nơi. Không ổn! Triệu Bân khiếp hãi, từng luồng hào quang kia không chỉ đẹp mà còn rất mạnh, nếu dính phải thì cơ thể nhỏ bé của hắn sẽ bị đục thủng một lỗ. Trong chốc nhát, hắn lập tức trốn vào lòng đất. Uỳnh, đùng. Giống như hắn đã dự tính, uy lực từ hào quang của gương bát quái cực mạnh, mấy tảng đá lớn bị xuyên thủng rát nhẹ nhàng. Cho dù hắn đã trốn xuống lòng đất nhưng cũng rất thê thảm, chân nguyên hộ thể đã vỡ, trên vai trái có thêm một cái lỗ, lúc này đang chảy máu tươi ào ào. Hay cho trò độn thổ. Ánh mắt của ông già áo đỏ lóe lên vẻ kinh ngạc, đúng là gặp được bảo bối rồi. Chuyện khác chưa tính. Chỉ riêng phép xuyên tường và độn thổ đã là thu hoạch lớn. Đã bảo rồi mà, chuyến này đi không uổng. Chưa kịp dứt lời, ông ta đã dậm chân xuống, định ép Triệu Bân nảy ra. Triệu Bân không ngốc, ngay trước đó, hắn đã tự trồi ra rồi, vung tay ném ra một quả trứng sắt, chính là pháo lôi quang, vật mà hắn phải có khi muốn trốn. Khỏi nói chứ, ông già áo đỏ thực sự bị hoa mắt. Thế nhưng cũng chỉ trong một chốc. Đôi mắt kia nhanh chóng khôi phục ánh sáng, đập vào mắt chính là quả pháo lôi quang ban nãy, thêm mười mấy quả nữa đang được ném về phía ông ta. Uỳnh, đùng, uỳnh. Tiếng nổ liên tục vang lên, lôi quang bắn ra tứ phía. Ông già áo đỏ khẽ hừ một tiếng, bao nhiêu lôi quang khiến hai mắt ông ta tối thui. Thực tế chứng minh rằng đôi lúc pháo lôi quang có lợi hơn cả bùa nổ. Mà chỉ trong vài khoảnh khắc. Triệu Bân đã lao lên một ngọn núi nhỏ,
vọt người nhảy xuống, khi ở giữa không trung, hắn cắn đầu ngón tay, ấn vào hư không. Là thuật thông linh, giới hạn thời gian đã hết. Đại bằng vừa mới quay về không lâu đã bị gọi ra, hắn tính toán rất chuẩn xác, đại bằng cũng đến rất kịp thời, đón ngay được hắn, không lệch tí nào. Đi, đi mau. Triệu Bân ho ra một búng máu tươi, phất tay dán hai lá bùa tốc hành lên thân mình đại bằng. Cạc, cạc. Đại bằng tâm ý tương thông, lập tức giang cánh lao vọt lên trời như một bóng đen. Thuật thông linh. Hai mắt lão già áo đỏ khẽ nheo lại, ánh mắt cũng thâm sâu hơn. Con quạ đen to xác kia càng nhìn càng quen nhỉ, ông ta từng gặp qua ở bên ngoài thành vong cổ rồi. Hiển nhiên, ông ta cũng tham gia phiên đấu giá của thành vong cổ. Mà trận đại chiến của Triệu Bân và Nghiêm Khang, ông ta cũng có mặt ở đó. Triệu Bân. Ông già áo đỏ cười khẩy, nhận ra con chim kia là nhận ra Triệu Bân. Ngăn nó lại. Ông ta hét ầm lên, cực kỳ bá đạo. Growl. Tiếng gào bỗng chốc vang vọng khắp bầu trời đen kịt, nghe âm thanh thì chắc hẳn là một con sói. Đúng là một con sói thật, một con sói biết bay. Khỏi cần phải nói, nó là tọa kỵ của ông già áo đỏ. Con sói này lượn một vòng trong không trung nhưng không hề lao xuống. Thấy chủ nhân không bắt được Triệu Bân nên xuống đón chủ nhân, còn chưa kịp hạ xuống thì một con chim xù lông đen thui đã lao vọt lên rồi. Sói lửa biết bay. Triệu Bân đã trông thấy, đập vào mặt là một làn sóng nhiệt nóng hừng hực. Đúng là một con sói lửa. Thế nhưng, con sói lửa này còn có một đôi cánh, toàn thân đắm trong lửa lớn, vóc dáng to lớn phải tới vài ba trượng, khi nó vung cánh, sóng nhiệt nóng dẫy tỏa ra. Nó rất hung hãn, đôi mắt kia cũng đỏ ngầu, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Sói lửa biến dị. Triệu Bân lầm bầm, hắn từng nghe nói về loài vật này, nhưng hôm nay mới diện kiến, growl. Sói lửa hung hãn, lửa cháy hừng hực. Ngăn nó lại. Ông già áo đỏ quát ầm ầm, mặc dù là cao thủ huyền dương đỉnh cao nhưng ông ta không biết bay. Khỏi cần ông ta nói, sói lửa đã nhào tới rồi. Tọa kỵ biết bay cấp bậc huyền dương cũng rất bạo ngược, dù cách một đoạn xa đã phun ra lửa, biến thành từng luồng kiếm quang bổ về phía Triệu Bân và đại bằng. Không đánh được chủ của ngươi, chẳng lẽ ta còn không đánh nổi ngươi? Triệu Bân khẽ hừ, đại bằng và hắn tâm ý tương thông, cộng thêm bùa chú nên tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng tránh được lửa nóng và kiếm quang, phóng vọt lên những tầng mây, sau đó biến thành một bóng đen, lao đầu xuống. Keng, keng. Cùng lúc đó, Triệu Bân dùng võ hồn ngự kiếm, Long Uyên và Tử Tiêu lao ra cùng lúc. Con sói lửa kia cũng không ngốc, đã vậy linh trí cực cao, có ý thức chiến đấu, từ xa đã né đi, đôi cánh lửa vùng vẫy, liên tục lao lên trời. Nổ chết ngươi luôn. Triệu Bân niệm chú trong lòng, dùng võ hồn để điều khiển, mười mấy thanh phi đao liên tục bắn ra, thanh nào cũng gắn bùa nổ, bị hắn diễn hóa đến cực độ, rơi ngập đầu con sói lửa. Quỳnh, đùng, quỳnh. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nổ của mấy lá bùa cực kỳ vang vọng. Từ dưới nhìn lên, chỉ thấy được mấy bông pháo hoa. Sói lửa bị thương, bị nổ đến mức tóe máu, trong tiếng gào của nó có thêm sự phẫn nộ và ai oán. Cho mày kêu này. Triệu Bân mắng ầm lên, điều khiển kiếm Tử Tiêu từ trên trời chém xuống. Phụt. Trong ánh lửa có cả tia máu. Cánh trái của sói lửa bị thương, nhưng nó chịu đòn rất giỏi, Tử Tiêu cũng chỉ để lại một vết chém trên cánh của nó chứ không thể chém đứt được. Đừng vội, vẫn còn đây. Long Uyên lập tức theo sau, nhắm chuẩn vào đầu của sói lửa, đập rất mạnh. Growl. Sói lửa kêu lên thảm thiết, trong lúc lơ là không kịp trụ vững, suýt nữa đã cắm đầu lao xuống. Đợi khi nó ổn định lại thì mười mấy thanh phi đao cũng phóng tới. Thanh nào cũng gắn bùa nổ, trông cực kỳ chói mắt. Sói lửa thấy thế, bỗng chốc cuống quýt hẳn lên. Nó cuống thì cuống mà bùa nổ vẫn nổ, không sót lá nào, máu me bắn tung tóe. Chết tiệt, lão già áo đỏ quát lên, về đây. Ông ta phải gọi con sói lửa quay về, dù là sói lửa cảnh giới huyền dương, nhưng dù sao cũng chỉ là tọa kỵ, đấu với Triệu Bân vẫn bị yếu thế. Cái tên nhãi chân linh kia không phải là võ tu thông thường. Hôm đó hắn có thể đánh bại Nghiêm Khang đã đủ thấy hắn không hề tầm thường.
muốn dựa vào tòa kỵ để hạ gục Triệu Bân khác nào kẻ mơ ngủ. Sói lửa sợ rồi, từ trong ánh lửa lao xuống. Đi, đi mau. Triệu Bân không đuổi, nếu tiếp tục đuổi theo e là sẽ bị đánh. Hắn có thể đánh được sói lửa, nhưng không đánh lại ông già áo đỏ kia. Một khi ông ta lên trời, chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt. Cạc, cạc. Đại bằng dương cánh, giống như một đám mây đen lướt qua bầu trời. Growl. Tiếng gầm gào của sói lửa nhanh chóng vang lên, vừa bạo ngược vừa phẫn nộ. Chủ nhân đã leo lên rồi, tự tin của nó lập tức căng đầy, ánh lửa cháy hừng hực, lập tức bám giết không tha. Triệu Bân, ngươi chạy không thoát đâu. Ông già áo đỏ quát ầm lên, phóng ra từng luồng kiếm khí. Nghe thấy câu này, Triệu Bân nhíu mày. Từ câu mắng điểm mặt chỉ tên này có thể thấy chắc chắn ông già áo đỏ nhận ra hắn. Điều này rất nhức đầu. Hắn tự nhận mình có thể trốn được truy sát, nhưng Triệu gia sẽ không trốn được. Bị một cao thủ Huyền Dương nhắm tới thì Triệu gia đừng hòng yên ổn trong mấy chục năm tới. Giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Nếu đối phương gay gắt thì Triệu gia đi ngủ cũng không được yên thân. Ông ta nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Triệu Bân bỗng vung tay, trải bộ đồ nghề vẽ bùa ra. Nếu để ai đó nhìn thấy chắc sẽ kinh ngạc lắm. Mẹ kiếp, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình vẽ bùa. Vả lại, đại bằng bay nhanh như vậy, gió lớn thổi ào ào trong không trung, ngươi đứng vững nổi sao? Ngươi vẽ ra được thứ gì sao? Độ khó cao hơn lúc ở dưới mặt đất mấy lần liền. Tiểu tử, ngươi rất điên cuồng đấy. Nguyệt thần mở mắt liếc nhìn Triệu Bân. Cô ta ở trong tiềm thức của Triệu Bân nghĩ gì, cô ta cũng biết hết, đương nhiên sẽ biết võ tu chân linh thấp hèn này định làm gì. Hắn định liều mạng với ông già áo đỏ kia đấy. Người ta đạt đỉnh cao Huyền Dương rồi đấy. Ta phải đập chết ông ta. Triệu Bân đáp lại một câu rồi nhấc bút vẽ bùa. Hắn không vẽ bùa nổ, bùa tốc hành hay bùa định thân mà vẽ bùa nhẹ thân, bởi vì khó đứng vững trong không trung nên vẽ bùa rất khó khăn, ba lá bùa đã bị hỏng. Thế nhưng, hắn rất bình tĩnh. Đến lá bùa thứ năm mới vẽ ra được, hắn vẽ liền tám lá bùa nhẹ thân. Vẫn chưa hết. Đến lá bùa thứ 9, hoa văn mà hắn vẽ ra đã thay đổi. Phen này hắn vẽ bùa nặng thân. Đúng vậy, là bùa nặng thân. Có bùa nhẹ thân thì cũng có bùa nặng thân, Nguyệt Thần chưa từng dạy hắn loại bùa chú này, nhưng vì thiên phú dị bẩm nên hắn tự lĩnh ngộ ra. Một cái nhẹ thân, một cái nặng thân. Khả năng của hai loại bùa này hoàn toàn ngược nhau, chỉ cần vẽ ngược hoa văn trên lá bùa là được. Hắn nghĩ như thế, cách này chắc là ổn đó, không thành vấn đề. Đúng vậy, không có vấn đề gì. Nguyệt Thần ngồi dậy, nhìn nó với vẻ hứng thú. Bùa nhẹ thân do cô ta sáng tạo ra, còn bùa nặng thân là do Triệu Bân cải biên lại, hắn đã vẽ xong rồi. Chậc chậc chậc. Đường đường là thần linh mà phải chậc lưỡi như vậy. Vẽ bùa trên không trung, độ khó quá cao, nhưng một võ tu chân linh như hắn có thể khắc phục được, đồng thời còn tự nghĩ ra kiểu bùa mới. Vào trận mới mài giáo. Thiên phú thế này, quá đáng sợ. Tú Nhi, bùa này có khả năng nặng thân không? Triệu Bân hỏi, trong tay cầm một lá bùa, chính là bùa nặng thân mà hắn mới vẽ ra, nhìn bút pháp tuy còn xấu nhưng quả thực đã vẽ ra được. Miễn cưỡng trông được. Nguyệt Thần liếc nhìn rồi đáp rất qua loa. Được thôi. Triệu Bân phấn khởi, lại nhấc bút vẽ như rồng bay phượng múa. Người nghĩ cho kỹ đấy, liều mình với cao thủ đỉnh cao Huyền Dương rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Truy cầu phú quý trong hiểm cảnh. Triệu Bân không ngừng lại, vừa vẽ bùa vừa trả lời. Vả lại, hắn còn chọn lựa nào khác không? Không giết được lão già kia, Triệu gia sẽ chịu tội. Có thể thử dùng khí thế thiên võ để dọa ông ta, chắc chắn có thể uy hiếp được, Nguyệt Thần nói. Ông ta đuổi theo gắt như vậy, không cho ta thời gian. Triệu Bân nhấc bút chấm mực, khả năng này dù có, nhưng gần như bằng không. Vì thế, chỉ bằng đấu một trận. Tiểu bối cảnh giới Huyền Dương, nếu tính toán chính xác, vẫn có thể tiêu diệt được tiền bối Huyền Dương đỉnh cao, hơi hối hận rồi. Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, vốn dĩ định tạo cơ hội cho Triệu Bân luyện tập, ai ngờ chấp niệm của tên nhóc này quá nặng, vì gia tộc mà muốn liều mạng với cả Huyền Dương đỉnh cao.
một chân linh tầng thứ tư mà muốn tiêu diệt Huyền Dương đỉnh cao thì khó như lên trời. Vì vậy cô ta đã cảm thấy hối hận rồi. Trong trận chiến tiếp theo đây, nếu diệt được ông già áo đỏ thì còn đỡ, còn nếu như không tiêu diệt được, cô ta và Triệu Bân đều phải bỏ mạng ở đây. Nói trắng ra thì đây là trận chiến được cược bằng cả tính mạng. Nhưng cô ta không hề ngăn cản. Dù trong thời khắc quan trọng này, cô ta vẫn không dạy Triệu Bân phép khống chế xác. Cô ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc Triệu Bân có bao nhiêu tiềm lực. Nếu như Triệu Bân có thể vượt qua được kiếp nạn này thì sẽ có tư cách xuất sư. Triệu Bân, ngươi chạy không thoát đâu. Ông già áo đỏ hừ một tiếng lạnh lùng. Gào. Tốc độ của con sói lửa mà ông ta đang cưỡi rất nhanh, chỉ tính việc nó là tòa kỳ cấp Huyền Dương thôi thì cũng đã bỏ xa đại bằng cấp chân linh rồi, cộng thêm bí thuật của chủ nhân nữa, nó chẳng khác nào đốm lửa di động. Keng, keng. Đáp lại ông già áo đỏ là mười mấy thanh phi đao có treo bùa nổ. Chỉ có mấy tấm bùa nổ nhỏ nhoi mà muốn làm ta bị thương sao? Ông già áo đỏ làm lơ, phóng ra chân nguyên hộ thể để bảo vệ toàn bộ cơ thể của mình và toàn bộ cơ thể của sói lửa, số bùa nổ đó có nổ thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Khói vẫn chưa tan ra hết thì Triệu Bân đã nhảy từ trên trời xuống. Còn đại bằng sải cánh bay thẳng lên bầu trời sao rộng lớn. Tiêu diệt con nghiệt xúc đó đi. Ông già áo đỏ chỉ về đại bằng ở phía xa rồi cũng nhảy xuống từ trên không trung, đuổi theo Triệu Bân vào rừng rậm. Còn sói lửa thì dâng lên đôi cánh lửa, đuổi giết đại bằng. Ầm, bụp, ầm. Những tiếng vang lớn không ngớt trong khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ cao chọc trời ngã rạp xuống đất, cát đá bay tung tóe khắp nơi, khung cảnh hoang tàn, Huyền Dương đỉnh cao nổi giận rất đáng sợ. Không biết đến lúc nào tiếng nổ mới tắt hẳn. Triệu Bân rất thê thảm, giống như một người mới vừa tắm máu, hắn lảo đảo lùi về sau, mãi cho đến khi đụng vào một vách đá thì mới khom lưng ho ra một ngụm máu, ngay cả đứng cũng đứng không vững nữa. Chạy đi, sao không chạy nữa đi? Ông già áo đỏ bước ra từ trong bóng tối, nhếch môi, cười với vẻ rất nham hiểm. Dưới ánh trăng, cặp mắt già nua đáng sợ nằm trong hai hốc mắt hõm sâu như phát ra ánh sáng màu máu. Nếu ông giết ta thì nhà họ Triệu sẽ không tha cho ông đâu, Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng. Rừng núi hoang vu, sẽ không có ai biết ta đã giết ngươi đâu. Ông già áo đỏ cười nham hiểm, ánh mắt như sáng lên. Ông ta đã coi Triệu Bân như một kho tàng, đừng nói những thứ khác, chỉ mấy tấm bùa tốc hành và bùa nổ không thôi thì cũng đã rất quý giá rồi. Triệu Bân không nói gì, âm thầm bấm ấn quyết trong tay áo. Đó là ấn quyết thuật ngự kiếm. Nhưng hắn không dùng Tử Tiêu và Long Uyên. Hắn đang dùng một thứ khác. Ra đây cho ta. Triệu Bân thầm hét lên trong lòng, đó là tiếng gào thét từ linh hồn. Thắng hay thua đều trông hết vào lần này. Khổ nỗi thứ đó quá nặng, khó mà điều khiển được, vì vậy, võ hồn của hắn đã phải chịu phụ tải rất lớn, thất khiếu đều chảy máu, người ngoài nhìn thấy cũng cảm thấy hãi hùng. Nể mặt Triệu Uyên. Cho ngươi được chết nhẹ nhàng. Ông già áo đỏ cười đầy ẩn ý, chân nguyên chuyển động trong lòng bàn tay, biến thành một luồng kiếm khí. Theo ông ta, chỉ cần dùng kiếm khí này thôi thì đã có thể nhẹ nhàng chém chết Triệu Bân rồi. Leng keng. Ông ta chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy tiếng leng keng, bùa chú bay xuống dập trời. Đó là số bùa chú đã được Triệu Bân bố trí từ trước. Bùa định thân à? Ông già áo đỏ kinh ngạc. Số bùa chú đang bay ngập trời đó chính là loại bùa định thân đã bị thất truyền từ lâu. Không phải ông ta chưa từng thấy nhưng đây là lần đầu tiên thấy số lượng lớn thế này. Có lẽ vì số lượng quá nhiều nên nó đã biến thành mưa bùa được bùa chú hợp thành, bao trùm lấy ông ta. Mở. Lúc ông già áo đỏ đang ngạc nhiên thì bỗng bừng Triệu Bân khẽ hét lên. Đống bùa định thân lập tức phát sáng. Khiến ông già áo đỏ cũng không kịp trở tay. Bùa định thân ở cấp độ này thì không thể giữ chân được ông ta, nhưng khổ nỗi số lượng quá nhiều nên ông ta cũng bị kiềm chân lại trong giây lát. Ra đây cho ta. Triệu Bân hét lớn lên, xương ngực cũng vỡ ra, máu tươi chảy khắp người. Ù. Hắn vẫn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng ù ù. Tiếng ù ù phát ra từ phía trên ông già áo đỏ, nói chính xác hơn là phát ra từ túi càn khôn đang treo trên cành cây. Là do Triệu Bân đã treo lên đó để chờ đợi giây phút này.
Ông già áo đỏ bất giác ngước mắt lên. Đập vào mắt ông ta là một cỗ quan tài đá, nó đang đập về phía ông ta. Đó là quan tài của vua Âm Nguyệt. Đó là kế hoạch của Triệu Bân, trên quan tài có khắc dấu ấn của thuật ngự kiếm, hắn có thể dùng linh hồn để điều khiển kiếm thì cũng có thể dùng linh hồn để điều khiển quan tài. Sở dĩ thất khiếu của hắn chảy máu là vì quan tài quá nặng, nặng đến mức võ hồn của hắn cũng sắp sụp đổ. Trên quan tài có dán bùa làm nhẹ và bùa làm nặng. Bùa làm nhẹ là để giảm nhẹ trọng lượng của quan tài. Còn bùa làm nặng là để gia tăng trọng lượng vì hắn muốn dùng cỗ quan tài đá nặng này để đập chết ông già áo đỏ. Huyền Dương đỉnh cao thì đã sao, bị cỗ quan tài đá nặng gần mười mấy tấn đập vào người, không chết cũng tàn. Quan trọng nhất là ông già áo đỏ không có phòng bị. Trong tình huống như thế thì ông ta sẽ không kịp trở tay, có hiệu quả tấn công bất ngờ. Mẹ kiếp, là quan tài sao? Ông già áo đỏ cho mày, không thể phủ nhận, đó chính là một cỗ quan tài. Cảnh giới Huyền Dương có thể nhẩm tính được trọng lượng của quan tài. Nhưng trọng lượng mà ông ta ước tính được là trọng lượng đã được bùa làm nhẹ giảm đi. Đến khi cỗ quan tài sắp va vào người ông ta thì bùa làm nặng sẽ dán lên, cỗ quan tài không chỉ phục hồi lại trọng lượng mà còn tăng thêm trọng lượng lên. Để gia tăng trọng lượng của nó, Triệu Bân đã dán đến mấy chục lá bùa làm nặng. Hai mắt của ông già áo đỏ lập tức lồi ra, đồng tử thì co rụt. Mẹ nó, sao cỗ quan tài đó chưa đến mà ông ta đã cảm giác được tiếng gió mạnh rít lên vù 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 rồi. Ông ta muốn né nhưng không kịp, bởi nửa số bùa định thân còn lại đã phát nổ hết, mặc dù chúng không giữ chân được cảnh giới Huyền Dương nhưng cũng có thể khiến cho hành động của ông ta bị chậm lại, ầm. Quan tài đá rơi xuống, chắc là vì quá nặng nên khi nó đập xuống đã khiến cho mặt đất rung chuyển. Á! Tiếng hét của ông già áo đỏ vẫn rất bá đạo, ông ta bị đánh trúng nửa thân dưới, chân nguyên hộ thể cũng không chống đỡ nổi sức nặng của quan tài đá nên vỡ nát ngay tại chỗ. Lúc này ông ta đã không còn gì bảo vệ nữa, phần thân dưới bị đập tàn phế, chắc là xương cốt đều đã gãy nát hết rồi. Học! Triệu Bân hộc máu vì bị chấn đến và cũng là do bị võ hồn phản phệ. Hắn rất giỏi dùng kiếm và phi đao. So với việc dùng mấy thứ nhỏ nhắn, gọn nhẹ đó thì đây là lần đầu tiên hắn dùng quan tài. Nếu không có mười mấy tấm bùa làm nhẹ kia, hắn sẽ không điều khiển nổi. Mặc dù có bùa làm nhẹ giảm trọng lượng nhưng hắn cũng rất thê thảm, võ hồn chịu phụ tải quá lớn, cơ thể cũng bị liên lụy theo, đâu chỉ thất khiếu chảy máu mà toàn thân cũng đầm đìa cất lỏng màu đỏ đó. Có điều, hắn trả giá đắt như thế cũng xứng đáng. Ông già áo đỏ bị tàn phế nửa thân dưới thì việc giết chết ông ta cũng dễ dàng hơn nhiều. Đáng chết, ngươi thật sự đáng chết mà. Ông già áo đỏ gào lên, gắng gượng vận dụng chân nguyên, đẩy quan tài đá ra. Nhưng e rằng ông ta đã không thể đứng dậy được nữa. Xương cốt ở hai chân đã bị quan tài đá đè nát, nửa thân dưới rơi vào tình trạng thịt xương lẫn lộn. Đau là chuyện nhỏ, mất đi ý thức mới là chuyện khiến người ta lo sợ. Triệu Bân bò dậy một cách khó nhọc, hắn cầm hồ lô lên và chút vào miệng. Hắn bị thương rất nặng nhưng công hiệu của linh dịch lại rất bá đạo. Sau khi hắn uống hai ngụm thì võ hồn đang suy kiệt lập tức trở lại bình thường, chân nguyên đã khô cạn cũng phục hồi lại ngay, đến cả cơ thể đang bị thương cũng lành lặn lại trong tích tắc. Ông già áo đỏ nhìn thấy cảnh tượng đó thì hai mắt đỏ bừng lên. Mẹ nó, người đang uống tiên dược sao? Thế là khỏe lại rồi à? Cho ta một ngụm với. Mặc dù ta đã bị tàn phế nhưng ta cảm thấy vẫn còn có thể cứu được đó. Keng, keng. Tử tiêu kêu leng keng, Long Uyên cũng ù ù, bay xung quanh Triệu Bân. Hắn làm lơ với ánh mắt thèm khát của ông già áo đỏ, mặt hắn lạnh như băng. Đi ra ngoài. Không bị người ta chém thì cũng bị lột da. Có điều, tối nay là ngoại lệ. Cao thủ Huyền Dương đỉnh cao bị tàn phế biến thành một tấm bia sống. Giết! Ông già áo đỏ muốn đứng dậy nhưng khổ nỗi cả người không còn sức lực, chỉ đành phóng kiếm khí, chém về phía Triệu Bân, nếu có thể chém chúng được phát nào thì Triệu Bân cũng mất mạng thôi. Triệu Bân đâu có ngốc, hắn đã chạy từ sớm rồi. Mặc dù kiếm khí mạnh nhưng lại bị giới hạn về khoảng cách, chỉ cần nấp đủ xa thì sẽ không thể đánh tới được. Cứu ta! Ông già áo đỏ hét lớn, ông ta đang gọi tọa kỵ của mình là sói lửa.
không thể ở lại chỗ này thêm nữa. Hắn phải chạy thôi, hồi phục lại cơ thể mới là chuyện quan trọng, thú cưỡi của ông ta chính là phao cứu sinh lúc này, nó vẫn đang truy sát đại bằng trên không, chỉ cần trốn khỏi chỗ này thì ông ta sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Gào! Sói lửa nghe thấy tiếng gọi thì bỏ lại đại bằng, phóng từ trên trời xuống. Quạc, quạc! Đại bằng không đuổi theo nữa, tâm ý nó tương thông với chủ nhân, nó biết Triệu Bân đang đợi sói lửa. Chỉ sợ mày không đến thôi. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, hắn đã nấp trong tối để chờ sói lửa phóng xuống. Kiếm tử tiêu phóng ra, đâm trúng vào bụng dưới của sói lửa. Một tia máu lập tức phụt ra, sau đó Long Uyên lại bay đến, lần này nó đã đâm trúng não của sói lửa. Gào! Sói lửa bị đánh không kịp trở tay, chúi đầu xuống rồi đột ngột rơi từ không trung. Keng! Nó vẫn chưa kịp đứng dậy thì kiếm tử tiêu lại bay đến, đâm xuyên cánh trái của nó, kiếm Long Uyên cũng bay đến, đâm thủng vào cánh phải của nó. Một chiếc ghế ngồi biết bay đang bình thường, tự dưng bị hai thanh kiếm cắm chặt lên mặt đất. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Sau khi ghim chặt sói lửa thì kịch hay mới bắt đầu, phi đao có treo bùa nổ phóng tới, cắm lên đầu của sói lửa, sau đó bùa nổ liền nổ tung. Gào! Sói lửa hét lớn lên một tiếng, đầu nó cũng nổ theo, nó chết ngay tại chỗ. Lúc này, cả thế giới đều trở nên yên lặng. Sói lửa chết rất ấm ức, tốt xấu gì nó cũng là tòa kỵ cảnh giới huyền dương, còn là sói lửa biến dị nhưng không ngờ lại bị một tên danh cảnh giới chân linh giết chết, thật sự rất mất mặt. Học! Đôi mắt già nua đầy hy vọng của ông già áo đỏ đã lộ vẻ tuyệt vọng. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng của ông ta đã bị người ta giết chết như vậy. Hết cách cứu vãn rồi. Tiền bối có chăn trối gì không? Triệu Bân đứng cầm kiếm, bình thản hỏi. Xin tha mạng. Ông già áo đỏ chỉ thấy đầu óc mơ hồ, giọng nói của ông ta cũng trở nên thều thào. Ông ta đúng thật là huyền dương đỉnh cao nhưng xương cốt đã bị dập nát, như thế chẳng khác gì việc bị chém làm đôi. Bây giờ ông ta đã không thể chịu nổi sự dày vò nữa, cần nhanh chóng trị thương thì mới có thể sống sót. Nếu không thì sẽ chết một cách rất khó coi. Tiếc là, lời cầu xin của ông ta không có tác dụng gì, sao Triệu Bân có thể tha cho ông ta được? Keng, keng! Tử Tiêu và Long Uyên được Triệu Bân điều khiển, bay tới từ phía xa. Không, không, không! Ánh mắt ông già áo đỏ đầy vẻ kinh sợ, ông ta hét lên tuyệt vọng. Ọc, ọc! Hai luồng huyết quang cực kỳ nhức mắt phát ra, một đâm vào tim của ông ta. Luồng kia chém nứt linh mạch của ông ta, cao thủ huyền dương đỉnh cao cũng lập tức xuống suối vàng cùng với sói lửa. Sói lửa ấm ức, ông ta càng uất hơn. Từ trước đến nay, ông ta là người đầu tiên bị quan tài đè đến tàn phế. Từ trước đến nay, ông ta cũng là cao thủ huyền dương đỉnh cao đầu tiên bị thằng danh cảnh giới chân linh giết chết. Muốn trách thì chỉ có thể trách ông ta quá chủ quan, để Triệu Bân gài thành công. Cũng trách ông ta quá tham lam. Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại chạy đến chỗ này tìm cảm giác kích thích. Chuyến này ông ta thật sự đã không uổng công đến, không cướp được bảo vật nào mà còn mất luôn cả mạng. Đi đêm miết sao tránh được ngày gặp ma được. Bây giờ ông ta là ví dụ rõ ràng nhất cho chuyện đó. Ông ta làm quá nhiều chuyện xấu giết người cướp của thì sao có thể tránh khỏi báo ứng. Tú Nhi, mau khen ta đi. Triệu Bân nở nụ cười. Thu hai thanh kiếm lại rồi bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Không khen. Nguyệt thần không nói gì, chỉ liếc hắn một cái. Ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng vị thần này thì vừa kinh ngạc lại vừa vui. Nhìn đi, tên nhóc này cũng có bản lĩnh lắm đấy chứ. Đỉnh cao cảnh giới huyền dương mà cũng bị hắn gài đến chết như vậy, đến cả vị thần như cô ta cũng không nhìn được mà phải khâm phục năng lực tính toán của Triệu Bân, giấu bùa định thân, treo túi cất đồ. Dùng quan tài đá, dùng bùa làm nhẹ, dùng bùa làm nặng, nếu như có bất cứ sơ hở nào trong chuỗi hành động liên hoàn đó thì hắn cũng không thể hoàn thành được trận chiến tuyệt sát này. Những hành động này đều cần phải được thực hiện một cách chuẩn xác nhất. Vì vậy mới nói, Triệu Bân không phải là người làm bừa mà là kẻ làm việc có tính toán. Hắn đã thắng trong ván cược bằng tính mạng của mình. Đừng nói gì là trần gian. Dù là tiên giới hay thần giới thì chiến tích kiểu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nếu thật sự muốn khen hắn thì cô ta cũng không biết phải dùng lời lẽ gì để khen.
Huyền Dương đỉnh cao giàu có thật. Triệu Bân chậc lưỡi, tài sản của ông già áo đỏ đã bị hắn lấy sạch, chỉ tính ngân phiếu thôi là đã có tới mấy vạn lượng, thêm cả những binh khí, bảo thạch khác cũng có rất nhiều. Nói thế nào ấy nhỉ? Cướp đoạt một cao thủ Huyền Dương đỉnh cao đủ để hắn ăn được mấy năm. Kính bát quái này thú vị nè. Triệu Bân ngồi xếp bằng dưới đất, lật qua lật lại kính bát quái để xem. Trước đây hắn đã từng được chứng kiến sức mạnh của nó, chỉ tiếc là vì cỗ quan tài đá đó mà chiếc kính đã bị vỡ mất một nửa, nó vốn dĩ vô cùng bóng loáng, bây giờ lại không còn chút ánh sáng nào. Lấy thú hỏa đi, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Quên mất nó nhỉ, Triệu Bân nghiêng người, đưa tay về phía sói lửa, bên trong cơ thể của tòa kỵ biết bay này có thú hỏa, chỉ cần là chủng loại thú có ngọn lửa bốc cháy toàn thân thế này thì đều có thú hỏa, nhưng tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Vận may của hắn không tồi, sói lửa biến dị có thú hỏa. Đó là một ngọn lửa màu bạc, thú hỏa cấp thấp nhất. Nhưng mà có còn hơn không, được đại hoang viêm quyết chuyển hóa vào trong lửa lớn màu đen thì bản nguyên của lửa được tăng lên khá nhiều, nếu như có thêm vài ngọn như thế này nữa thì chắc sẽ có thể tạo ra được địa hỏa. Thu dọn chiến trường, hủy thi diệt tích. Triệu Bân vừa mới thi pháp thu hồi quan tài đá vào lại trong túi càn khôn. Quan tài được đúc từ đá đặc biệt không chỉ chắc cứng mà còn rất nặng. Đã nói rồi mà. Dùng thứ này để đập người khác thì rất có hiệu quả. Kết hợp với bùa làm nặng thì uy lực càng tuyệt hơn. Quạc quạc. Đại bằng cũng bay xuống, liên tục cọ đầu vào Triệu Bân. Lại một lần nữa nó cùng chủ nhân kề vai tác chiến, cảm giác đó không chỉ hào hứng mà còn rất phấn khích. Về nhà thôi. Triệu Bân mỉm cười. Sau đó đại bằng sải cánh bay lên cao, băng qua sông núi. 3 ngày sau, Triệu Bân mới đến thành Vong Cổ. Đường phố lúc sáng sớm vẫn rất nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện lao xao, tiếng hò hét, tiếng giao hàng, tiếng trầm tiếng bổng thì luôn có một người lắm lời, mới sáng sớm đã đến quán trà, quán rượu, bla bla nói không ngừng. Hay một điều là lần nào cũng có khách hàng trung thành đến nghe, trả tiền trà, tiền rượu thay cho người ta chỉ để nghe tin sốt dẻo. Có biết thần bịp là ai không? Không ai biết hết đúng không? Ta biết, là một lão tiền bối đã ẩn cư. Thật không vậy? Đã mấy ngày trôi qua rồi mà sóng gió trong buổi đấu giá vẫn chưa dứt. Trong lúc họ tám chuyện với nhau thì cái tên Triệu Bân luôn được nhắc đến. Thiếu chủ của nhà họ Triệu là người nổi tiếng của thành Vong Cổ, đi đến đâu cũng có truyền thuyết. Mỗi lần nhắc đến hắn thì ai cũng phải suýt xoa và tặc lưỡi. Đến giờ vẫn không dám tin kỳ tài hiếm có ngày ấy đã tìm lại được vinh quang, thật sự không dễ dàng gì. Triệu Bân mặc đồ đen, đi ngang qua họ. Lúc đi hắn ngang qua cửa hàng binh khí của nhà họ Liễu thì lại liếc nhìn và thầm nghĩ buôn bán cũng đắt lắm, chắc là luyện khí sư mới đến rất nỗ lực, ngày nào cũng có binh khí ra lò. Còn việc làm ăn của nhà họ Triệu thì lại ế ẩm đi nhiều. Từ phía xa, hắn đã nhìn thấy Dương Đại và Võ Nhị đang ngồi ngủ gục trước cửa hàng. Triệu Bân không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này. Rất nhiều gia tộc lớn nhúng tay nhằm vào nhà họ Triệu của hắn, từ đó đến nay, khách hàng ở các sản nghiệp của nhà họ Triệu đều rất ít. Tất cả đã bị các gia tộc lớn liên thủ đàn áp, bọn họ có tài lực dồi dào, đối phó với một gia tộc nhỏ là chuyện vô cùng dễ dàng. Phải nghĩ cách giải quyết tình hình khó khăn này. Triệu Bân lẩm bẩm. Hai mắt đảo qua đảo lại, phải tìm một trường hợp lớn rồi dùng khí thế cao thủ thiên võ hù dọa các gia tộc lớn một phen, để bọn họ bớt nhằm mãi vào nhà họ Triệu. Hắn nói vậy rồi đi đến tiệm cầm đồ ở phía đối diện. Tiệm cầm đồ nằm đối diện với cửa hàng binh khí cũng là sản nghiệp của nhà họ Triệu, cửu đệ Triệu Xuyên chính là chủ của tiệm cầm đồ đó. Cũng giống như Triệu Bân, Triệu Xuyên cũng bị gia tộc đẩy ra ngoài. Sau bao nhiêu ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn quay về đây. Triệu Xuyên cũng có mặt ở cửa hàng, hắn ta đang ngồi gảy bàn tính ở quầy, chắc là đã thua lỗ không ít. Triệu Bân cũng tự giác đi thẳng vào trong phòng. Triệu Xuyên thấy vậy thì đặt sổ sách xuống, cùng đi theo vào trong, hắn ta chắc chắn đến 8 phần là có người đến cầm đồ. Nhưng vừa thấy Triệu Bân đang kéo áo choàng đen xuống, ánh mắt hắn ta liền bất giác sáng lên. Tam ca. Sao huynh lại rảnh rỗi đến đây thế? Chỉ cách một con đường thôi, đến thăm hỏi ấy mà, Triệu Bân cười, đáp lại. Ây! Triệu Xuyên cũng ngồi xuống,
vừa mở miệng là đã thở dài một tiếng, làm ăn khó khăn quá đi. Cửa hàng binh khí còn đỡ, tiệm cầm đồ này của hắn ta thật sự rất thê thảm. Từ khi các gia tộc lớn nhúng tay vào thành Vong Cổ thì cả nhà họ Triệu đều bị đàn áp, thêm mấy tháng nữa thì chắc sẽ phải đóng cửa hết. Nhưng so với chuyện vui thì chuyện này không là gì cả. Chuyện vui là Triệu Bân đã có thể tu luyện, mà còn là kỳ tài hiếm có nữa. Là huynh đệ của hắn, Triệu Xuyên thật lòng mừng cho Triệu Bân, gia tộc vẫn còn có hy vọng. Cất số tiền này đi, Triệu Bân mỉm cười, đưa một túi tiền qua. Trong túi tiền, ngoài ngân phiếu ra thì còn có bùa chú, tất cả đã được cột lại thành sấp. Không được đâu, Triệu Xuyên vội từ chối. Người một nhà cả mà, Triệu Bân lại đẩy qua lại, hắn phải giúp huynh đệ của mình một tay. Triệu Xuyên không từ chối được nên cuối cùng đã nhận lấy. Hắn ta rất tò mò về tam ca của mình, sao chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà lại có được thành tựu lớn như vậy. Còn có số bùa chú này nữa, ngoài thị trường vốn không có bán, thứ này rất đáng giá, trong gia tộc, trước giờ chưa từng có ai đối tốt với hắn ta như thế. Nếu đã đến đây rồi thì tặng đệ thêm một cơ duyên nữa vậy. Triệu Bân mỉm cười, đứng dậy, ấn một tay lên trên đầu của Triệu Xuyên. Tiếp đó, thú hỏa và sấm sét xuất hiện. Đây là giác ngộ của Triệu Bân, hắn đang dùng thú hỏa và sấm sét tẩy luyện cơ thể cho Triệu Xuyên, cũng xem như một loại luyện thể khác. Chỉ có điều cách này không bá đạo như tẩy tủy dịch cân kinh. Dù là như vậy, đó cũng đủ để khơi thông kinh mạch cho Triệu Xuyên, tạp chất trong người hắn ta cũng được đẩy ra không ít. Triệu Xuyên khó chịu gằn giọng rên rỉ, hắn ta đau đến mức chảy máu răng nhưng vẫn phải ráng đương đầu chịu đựng. Cố gượng nào. Triệu Bân lấy thuốc ra, bóp nát từng viên một rồi cùng truyền vào trong người hắn ta. Đủ nửa canh giờ mới dừng lại. Triệu Bân thì không sao nhưng Triệu Xuyên thì đã mệt lả, hắn ta nằm dài lên ghế, mặt mày trắng bệch không một chút máu, nhưng cơn đau qua đi rất nhanh, hắn ta nuốt một viên thuốc, bên trong như ngưng tụ một con suối chảy khắp các mạch máu lớn toàn thân khiến hắn ta vô cùng sảng khoái. Cảm giác thế nào, Triệu Bân mỉm cười. Rất kỳ lạ, Triệu Xuyên đứng dậy, khởi động mạnh gân cốt, tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, cảm giác cả người sảng khoái hơn nhiều. Từ lúc hắn ta luyện võ đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy thoải mái như thế. Hãy vận hành theo phương pháp này mỗi ngày. Triệu Bân lại vung tay, đưa cho Triệu Xuyên một quyển sách cổ, sau đó còn không quên dặn dò thêm, sau khi thuộc lòng thì nhớ tiêu hủy đi. Đó là pháp môn luyện thể. Có điều, nó không phải là tẩy tủy dịch cân kinh mà là bản tóm tắt đã được hắn chỉnh sửa. Cũng chẳng còn cách nào khác, Nguyệt Thần đã đặt ra quy tắc từ trước, hễ là bí thuật do cô ta truyền thụ thì Triệu Bân không được truyền ra ngoài. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của Triệu Xuyên, hắn chỉ còn phương án này, nếu hắn ta bị người ta để ý thì chỉ có hại chứ không có lợi. Chỉ một lần này thôi đấy, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Triệu Bân gượng gạo ho một tiếng. Ánh mắt hiện rõ vẻ là do ta tự sửa mà. Tâm pháp thật bá đạo. Triệu Xuyên kinh ngạc thẳng thốt, tim không kiềm được mà run lên. Là đệ tử nhà họ Triệu, đương nhiên hắn ta đã từng được đọc nhiều công pháp, nhưng loại công pháp như của Triệu Bân cho thì hắn ta mới thấy lần đầu tiên. Dùng nó để rèn luyện thân thể, khơi thông kinh mạch thì thật sự rất bá đạo, chỉ xem phần khái quát của pháp môn không thôi thì đã khiến cho người ta phải giật mí mắt rồi, thứ này quá quý giá. Triệu Bân chỉ cười mà không nói gì. Đấy chỉ là bản tóm tắt thôi, tẩy tủy dịch cân kinh thật sự vốn không phải là thứ cho người thường luyện, còn hắn thì ngược lại, vì trong lòng hắn luôn ấm ức, tối đó hắn thay xương đổi cốt, dù cho đau đớn thế nào thì cũng không bằng sự sỉ nhục đó. Cảm ơn Tam Ca. Cảm ơn thì nghe xa lạ quá, cố gắng luyện tập đi, Triệu Bân mỉm cười và đứng dậy. Sau khi hắn đi, Triệu Xuyên vô cùng kích động. Có pháp môn luyện thể rồi thì còn tính toán sổ sách gì nữa, phải tìm chỗ tu luyện ngay thôi. Đã nói rồi mà, bao năm hèn mọn rồi cũng sẽ có lúc gặp được vận may, mà Tam Ca Triệu Bân chính là quý nhân của hắn ta, bao năm nay, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy dần dần cả người. Một mặt khác, Triệu Bân đã về đến cửa hàng binh khí. Thiếu gia, việc làm ăn của chúng ta hơi tệ, Võ Nhị nhỏ tiếng nói. Tệ đến mức nào? Đã 3 ngày rồi mà chưa bán được binh khí nào cả. Đúng thế, tệ lắm ạ. Triệu Bân gượng gạo ho một tiếng,
nhìn nhà họ Liễu buôn bán tấp nập, rồi nhìn lại các gia tộc lớn, họ đang hăng máu muốn đánh bại nhà họ Triệu thì cửa hàng binh khí của nhà họ Triệu làm ăn yên ổn mới lạ. Cố duy trì trước đã. Triệu Bân đi vào nhà sau, hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao để phản công lại. Ây già, ai thế kia? Hắn đi vào nhà sau thì nhìn thấy thằng nhóc tóc tím đứng chật lưỡi ở phía xa. Tình trạng của nó không thể nào tốt cho được, không biết nó đã bị nhân tài nào đập cho một trận mà mặt mũi bầm tím hết, lúc này còn bị treo trên cây, toàn thân lắc lư theo gió. Nhìn xuống dưới cây thì thấy Lão Mập và Chư Cát Huyền Đạo. Hai lão già này thì lại rất thảnh thơi, vừa uống rượu vừa hát phu vơ, xem ra nhóc tóc tím đã bị bọn họ đánh, hơn nữa còn ra tay rất nặng. Mới có ba ngày mà đã thăng cấp rồi à? Triệu Bân thầm suýt xoa, hắn đang nói về Chư Cát Huyền Đạo. Lúc hắn đi, ông ta mới tiến vào cấp địa tạng, nhưng sau khi trở về thì ông ta đã lên địa tạng tầng 6 rồi, khí tức đó thì còn mạnh hơn cả lúc hắn ở địa tạng đỉnh phong trước đây, một bộ công pháp hoàn chỉnh mạnh mẽ đến vậy sao? Nghĩ kỹ lại thì hắn cũng hiểu ra. Chư Cát Huyền Đạo không giống với những người ở cảnh giới địa tạng khác. Ông ta tự hạ cảnh giới tu vi của mình xuống nên bây giờ trở lại địa tạng trở lại là chuyện rất dễ dàng, đương nhiên tốc độ tu luyện cũng rất thần tốc. Đợi đó đi, đến lúc Lão Huyền Đạo tiến cấp đỉnh cao thì chắc chỗ này sẽ có những chuyện rất náo nhiệt đây. Chẳng hạn như tìm Lão Mập để luyện tập. Hắn còn nhớ cảnh hôm đó, Lão Mập cũng treo Lão Huyền Đạo lên cây như thằng nhóc tóc tím lúc này, đong đưa theo gió, mất hết cả mặt mũi. Nói chứ Chư Cát Huyền Đạo cũng nghĩ như thế. Nếu không phải vì tu vi thấp thì e rằng ông ta đã sớm tìm Lão Mập tính sổ rồi, còn uống rượu nữa á. Uống rượu cái đầu ngươi á, ông vẫn còn nhớ ngươi đã nhét tất thối vào miệng ông đấy. Triệu Bân vẫn chưa nhìn thấy nhóc ham tiền và tên mập đâu. Chắc là hai người đó đã ra ngoài lượn lờ rồi, nói không chừng cả hai đang ở sòng bạc phía đối diện cũng nên. Đúng vậy. Hai người thật sự đang ở trong đó. Đi cùng họ còn có Xích Hiên, họ đã thắng đến mức nhà cái phải tối tăm mặt mày. Sư tôn nhà ngươi đâu? Chư Cát Huyền Đạo nhìn ra phía sau lưng Triệu Bân. Chết rồi. Triệu Bân mở miệng là thốt ra hai chữ đó ngay. Nguyệt Thần lập tức mở mắt, liếc hắn một cái. Mẹ nhà ngươi, dám chủ bà à? Triệu Bân không chịu thua, liếc lại Nguyệt Thần một cái. Đồ đệ là gì? Là để gài chơi cho vui. Sư phụ là gì? Là để trù cho sướng mỏ. Thấy không, hai câu đó không chỉ hợp mà còn khá khớp nữa. Cô gài ta thì ta sẽ trù cô mỗi ngày. Chết càng tốt, chết rồi thì có thể ngủ lâu hơn. Lão Mập chật lưỡi, chỉ có Triệu Bân mới dám nói như thế. Đại hạ Hồng Uyên đứng đầu thiên hạ, đâu ai dám trù đối phương, chỉ có đồ đệ của người ta mới làm điều đó. Từ đó có thể thấy tình cảm của hai thầy trò họ còn sâu sắc, thân thiết hơn cả tưởng tượng. Có biết là thế lực phương nào không? Chư Cát Huyền Đạo hỏi, ông ta đang nói đến người đã triệu hồi vua Âm Nguyệt. Tộc xác chết, Triệu Bân không giấu giếm. Hai lão già nghe thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, chân mày cũng bất giác giật nhẹ. Lại là một đối tượng không dễ đối phó, nghe nói tổ tông tộc xác chết đã sống mấy trăm năm rồi. Hơn nữa cũng là một cao thủ cảnh giới thiên võ. Có lẽ người đó không thể bì được với đại hạ Hồng Uyên nhưng cũng là người có tên tuổi ở mảnh đất này, hiếm có ai dám chọc đến. Vì vậy, Tử Linh đã tìm được đúng người rồi. Những chuyện thế này mà tìm đến cao thủ của thiên tông thì cũng khó có thể giải quyết được, trừ khi là người ở cảnh giới thiên võ. Nhưng lão tổ của thiên tông đã mất tích nhiều năm rồi, có trời mới biết ông ta còn sống hay không, may mà có đại hạ Hồng Uyên trấn giữ. Nếu không thì vua Âm Nguyệt sẽ thảm lắm lắm. Người trong đại hạ đều biết cách hành sự của tộc xác chết. Bọn họ chuyên đào mộ tổ tiên của người ta, tên nào tên nấy đều thất đức như nhau. Này, còn một người đang bị treo ở đây này. Mặt thằng nhóc tóc tím tối sầm, nó đang muốn nói với Triệu Bân là, hai lão già này đã đánh ta không mong bọn họ thả ta xuống, nhưng sao ngươi cũng vờ như không thấy thế. Quá đáng rồi đấy nhé. Tộc xác chết gì chứ? Vua Âm Nguyệt gì chứ? Ta đều không quan tâm, mau thả ta xuống đi. Sư tôn lại bế quan rồi. Trước khi bế quan còn bảo ta tìm lửa, càng nhiều càng tốt. Không biết hai vị có biết ở đâu có hay không? Triệu Bân vừa nói vừa tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, hắn giải thích chi tiết hơn,
cái gì cũng lôi sư phụ vào nhưng thật ra chỉ là muốn tìm lửa để nhanh chóng luyện ra thiên hỏa thôi. Nguyệt thần đã nói rồi, khi nào luyện được thiên hỏa thì cô ta sẽ dạy thuật luyện đan cho hắn. Luyện đan sư rất có tiếng. Về phần ánh mắt của thằng nhóc tóc tím thì hắn cứ xem như không nhìn thấy. Treo trên đó rất ổn mà, nhìn rất sướng mắt. Theo lời của Tú Nhi thì đó cũng là một kiểu tu hành khác. Ừ, bà đây sẽ nói như thế đấy. Nguyệt thần lại liếc Triệu Bân một cái, đợi đến khi cô ta quay về lại thể xác thì hắn nhất định sẽ treo cô ta lên cây, phơi 100 năm. Tu hành à, ta sẽ cho cô từ từ tu hành nhá. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ nói. Đưa bạc cho ta thì lát nữa ta sẽ giúp ngươi tìm, đảm bảo là hàng tốt. Yên tâm, giá cả công bằng. Hai lão già đều ngồi xếp bằng, mỗi người một câu giống như đang diễn khúc nghệ, khó khăn lắm mới tóm được một tên đệ tử hoàng tộc, họ phải mồi cho bằng sạch, có tìm được lửa hay không thì khoan hãy tính, lấy tiền trước mới là chuyện quan trọng. Không có tiền, Triệu Bân vuốt mũi. Sư phụ ngươi là đại hạ Hồng Nguyên mà. Má ơi, thế mà ngươi lại nói với ta là ngươi không có tiền sao? Thật sự không có. Không có bạc mà muốn có lửa sao? Sư phụ cũng có nói, ai tìm được lửa sẽ ghi công cho người đó, sau này sẽ có thưởng. Triệu Bân rất nhiều trò, nhắc cái tên đại hạ Hồng Nguyên thôi là đã hữu dụng hơn cả tiền bạc, phần thưởng của cao thủ cấp thiên võ đáng giá hơn bạc nhiều. Ừ, vậy thì còn nghe được. Hai lão già, kẻ tung người hứng, không nói nhiều nữa mà vuốt râu, nghĩ thầm trong bụng là nên đi đâu tìm lửa, hoàn thành nhiệm vụ để lĩnh công đây, cao thủ cảnh giới thiên võ không phải người keo kiệt. Giống như những gì Triệu Bân dự tính, nhắc đến sư phụ thì còn hữu dụng hơn cả bạc. Tiền ấy mà, đương nhiên là hắn có, nhưng mà mình tự giữ vẫn hay hơn. Có người giúp mình tìm đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu thật sự không được nữa thì dùng tiền mua. Bạc là thứ hữu dụng, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ phải tiết kiệm thôi. Phải chăng chúng ta nên đến chỗ của Dương Hùng uống trà rồi không? Tên nhóc này cũng hiểu chuyện thật, không bao giờ để chúng ta rảnh tay. Người ta xem trọng nhất chính là cậu ta. Lão Huyền Đạo và lão Mập lẩm bẩm, tìm lửa là một công việc cần có chuyên môn, nếu như đã là việc do Hồng Uyên dặn dò thì đương nhiên phải cố hết sức làm. Vậy họ phải tìm một người giúp mình làm việc. Dương Hùng là người thích hợp nhất, lão ta là thành chủ, làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Có sư phụ giàu có thích thật. Triệu Bân đứng dậy phủi mông bỏ đi, câu nói giàu có nói trước khi đi rất có tính kích thích, hai lão già nghe thấy thì vô cùng hưng phấn, họ đều biết tài sản của Hồng Uyên. Đi, đi uống trà thôi. Hai người họ choàng vai bá cổ bỏ đi, đây là một mối làm ăn ngon. Này ba đại gia. Triệu Bân đã đi. Hai lão già đó cũng bỏ đi, chỉ còn lại một mình thằng nhóc tóc tím vẫn còn bị treo ở đó. Một trận gió thổi qua, làm nó lắc lư đến mức tiếng hét lên cũng có tiết tấu. Thiếu gia. Cách đó không xa, Triệu Bân đã đi vào trong đình nghỉ mát, Liễu Tâm Như đang ở đó. Ngọc Nhi khá hiểu chuyện nên đã tự giác lánh mặt đi. Không khí trong đình nghỉ mát rất ấm cúng, chỉ còn lại có hai người họ. Màn đêm buông xuống rất nhanh. Lão Mập và lão Huyền Đạo đã quay về, họ đã giao nhiệm vụ tìm lửa cho Dương Hùng. Dương Hùng không biết lý do nhưng lại rất tử tế, nhanh chóng sai người đi làm ngay, còn hai lão già này thì chỉ cần chờ đợi kết quả thôi, còn có phần thưởng nữa. Người trực ăn sẵn nhất vẫn là Triệu Bân. Tên tuổi của sư phụ vang dội thế mà, cứ dựa vào nó để lừa người ta thôi. Phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi. Tiếng cười lớn nhanh chóng vang lên, nhóc ham tiền và tên mập đã quay về. Theo sau họ còn có Xích Hiên. Ba người họ đã bội thu trở về, ai cũng cười hê hê, ôm theo cả đống ngân phiếu và nguyên bảo. Ông chủ của sòng bạc phải đau lòng biết chừng nào. Triệu Bân chật lưỡi, hôm đó hắn thắng mấy trăm lượng thôi mà đã suýt bị người ta xử lý, ba tên này còn khiếp hơn, nhìn con số đi, cũng phải trên cả vạn, chắc đã càn quét hết cả sòng bạc. Nào, ai có mặt cũng có phần. Tên mập cười hê hê, nhét cho mỗi người một cục nguyên bảo, đến cả thằng nhóc tóc tím đang bị treo trên cây cũng có phần. Không sai, nhóc đó vẫn còn bị treo trên cây. Vậy thì ngại quá. Không cần à, không cần là ta lấy lại đấy nhé. Đừng đùa, cho thêm thỏi nữa đi.
không khí ở đó rất thân thiết, ai cũng cười tươi rạng rỡ. Ta chính là người đã nhìn cô tắm tối hôm đó. Đột nhiên, không khí náo nhiệt bỗng trở nên im lặng vì câu nói đó. Là do Triệu Bân nói. Chính xác thì nó là lời của Nguyệt Thần. Càng chính xác hơn nữa là Nguyệt Thần mượn miệng của Triệu Bân để nói với Xích Hiên. Giọng điệu cực kỳ bá đạo. Vẫn là câu nói đó, Tú Nhi gài đồ đệ của mình rất chuyên nghiệp, nơi này có nhiều người như vậy, thế mà bầu không khí lại đột nhiên trở nên yên ắng. Lúc này, một đám bằng hữu trong vườn đều bị lời nói của Triệu Bân làm cho sửng sốt, tu vi cao thâm như Lão Mập cùng Chư Cát Huyền Đạo cũng phải ngẩn người ra đó. Triệu Bân nói ra điều đó với vẻ mặt đầy tự hào, hơn nữa còn có chút ngang ngược, họ cũng không biết Triệu Bân lấy đâu ra mặt mũi mà dám nói ra điều đó, đầu óc của hắn bị lừa đá rồi hay sao? Con mợ nó, không ngậm miệng lại được. Khóe miệng của Triệu Bân trong nháy mắt lại co giật mấy chục cái. Đúng là gừng càng già càng cay. Sư phụ không tự nhiên mà bái được, thần linh cũng không tự nhiên mà được phong thần, cũng như Tú Nhi vậy. Vô cùng xuất chúng trong mấy chuyện hại người này, lúc nào cũng chờ đến đúng thời điểm thích hợp, trước tiên để cho Đồ Nhi gặp chuyện vui mừng thật lớn, rồi ngay lập tức đạp Đồ Nhi xuống hố cho chết. Còn có chuyện đó sao? Tắm khi nào, tắm ở đâu, nhìn rõ không? Nói nhanh đi, thật là bất ngờ quá. Trong chớp mắt, sự yên tĩnh lúc nãy đã biến mất, tiếng bàn tán lại vang lên, ai cũng ngừng việc đang làm, tên mập ngừng phát bạc, nhóc hám tiền ngừng đếm bạc. Vị đang ngồi trên cây cũng không nhúc nhích nữa, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Xích Hiên. Ở đây, ngoại trừ Triệu Bân thì cô ta cũng đang cảm thấy rất nóng trong người. Trong phút chốc, hai má của cô ta đỏ hết cả lên, sắc đỏ lan đến cổ, đầu óc của cô ta ong ong. Lúc đầu cô ta còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng bây giờ xem ra là mình không hề nghe nhầm, chính bởi vì cô ta không có nghe nhầm cho nên gương mặt mới đỏ bừng lên như vậy. Cũng không biết là do xấu hổ hay tức giận mà trong đôi mắt đẹp của cô ta đã bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Thảo nào? Thảo nào lần đầu tiên gặp Triệu Bân thì cô ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Kẻ kia cũng bị cụt một cánh tay. Hôm nay bình tĩnh nhìn lại lần nữa, bóng dáng của Triệu Bân cùng với kẻ kia quả nhiên chính là của cùng một người. Ta bấm ngón tay tính toán, xem ra có người nào đó đã muốn nổi đóa rồi. Lão Phu cũng tính ra là sắp có người bị đánh. Ta chuẩn bị sẵn sàng để hóng chuyện rồi đó. Gặp lúc dầu sôi lửa bỏng, sẽ luôn xuất hiện những người muốn thêm dầu vào lửa, sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn. Chạy, chạy đi đâu? Tiếng mắng người đã vang lên, Xích Hiên phóng ra nhanh như gió, một chưởng đánh ngã Triệu Bân đang bỏ chạy, sau đó cưỡi lên người hắn, đánh hắn không ra hình người, mắt mũi miệng đều bị dập nát bét. Ngay cả Lão Mập nhìn thấy cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Ta không nhìn thấy gì cả. Triệu Bân kêu la om sòm, muốn đứng dậy nhưng không thể nào đứng dậy nổi vì Xích Hiên đã tức giận dùng lực đè lên người hắn. Ngươi còn dám nói. Xích Hiên quát lên, vô cùng dọa người. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ nổi giận trước một chuyện như vậy. Đã nhìn rồi thì thôi đi, lại còn dám nói ra trước mặt của mọi người. Lần này thì hay rồi, đã để cho bà đây bắt được ngươi. Nhìn cũng lỡ nhìn rồi, cô còn muốn gì nữa? Ta đã thấy hết toàn thân của cô rồi, vóc dáng cũng không tệ lắm. Trắng, rất là trắng. Thế mà Triệu thiếu gia vẫn còn ngang ngược, đã bị đánh nhiều tử mà lời nói ra vẫn vô cùng thiếu đứng đắn, vì hắn nói liên tục, cho nên hắn cũng bị đánh liên tục không kịp thở. Đây chính là công lao của Nguyệt Thần. Tú Nhi mà đã muốn chơi ai thì kẻ đó chắc chắn phải gặp chuyện thê thảm. Đúng là một hảo hán. Khán giả vừa hóng chuyện vừa tặc lưỡi, cũng có không ít người bật ngón tay cái lên khen ngợi Triệu Bân, không biết là do hắn bị đánh còn quá nhẹ, hay là do hắn bản tính không biết xấu hổ, đã làm chuyện sai trái còn dám kích động Xích Hiên, cô gái này mỗi khi nổi điên lên thì người thân cũng không nhận. Vợ hắn còn ngồi đây chứ? Tên mập ho khan, liếc nhìn Liễu Tâm Như. Khuôn mặt của cô gái nhỏ ấy cũng đang đỏ bừng. Thành thật mà nói, nàng ứng phó không kịp. Ngọc Nhi ở bên cạnh cũng mắt chữ A mồm chữ O, chuyện gì đang xảy ra thế này? Thiếu gia nhà bọn họ ngày thường đâu có như vậy. Sao hôm nay thiếu gia lại có thể lưu manh đến thế chứ? Không phải ta nói, hự. Triệu Bân oan ức vô cùng, còn không dám há miệng,
hai tay gắt gao che miệng lại, lúc mới bị đánh thì hai tay ôm đầu, bây giờ chỉ có thể dùng hai tay ôm miệng, bưng bít chặt chẽ, nếu để cho Nguyệt Thần nói sằng nói bậy thêm lời nào nữa thì nhất định ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn. Nói, ta để cho ngươi nói. Xích Hiên thật sự đã phát điên, vừa thẹn vừa giận, cầm một chân của Triệu Bân hung hăng nện xuống đất, lại tát hắn một cái, ra tay liên tục không dứt. Có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất đang rung lên khi cô ta đánh người. Người xưa có câu, đi đêm ắt có ngày gặp ma. Hôm nay Triệu Bân mới có thể hiểu được sâu sắc ý nghĩa của câu này, từ trước tới giờ vẫn luôn là hắn đi gài người ta chứ chẳng có ai gài được hắn, tối nay cuối cùng thì hắn cũng đã bị gài. Xích Hiên ra tay nhẫn tâm vô cùng, có trời mới biết hắn đã gãy bao nhiêu cái xương, rách toát bao nhiêu gân mạch. Trông đau quá. Mấy người có mặt đều cảm thấy nhấp nhổm, cảnh tượng trước mắt thật có chút máu me. Hí hí hí. Nguyệt Thần bật cười khoái trá, tối nay là lúc mà cô ta cảm thấy vui sướng nhất trong những ngày qua. Dám đấu với bà hả, xem bà đây gài chết ngươi. Triệu Bân không còn tâm trí gì mà mắng cô ta, lúc này hắn đã bị đánh đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tiếng ầm ầm cứ vang lên mãi, không biết khi nào mới dứt. Cuối cùng thì Xích Hiên cũng rời đi, mang theo một bụng tức giận. Nãy giờ cô ta đã dùng sự tức giận đó để che đậy nội tâm đang rất xấu hổ của mình, bây giờ thì cô ta phải nhanh chóng đi tìm một cái lỗ để chui vào, thật là quá mất mặt. Cô ta đi rồi, Triệu Bân vẫn nằm đó. Trên mặt đất có một vũng máu và một cái hố hình người, người trong hố bị Xích Hiên đánh đến mức muốn tàn phế, thân thể lúc này vẫn còn đang co giật, trong miệng trào máu, tay đau, chân đau, dạ dày đau. Nói chung, chỗ nào trên người hắn lúc này cũng đau đớn không tả nổi. Tên nhóc, còn sống không vậy? Tên mập ngồi xổm xuống, lấy tay chọc chọc Triệu Bân. Cô ta đi chưa? Triệu Bân thấp giọng hỏi, hàm ý rất rõ ràng, nếu cô ta bỏ đi rồi thì ta mới dám đứng dậy, còn nếu cô ta chưa bỏ đi thì hắn sẽ tiếp tục nằm, đã đánh hắn thảm thương như vậy rồi, hắn cũng không tin là cô ta vẫn còn đánh được nữa. Chỉ còn lại mấy người bọn họ thì cũng dễ nói chuyện hơn mà. Đi rồi. Ơn trời, Ngưu Anh nói một câu liền đi, Triệu Bân đứng dậy, một tay ôm lấy thắt lưng già nua của mình, mặt mũi sưng vù, thất khiếu đều chảy máu, đặc biệt là đôi mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy đều muốn cười, hắn đã bị Xích Hiên đánh tới mức đôi mắt cũng lòi ra như gà chọi. Đánh đến vậy mà vẫn còn đứng lên được sao? Triệu thiếu gia quả nhiên là con rán. Đánh cỡ nào cũng không chết. Xích Hiên đã nương tay rồi. Có khi cô gái đó đã thích Triệu Bân rồi, chỉ miễn cưỡng đánh vậy thôi. Vợ hắn vẫn còn ở đây đó, chú ý chút đi. Mấy người ở đây ai cũng đều đang nói hưu nói vượt, thổn thức tặc lưỡi không dứt, tặc lưỡi bởi vì Triệu Bân quả thật đáng đánh, còn thổn thức bởi vì cái tên này quá quyết đoán, chuyện gì cũng dám nói ra. Chẳng những thế, hắn còn dám kích động Xích Hiên. Vậy mà vẫn chưa bị đánh chết, đúng là nên đốt nhang tạ ơn tổ tiên đi. Chỉ có điều, nhìn thấy Triệu Bân khổ sở như thế này, mọi người đều cảm thấy sảng khoái không thể giải thích được. Ta muốn thành thần. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, gương mặt vốn đang tái nhợt giờ phút này lại tối sầm, chờ đến khi hắn được phong thần, hắn nhất định sẽ tính sổ với Nguyệt Thần, cô gái này thật là xấu xa. Đã nói từ trước rồi. Đồ nhi là để cho sư phụ đây gài hàng mà. Nguyệt Thần không đáp lời, nhưng thần thái đã thể hiện rõ ràng ý tứ như vậy. Triệu Bân có ở đây không? Đúng lúc này thì mọi người chợt nghe thấy tiếng gọi, có ai đó đã bước vào. Người đó là Vương Đức của Liễu gia. Sự xuất hiện của lão ta khiến cho mọi người phải liếc mắt ra ngoài, bọn họ đều nhận ra lão này là người của cửa hàng binh khí Liễu gia, chủ cũ là Liễu Thương Hải. Lão ta đã từng đến đây để so kiếm và phải trở về trong nhục nhã, sau khi Liễu Thương Hải bị đày đi nơi khác thì cửa hàng đó cũng đã có chủ nhân mới. Thần sắc của Vương Đức rất kỳ quái. Chủ yếu là do cảnh tượng trước mắt có chút hỗn loạn, có một đứa con nít bị treo ở trên cây, trên tay người nào cũng có cầm một miếng dưa hấu lớn, như nhóc hám tiền còn có bạc để ôm trong người, mà gai mất nhất chính là Triệu Bân, hình như hắn mới vừa bị ai đánh xong. Tới đây làm gì, lỗ mãng quát lên một câu. Thành thật mà nói, những người ở đây chẳng có ai ưa gì Liễu gia. Ngoại trừ Liễu Tâm Như. Tất nhiên là tới hạ chiến thư, khóe miệng Vương Đức nhếch lên,
phất tay phóng ra một tấm thiệp mời, nói, Khô Sơn trưởng lão nhà ta muốn tìm luyện khí sư nhà các ngươi so tài một chút thuật luyện khí, tất nhiên, nếu như biết sợ rồi thì cũng có thể không cần tới, Liễu gia sẽ không cưỡng cầu. Nhận lời. Mấy người trong vườn khá ăn ý, đều ngang ngược quát lên một tiếng. Một tiếng này khiến cho Triệu Bân bị giật mình tới mức đứng không vững, đầu óc ong ong, hắn thấy chắc chắn là đám người này đang cố ý. Khô Sơn trưởng lão chính là luyện khí sư của Liễu gia. Thực tế thì ông ta là do các gia tộc lớn mời tới giúp Liễu gia, muốn chèn ép Triệu gia. Lũ điên! Vương Đức thầm mắng, may mà lão ta vẫn còn một chút đạo hạnh, nếu không thì thảm rồi. Đám người này đồng lòng lắm. Triệu Bân không nói lời nào, liếc mắt nhìn qua từng gương mặt, mấy người cũng không phải là luyện khí sư, mấy người nhận lời cái gì, dù sao cũng đâu phải là mấy người đi thi thố, chỉ biết nói miệng như mấy người thì làm gì biết người ta phải đau lưng cỡ nào. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng nhất chính là khí thế. Mọi người cùng trả lời, thể hiện sự nhất trí cao độ, hù dọa được đối phương ngay lập tức. Trong lĩnh vực luyện khí, Khô Sơn đúng là cũng có mấy phần thành tựu. Nói hưu nói vượn là thế, nhưng sau đó lão mập cũng phải nghiêm túc nói. Không cần sợ. Cứ so tài với ông ta, thiếu gì thì cứ báo với ông đây. Thiếu bạc đó. Nào, ăn cơm thôi. Cái lão chưa cắt huyền đạo này đúng là chỉ biết nói miệng. Khi hứa hẹn thì hay lắm, đến khi người ta nhắc đến bạc thì lại đánh trống lảng không tiếp lời, lẹ làng bảo mọi người ăn cơm. Rượu thịt nhanh chóng được mang vào, dậy mùi thơm phức. Thằng nhóc tóc tím bị treo trên cây cuối cùng cũng được thả xuống, nó rất biết điều an phận, nhìn thần thái của nó thì chắc đã quen với việc này rồi, cách 2-3 bữa là lại bị đòn, cách 3-4 bữa là lại bị treo lên, nó có hai vị sư thúc như thế này quả đúng là con mợ nó vui sướng. Bữa ăn tối vẫn là rất hòa thuận. Mọi người trong lúc bất giác đều liếc nhìn Triệu Bân một cái. Cái tên này đúng là có mạng con rán. Bị đánh dã man, tứ chi cũng sắp tàn phế đến nơi, vậy mà hắn vẫn có thể vui vẻ, hắn hồi phục nhanh chóng như thế sao? Chẳng lẽ hắn chính là quái thai ở trong truyền thuyết? Hay là bởi vì thứ linh dịch đó? Linh dịch cũng không quá chân quý, chỉ có tiên lộ bên trong mới bá đạo, đêm đó hắn chỉ còn lại một hơi thở mà cũng có thể cứu sống lại được, thì chuyện hôm nay chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần một hớp liền có thể giải quyết xong xuôi. Không phải là ta nói đâu. Triệu Bân ho khan nói với Liễu Tâm Như, hắn không muốn vợ mình hiểu lầm. Liễu Tâm Như chỉ cười nhẹ. Nàng không quan tâm đến chuyện này, cũng không quan tâm sau này bên cạnh Triệu Bân sẽ có bao nhiêu phụ nữ, nàng chưa bao giờ có kỳ vọng gì cao, chỉ cần hắn không đuổi nàng đi là được rồi. Sau bữa ăn, Triệu Bân lại vào phòng khóa cửa. Sau đó hắn lấy đạo cụ vẽ bùa ra, chuyến này ra ngoài hắn phải tiêu hao rất nhiều thứ, bất kể là loại bùa chú nào cũng rất thực dụng, hắn phải vẽ thêm nhiều mới được. Còn về trận so tài luyện khí, hắn không hề cảm thấy lo lắng. Luyện đan hay luyện khí đều là so về kỹ thuật làm việc, phải xem xét truyền thừa, xem xét thiên phú, xem xét nền tảng tinh thần lực của mỗi người. Thuật luyện khí của hắn là do thần truyền, Khô Sơn không sánh được. Mà thiên phú của hắn cũng không hề thấp chút nào. Hơn nữa, tinh thần của hắn đã lột xác võ hồn, điểm nào cũng cao cấp hơn đối phương, hắn không tin hắn có thể bại trận dưới tay của ông ta. Nha đầu đó cũng không tệ. Nguyệt Thần đã thức dậy, mạnh mẽ vươn vai một cái, cười tủm tỉm, nha đầu mà cô ta nói tới tất nhiên là Xích Hiên, thế gian này có nhiều cô gái đẹp như vậy, mà hắn hết lần này đến lần khác chạm mặt cô gái này, đây chắc chắc là duyên phận, mà quan trọng hơn hết chính là cô gái này rất đẹp. Cô cũng không tệ. Triệu Bân đưa tay lau máu mũi, vẫn là câu nói đó, hắn muốn nghịch thiên phong thần không bởi vì chuyện gì khác, hắn muốn đứng ngang hàng với Tú Nhi mà nói chuyện lý tưởng, đời này hắn nhất định phải được hãnh diện một lần, nghe nói gì chưa, luyện khí sư của hai nhà Liễu Triệu sẽ tỉ thí vào 3 ngày sau đấy. Sắc trời vừa sáng, thông tin này đã đồn thổi khắp các con đường trong thành Vong Cổ. Dễ đoán thôi. Người nào tinh tường nghe xong sẽ không lấy làm lạ, trước hết là cửa hàng binh khí Triệu gia bị chèn ép, sau đó là Liễu gia bị đánh bại. Với tác phong của Liễu gia thì đâu thể không vớt phát thể diện. Nghe nói Khô Sơn kia được đại gia tộc mời tới. Ta từng gặp rồi, cao thủ huyền dương đỉnh cao hàng thật giá thật.
Kể ra thì ta chưa từng gặp luyện khí sư của Triệu gia bao giờ. Âm thanh rì rầm thảo luận rất nhiều, quán trà hay tửu lâu lại biến thành chỗ tụ tập, thế nào cũng phải có một kẻ lắm lời đang lải nhải ở đó, không chăm chỉ tu đạo nhưng kể chuyện đồn đãi thì rất giỏi. Chỗ nào có tin hay chuyện lạ, nhà ai gặp vấn đề gì, họ đều biết rõ mười mươi. Có kịch hay để xem rồi. Người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn thì ở đâu cũng có chứ nói gì đến hai nhà Triệu Liễu. Từ sau khi treo đầu dê bán thịt chó, đây chắc hẳn là lần đầu tiên hai nhà giao tranh trực diện. Còn về trận đấu ở cửa hàng binh khí trước đó, cùng lắm chỉ được coi là đấu đá ngầm. Lần này thì khác, hiển nhiên trận chiến đã mở ra, phải xách vũ khí lên đánh nhau một trận. Dù sao cũng là thông gia, làm đến mức độ này thật là thú vị. Nói là kẻ thù thì đúng hơn đấy, mẹ kiếp, tôi còn thấy bực mình hơn Triệu gia. Cũng phải, Liễu gia quả thực rất quá đáng. Trận chiến còn chưa mở màn mà sức nóng đã hầm hập, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Nào nào nào, đặt cược đi. Những tiếng xì xào lại được thể huyên náo hơn vì câu gào này. Âm thanh đến từ các sới bạc. Một trận tỉ thí như thế đâu thể thiếu được cá cược. Chủ yếu là để kiếm tiền hoa hồng. Các sới bạc thường xuyên làm chuyện này, họ hay cầm cái, sở hữu nguồn tài lực hùng hậu và uy tín nhất định, khách cá cược đặt tiền vào cũng thấy yên tâm, không sợ nhà cái chạy mất. Hôm nay, các sới bạc làm ăn cực kỳ rực rỡ. Bởi vì trận cá cược này, có trời mới biết bao nhiêu người đã chạy tới sới bạc, không chỉ khách cá cược, mà còn cả những kẻ rảnh rỗi túm tụm lại. Thậm chí ông lão bán bánh rán cũng chạy tới vì muốn kiếm ít thu nhập ngoài lề, không kể tới những người hóng hớt không sợ lớn chuyện. Liễu gia thắng thì một ăn hai. Triệu gia thắng thì một ăn chín. Các sới bạc lớn của thành vong cổ ăn ý đến kỳ lạ, họ chuẩn bị trước cả tỷ lệ cá cược rồi. Coi thường Triệu gia tới cỡ vậy hả? Ngươi không biết hả, luyện khí sư của Triệu gia phải đối đầu với Khô Sơn đấy. Lão già đó, trình độ cao lắm. Các sới bạc rất náo nhiệt, tỷ lệ đặt cược quá đã mắt, những lời cảm thán cũng khá nhiều. Danh tiếng của Khô Sơn đã được đồn đi khắp nơi, với tình thế này, hiếm ai coi trọng Triệu gia. Thiên linh linh địa linh linh. Phù hộ cho bọn ta kiếm bổn tiền. Tên mập đen thui và nhóc hám tiền đi đến đâu cũng có đôi có cặp, cả hai vái lại thần linh rồi mới ôm bạc tới sới bạc ở phía đối diện. Hai người này rất hào sảng, đặt cược toàn bộ gia sản. Cược rằng Triệu Bân sẽ thắng. Người nhà mình mà, phải kiếm thể diện cho Triệu Bân. Một ngày mới nào. Nhắc đến Triệu Bân, hắn vừa vươn vai vừa đi ra khỏi phòng. Trùng hợp gặp ngay Xích Hiên vừa quay về. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Bân chưa kịp vươn vai xong lập tức nhanh chân rút về phòng mình. Hắn dùng thuật xuyên tường chuồn đi từ một bên khác, chạy nhanh như thỏ. Lưu manh. Xích Hiên trừng mắt nhìn hắn. Ra ngoài cả đêm mới chịu về, hai má vẫn ửng hồng, bao nhiêu người nghe thấy chắc chắn không còn thể diện nào nữa, đều tại Triệu Bân lắm lời. Tên tiểu tử đó cũng không tệ. Đàn ông mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đông người mới náo nhiệt. Chư Cát Huyền Đạo và Lão Mập cũng đang ở đây. Họ chơi cờ dưới tán cây, thong thả trò chuyện, nhìn qua thấy Xích Hiên và Triệu Bân cũng rất xứng lứa vừa đôi đấy, trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Duyên phận mà, ai nói rõ được. Xích Hiên không nói gì, chạy thẳng tới phòng của thằng nhóc tóc tím. Tại sao hả, bà đây đang rất bực, Triệu Bân lại chạy mất dạng rồi, ta phải tìm người nào đó để chút giận. Ai chọc gì tới ngươi hả? Tiếng hô hào của tên nhóc tóc tím nhanh chóng vọng ra, đang ngủ ngon thì bị Xích Hiên xách dậy, sau đó còn bị treo ngược lên cây. Người ta đang khó ở, ngươi thông cảm đi. Chư Cát Huyền Đạo vừa vuốt râu vừa nói, đương nhiên câu này là nói với thằng nhóc tóc tím. Người này nói năng rất lễ độ. Nhưng câu nói ấy lọt vào tai thằng nhóc tóc tím thì không còn như vậy nữa. Khó ở nên tìm ta để chút giận, lý lẽ ở đâu thế? Ông đây cũng bực mình mà, chẳng lẽ ta biến thành đứa trẻ suối quẩy, bất kỳ ai khó ở cũng có thể lấy ta ra để luyện tập à? Ta thật cơ trí. Ở bên này, Triệu Bân đã ra khỏi cửa hàng binh khí. Mặc đồ đen, đeo mặt nạ ra người, tiện thể gắn thêm một cánh tay giả. Vì sợ Nguyệt Thần không an phận nên hắn còn tự bịt miệng mình. Luyện khí sư. Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng, thậm chí còn chẳng buồn mở mắt ra. Luyện khí sư.
Triệu Bân nhướng mày, lặng lẽ liếc mắt nhìn. Có ai đó vừa mới lướt qua người hắn để tiến vào cửa hàng binh khí Triệu gia, là một ông già khá cao, sử dụng thuật dịch dung nên diện mạo hiện giờ không phải diện mạo thật sự. Hắn có thể cảm nhận được tia lửa lượn quanh, cũng có nghĩa là ông già này chắc chắn có lửa, mà còn là địa hỏa. Luyện khí sư của Liễu gia. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, hắn chưa từng gặp nên khó lòng phân biệt. Giống như hắn dự đoán, người này đúng là Khô Sơn. Cũng giống như người đời đồn đãi, Khô Sơn là một cao thủ đạt đỉnh huyền dương. Nhìn khí thế thì người này chắc chắn không chỉ là đỉnh cao. Khi hắn nhìn sang thì Khô Sơn đang đi dạo trong cửa hàng binh khí, ông ta đang xem binh khí, đôi lúc còn liếc mắt nhìn Lão Tôn và Dương Đại, Võ Nhị. Triệu Bân sờ cằm, tới thám thính tình hình quân địch à? Đúng vậy, Khô Sơn có ý định này, cũng chỉ là thoáng qua thôi, chủ yếu vì ông ta chán quá nên muốn tìm việc gì đó để làm, đi mãi rồi tới đây nên vào xem cũng không thành vấn đề. Tiếc rằng, ông ta không gặp được luyện khí sư. Đối với ông ta thì việc này cũng không đáng kể. Chỉ cần không phải luyện khí sư của hoàng tộc hay thiên tông thì ai tới cũng vô dụng. Trình độ không thấp đâu. Nguyệt thần thong dong nói, có vẻ khá tùy ý. Mạnh hay yếu, cứ phải luyện rồi mới biết. Triệu Bân nói rồi quay người rời đi, bàn về thuật luyện khí thì hắn cũng không chém gió. Sới Bạc là một nơi hay ho. Kể từ ngày ấy, đã lâu rồi hắn không đến đây, trong đó có một sới ở ngay đối diện cửa hàng binh khí. Hôm nay rảnh rỗi, hắn chạy tới đây dạo chơi, bởi vì có ván cược nào đó sở hữu tỷ lệ ăn thua không nhỏ. Ta đặt cược hết mọi thứ trong nhà rồi. Ta còn để lại một khối nguyên bảo. Vừa bước vào, Triệu Bân đã nhìn thấy hai người quen, tên mập và nhóc ham tiền, cả hai đều sử dụng thuật biến thân, đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng Triệu Bân lại nhìn ra hết, mặc dù thiên nhãn chưa thành nhưng hắn đã luyện được ánh mắt, mấy thuật biến thân cấp thấp như này, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Nếu chưa cắt huyền đạo biến thân thì không cần nhắc đến nữa. Nào, cược lớn thì đền lớn. Sòng bạc rất náo nhiệt, các bàn cược trong sòng bạc đều đang hoạt động hết công suất, mà các nhà cái của mỗi bàn cũng hò hét rất to. Ván cược cho trận quyết đấu của luyện khí sư này có thể lấy được nhiều lợi nhuận. Một đền chín, này là không đánh giá cao Triệu gia à? Khô Sơn là luyện khí sư do gia tộc lớn mời đến, tu vi huyền dương đỉnh cao. Còn bên Triệu gia, đã bị chèn ép mấy ngày rồi cũng không dám xuất đầu lộ diện, chắc chắn là sợ Khô Sơn rồi. Nếu có chút đạo hạnh thì không đến nỗi thê thảm như thế. Nói thế cũng đúng. Những người đặt cược này đều là chuyên gia phân tích, còn đặt một đống ngân lượng. Triệu Bân chen vào xem. Khoan nói, bên Triệu gia đúng là chỉ có mấy người đặt cược, nhìn sang Liễu gia mà xem, ngân lượng đã chất thành đống như núi. Đừng nói là một đền 9, dù một đền 20 cũng có nữa là, nhưng dù thắng hay thua thì chênh lệch số ngân lượng đặt cược đều vào túi nhà cái, người ta chắc chắn không bao giờ thua. Nếu đặt cược với số tiền lớn thì chỉ riêng tiền hoa hồng thôi đã là một số tiền lớn rồi, nhà cái cũng không ngu mà. Cơ hội tốt để kiếm tiền. Triệu Bân sờ túi tiền, sau đó quăng một sấp ngân phiếu ra, giá trị ngân phiếu cũng phải lên tới một vạn lượng. Mấy người xung quanh đều trố mắt nhìn. Một là vì ngân lượng nhiều quá, hai là vì một vạn này đặt hết cho Triệu gia, từ lúc đặt cược đến giờ đây, đây là người đặt lớn nhất. Tiếc là không ai có thể nhìn thấu được tôn vinh của Triệu Bân. Này, cầm thẻ bài đi, nhà cái vui vẻ bật cười, sau đó nhanh chóng ghi chép lại rồi đưa một tấm thẻ ngọc cho hắn. Thẻ bài này được đặc chế nên khó làm giả được, nếu thắng thì có thể cầm thẻ bài này đi nhận tiền, còn thua thì đến chỗ nào mát đợi đi. Một vạn lượng, thằng nhãi này chơi lớn đấy. Chắc não bị úng nước rồi, nếu Triệu gia thắng thì ông đây ăn phân ngay. Địch, người đỉnh thế. Mọi người đều đang xì xào bàn tán, sấp ngân phiếu khá lớn đã tạo nên sóng gió. Triệu Bân không nói gì mà cầm thẻ bài xoay người rời đi. Tiền mà, hắn còn có, hắn muốn đặt thêm một sòng nữa. Sòng bạc còn rất nhiều, chỗ nào hắn cũng đặt cược một ít ngân lượng. Nếu thắng thật thì xem như phát tài. Hôm nay hắn không làm gì cả, chỉ đi loanh quanh mấy sòng bạc. Tất nhiên hắn cũng gặp được không ít người quen như quản sự Liễu gia, Vương Đức, Vương Dương. Họ đều thần bí lúc ẩn lúc hiện ở các sòng lớn, gần như đều áp cho Liễu gia. Có rất nhiều người muốn trở nên phất nhanh chỉ trong một đêm.
hắn nhìn thấy trên mấy chiếu bạc không chỉ có ngân lượng mà còn có giấy thế chấp nhà đất, đâu đâu cũng thấy cược binh khí và vật bảo gia truyền, cược cả bản thân. Cứ đợi đi. Sau canh bạc này chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị phá sản. Đến khi màn đêm buông xuống, Triệu Bân mới về cửa hàng binh khí. Dù là cửa hàng binh khí của nhà mình nhưng hắn lại đi vào như tên trộm, đầu tiên là lộ ra nửa cái đầu, ráo rác nhìn xung quanh, sau khi thấy không có Xích Hiên ở đây, hắn mới chạy nhanh vào trong để đỡ phải bị người ta mắng. Cược cũng không ít đấy. Chư Cát Huyền Đạo ở đó cầm sách cổ ngồi dưới gốc cây giả yên tĩnh đọc sách. Cũng không có bao nhiêu cả. Triệu Bân cười ha ha, thật ra trên người hắn chỉ còn lại mấy khối bạc vụn. Mà nếu đã là cược đánh bạc thì phải đặt thật lớn, nếu không thì sao có người giàu lên nhờ chiếu bạc chứ? Ghi công của ta vào. Lão mập xuất quỷ nhập thần, vung tay một cái, một ngọn lửa xuất hiện. Ngọn lửa màu đỏ bao phủ cả người thuộc thú hóa, cấp bậc không cao. Vậy thì phải ghi vào. Mắt Triệu Bân sáng rực, hành động tỏ vẻ thì vẫn cần làm mà, cầm cuốn sổ nhỏ, trên đó còn in ba chữ sổ công lao. Còn về phần thưởng thì đi tìm sư phụ của hắn đòi. Trẻ nhỏ dễ dậy. Chư Cát Huyền Đạo cũng phất tay áo, một đốm lửa màu lam lơ lửng giữa không trung. Ngọn lửa này rất phi thường. Nó cũng thuộc thú hỏa nhưng là cấp bậc cao nhất trong thú hỏa, có thể so với địa hỏa. Không biết Chư Cát Huyền Đạo tìm được ở đâu, có lẽ là đến chỗ Dương Hùng lấy về. Này nhóc, bọn ta đều cược cho ngươi đấy. Tên mập và nhóc ham tiền cũng đến cược hết mọi thứ chúng có. Triệu Bân không đáp lời mà chỉ lắc đầu chạy đi. Chạy được vài bước, hắn vòng về mang hai ngọn lửa thú hỏa đi. Sở dĩ làm thế là vì hắn thấy Xích Hiên đến, bản thân vô thức bỏ chạy lên tầng rồi khóa cửa phòng lại như chuột thấy mèo. Trông thật đáng sợ. Thằng nhóc tóc tím chật lưỡi, vẫn đung đa đung đưa mà không ai chịu đỡ nó xuống. Xích Hiên liếc nhìn hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp tóe ra lửa. Trong phòng, Triệu Bân đang ngồi xếp bằng, hai đốm lửa lơ lửng hai bên trái, phải, nói chính xác hơn là ba đốm lửa, một đen, một đỏ, một lam được hắn dung hợp lại với nhau bằng Đại Hoang Viêm Quyết. Quá trình dung hợp rất thuận lợi, ba ngọn lửa cũng rất phối hợp. Từ lúc này, thú hỏa trở thành địa hỏa. Cũng ngay lúc này, tinh thần Triệu Bân bỗng chấn động, tu vi phóng ra, nhìn kỹ lại thì hẳn là rắn biến địa hỏa. Ngọn lửa thuần tịnh lại báo hiếu ngược, nuôi dưỡng thể xác và hồn phách, tu vi thế này, chỉ cần một cơ duyên hoặc áp lực một chút là có thể thăng cấp. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ tư, trời còn chưa hửng sáng, dòng người đã đổ về trung tâm của thành trì, nơi đó có một hội trường, trong hội trường có một đài chuyên tổ chức các trận đấu luyện khí. Nói chính xác hơn là sân khấu kịch. Xung quanh đài thi đấu có rất nhiều ghế ngồi. Phải giành được vị trí đẹp. Ta đặt cược hết mọi thứ rồi chỉ đợi thu lại ngân lượng. Đừng lỗ sạch là được. Có rất nhiều người vào bàn, tất cả đều đã đặt cược. Trận đấu luyện khí vẫn chưa diễn ra nhưng bầu không khí đã nóng lên, người người đông như chảy hội, đông nghìn nghịt thế thì sao lại không có chuyện tán phét chứ? Càng đừng nói đến việc hai nhà đã tạo ra cảnh tượng lớn như thế. Ngay cả thành chủ cũng bị quấy rầy. Đài thi đấu này, thêm cả hội trường đều là do phủ thành chủ lo liệu. Hai nhà đều không có ý kiến gì, nếu muốn vào xem thì phải trả phí vào cửa. Thế nên mới nói, Dương Hùng là một kẻ điên khi bước lên chiến trường nhưng một khi rời khỏi chiến trường, lão ta cũng là một người làm ăn kinh doanh. Lão ta chính là ông vua không ngai trên địa bàn của mình, tạo thành cảnh tượng hoành tráng thế này là để thu chút bạc dùng. Làm thành chủ sướng thật. Tên mập đã đến từ sớm. Nhóc ham tiền và thằng nhóc tóc tím đi cùng, ngay cả Xích Hiên cũng tìm chỗ ngồi. Chư Cát Huyền Đạo và lão mập cũng không muốn bị bỏ ở nhà, chỗ nào có náo nhiệt thì chạy đến đó. Họ đều biết Triệu Bân đánh nhau rất giỏi nhưng lại không biết khả năng luyện khí của hắn thế nào, chắc đồ đệ của hoàng tộc sẽ không yếu thế đâu nhỉ. Vương gia đến rồi. Không biết là ai nói câu này nhưng không có bao nhiêu người để ý đến. Vật họp theo loài, người chơi theo nhóm. Người quen thì tụ lại tán gẫu với nhau, ai thích đến thì đến, cũng chẳng phải là vương công quý tộc gì, còn cố tình thông báo. Vương gia còn lâu mới có tư cách đó. Đang lúc nói chuyện thì gia chủ vương gia Vương Liêu đã đi vào trong. Bên cạnh ông ta là Vương Dương, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Sau khi buổi đấu giá hôm đó kết thúc,
thần bịp đã hại nhà họ Vương thê thảm, mấy ngày nay, thỉnh thoảng sẽ có người đến nhà ông ta uống trà, mà đều là người vai vế lớn. Vì thế gia tộc Vương thị đã tiêu tốn không ít tiền để giữ quan hệ với Liễu gia, cũng không biết đã hao tổn bao nhiêu quan hệ và ngân lượng. Đến giờ còn không biết thần bịp là ai. Vương gia đến, các gia tộc lớn trong thành cũng liên tiếp vào hội trường. Đa số các gia tộc đích thân đến. Người thân cận mà đều đi theo thiếu chủ nhà mình, chỗ ngồi đã sắp xếp ổn thỏa. Mặc dù cũng là lộ thiên nhưng vẫn có phòng riêng. Nơi này tượng trưng cho thân phận, còn người không có lai lịch thì ngồi ở phía sau, không có tư cách ngồi ở mấy hàng trước. Ngoài họ ra thì còn có người của các gia tộc lớn. Sau mấy ngày đầu của buổi đấu giá, các gia tộc lớn phái người đến nhúng tay vào các ngành nghề, bắt tay nhau chèn ép Triệu gia. Quả thật từng sản nghiệp của Triệu gia đều đang rơi vào tình cảnh càng ngày càng thê thảm, cạnh tranh ác ý, chiến đấu bằng tiền tài thì gia tộc nhỏ nào chơi lại với gia tộc lớn. Nào nào nào, đặt cược đi. Người của sòng bạc rất lanh trí, mang cả bàn đặt ngụ ý rất rõ ràng, chỉ cần vẫn chưa khai chiến thì vẫn có thể đặt cược, vụ làm ăn này thì các sòng bạc lớn đều góp một tay, ngay cả thành được đến, thu phí vào cửa, họ nào có thể không nắm bắt thời cơ, họ kiếm nhiều một lượng thì tiên thuê nhiều hơn một chút. Các hàng quán cũng chủ cũng không ngốc, bán trà, bán rượu gì đó đều ăn nên làm ra trong hôm nay, trò hay mà, ai cũng là quần chúng hóng dreamer thôi. Không lâu sau, Liễu gia đến. So với các gia tộc như Vương gia thì khi Liễu gia đến đây đã thu hút không ít ánh mắt. Nhìn đi, Liễu Thương không đã tới rồi, bước đi thanh thoát mạnh mẽ toát ra uy nghiêm và tài trí của cao nhân hơn người. Liễu Như Nguyệt và quản sự Liễu gia cũng đến, tính sơ qua cũng mười mấy người. Cực kỳ phô trương. Nhưng mọi người đến xem đều chỉ chú ý đến hai người, một là Liễu Như Nguyệt, vì dù gì cô ta cũng là thiên chi kiêu tử, hai là Khô Sơn vì ông ta là người tham gia trận đấu hôm nay. Ông ta mặc một bộ áo bào dài màu tím, mái tóc màu xám tung bay trong gió, cả người như được bao bọc bởi hỏa tức mang theo năng lượng bí ẩn, những người đứng gần ông ta có thể cảm nhận được sóng nhiệt. Luyện khí sư đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Thần thái của ông ta ngông cuồng tự cao hơn Liễu Thương không? Nếu không phải là gia tộc lớn lên tiếng hay hào phóng thì thiên tài nào chịu chạy tới cái thành bé tí tẹo này? Còn là Huyền Dương đỉnh cao thật nữa. Mấy người mà gia tộc lớn tìm đến há có thể là kẻ tầm thường, chắc chắn đạo hạnh rất thâm sâu. Sao vẫn không thấy luyện khí sư Triệu gia nhỉ? Bầu không khí ở hội trường rất náo nhiệt, có không ít tiếng bàn luận vang lên. Khi nhìn thấy Khô Sơn rồi thì những người đặt cược Liễu gia thắng đều tự tin và khí thế hơn một chút. Đây không phải là luyện khí sư tầm thường, nếu không có bất ngờ gì thì Liễu gia sẽ thắng trận so tài này. Mà họ thì đang đợi để thu tiền về đây. Khô Sơn đã ngồi xuống rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Ông ta là luyện khí sư của gia tộc lớn, ngoài Thiên Tông và Hoàng tộc, ông ta là một trong số ít những người có tài năng, chí ít là có trình độ về luyện khí. Nếu không phải mâu thuẫn với một trưởng lão trong Thiên Tông thì ông ta đã vào Thiên Tông rồi. Thế nên mới nói ông ta rất tự tin. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần không phải là luyện khí sư của Hoàng tộc và Thiên Tông thì ai cũng vô dụng. Theo ông ta nghĩ, một gia tộc nhỏ còn lâu mới mời nổi luyện khí sư. Thành chủ đến. Không biết người nào vừa mới hắng giọng hô, những người ở đó đều đứng dậy. Trong vòng cổ thành, Dương Hùng là chủ nhân, là vua, các gia tộc lớn đến cũng không dám lỗ mạng. Thành chủ đến rồi, đúng là nể mặt quá. Trong tiếng xì xào, Dương Hùng mặc bộ đồ trắng thanh thoát bước vào, đi theo bên cạnh là lão vong cổ, cùng đến còn có lão Huyền không ở chỗ đấu giá. Ông ta không chỉ đến để góp vui mà cũng đặt cược, hơn nữa còn đặt Triệu gia sẽ thắng. Cứ tự nhiên, mời ngồi. Dương Hùng cười phất tay, sau đó ngồi xuống im lặng đợi màn kịch hay. Sau đó còn có rất nhiều người đến. Ngoài những người trong thành, còn có mấy người nơi khác rảnh rỗi đến xem. Không lâu sau, mọi người mới thấy Triệu Bân lững thững lên đài. Cũng chỉ có một mình hắn đến chứ không thấy người của Triệu gia. Cũng phải thôi, cả thành vong cổ đều biết, trước buổi đấu giá Triệu gia đã bị phong tộc, còn tại sao phong tộc, họ cũng có thể đoán được một chút. So với khí thế của Liễu gia thì Triệu Bân hơi yếu thế. Nhìn thấy hắn, không ít người bùi ngùi, củi mục ngày xưa, kỳ tài ngày trước, bây giờ, sợ là không ai nổi tiếng hơn hắn. Giờ hắn được nhiều người biết đến hơn cả năm đó.
Hắn bị đuổi ra khỏi gia tộc nhưng lại làm Liễu gia kinh ngạc nhiều lần, với cả đánh nhau trên không với tộc huyết ưng, toàn bộ đều thất bại, từ đó không còn ai dám xem thường hắn nữa, hai từ vô dụng không còn dính liền với tên của hắn nữa. Thật sự phải nói là có thể sánh vai với Liễu Như Nguyệt, nhưng tiếc là cả đời này hai người không thể bên nhau. Hồng Uyên đến chưa? Ánh mắt của Trư Cát Huyết Đạo, Lão Mập, Dương Hùng và Lão Huyền Không đều sáng rực, đồ đệ sắp lên đài so tài rồi, không biết ông ta có tới để giúp tăng thêm khí thế hay không? Nếu đệ nhất thiên hạ đến thì đó mới đúng là nở mặt nở mũi. Đáng tiếc là không tìm được Hồng Uyên. Có lẽ Hồng Uyên đã đến nhưng tầm nhìn của họ có hạn nên không tìm được. Khi nào mới có thể gặp lại lão tiền bối đây? Dương Hùng hít sâu một hơi, than thở một hồi, người ta cho lão ta một cơ duyên lớn, đây là ân huệ không thể nào quên, mãi mãi khắc ghi Hồng Uyên đệ nhất thiên hạ. Sao lại còn phí vào cửa nữa thế? Triệu Bân cứ lẩm bẩm suốt đường đi, nếu không phải trong tay còn có mấy khối bạc vụn thì luyện khí sư tham gia thi đấu như hắn cũng không thể bước vào trong. Dương Hùng cũng là một người biết làm ăn, lão ta xây nên hội trường này nên thu phí vào cửa, không ai dám phản đối. Ai là luyện khí sư của Triệu gia? Đám đông xì xào, dòm ngó, người trong nhà biết, người ngoài lại hiếm ai biết được, cho đến bây giờ, họ chưa thấy luyện khí sư bí ẩn của Triệu gia như vậy. Khô Sơn lười tìm, bước lên đài luôn. Triệu Bân không ngồi vào chỗ của mình mà cũng đi theo lên đài, nhìn đám đông đang nhíu mày. Hắn, là luyện khí sư của Triệu gia sao? Có quỷ mới biết, đi lên như vậy thì tới tám phần là hắn rồi. Chuyện này. Ở dưới đài không ngừng vang lên những âm thanh ngạc nhiên, đoán giả đoán non suốt một hồi, nhưng không ai nghĩ tới Triệu Bân. Đây, là một điều bất ngờ. Liễu Thương Không khẽ cau mày, liếc nhìn Trư Cát Huyền Đạo. Từ đầu đến cuối, ai cũng nghĩ Trư Cát Huyền Đạo mới là luyện khí sư của Triệu gia, nhưng hóa ra lại là Triệu Bân. Người làm cha vợ như lão ta cũng trở tay không kịp, còn có Liễu Như Nguyệt ở bên cạnh, cặp lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Họ từng là người yêu, suýt trở thành vợ chồng, đáng lẽ ra cô ta phải là người hiểu Triệu Bân nhất, cô ta không hề biết hắn không hiểu về luyện khí. Đúng là ngoài dự đoán. Ta còn tưởng là một lão tiền bối, có trời mới biết đó là Triệu Bân, chậc chậc. Nói vậy là một mình hắn sẽ đánh bại cửa hàng binh khí của Liễu gia à? Nếu như Liễu Thương Hải đang bị trục xuất biết được thì chắc phải tức ói máu mất. Tiêu rồi, ta đặt Triệu gia. Tiếng bàn tán, tặc lưỡi, thở dài, nghi ngờ, ngạc nhiên. Vang lên, đủ loại giọng điệu, đủ loại biểu cảm, đủ loại cảm xúc trên khuôn mặt. Chủ yếu là do họ không ngờ tới. Kỳ tài như thế, còn là luyện khí sư, tại sao lại bị đuổi khỏi Triệu gia? Chuyện này thật sự không đúng lẽ thường chút nào. Chẳng lẽ, là do Triệu gia cố ý cử Triệu Bân ra để làm loạn? Còn có những người đặt cược vào Triệu gia kia nữa. Ngoại trừ đám người nhóc ham tiền, ai cũng khóc lóc. Một luyện khí sư cảnh giới chân linh so tài với một luyện khí sư cảnh giới huyền dương, có thể thắng được mới lạ. Còn chưa khai chiến, trong đám đông đã có khá nhiều người tán ra bại sản. Vốn dĩ họ không xem trọng Triệu gia, với tình hình bây giờ, lại càng khinh thường hơn, ai cũng muốn thay đổi bên cọc. Thế nhưng, bây giờ đã quá muộn, việc đánh cược cũng đã dừng lại. Ta chỉ thích nhìn biểu cảm này. Tên mập khoác tay, hớn hở nói. Xem đi, Triệu Bân không ra mặt thì thôi, một khi xuất hiện là nổi như cồn, ngoại trừ bọn họ. Không một ai biết Triệu Bân là luyện khí sư, sự bất ngờ này. Nghĩ thôi cũng thấy hả hê. Che giấu cũng kỹ phết đấy. Lão Huyền không vuốt râu, nếu không phải Lão Huyền Đạo nói ra thì ông ta cũng mù tịt. Bây giờ nhìn lại, trên người Triệu Bân lại ẩn chứa thêm vẻ huyền bí. Sao nhìn lại quen thế này? Huỳnh Nham từng chủ trì buổi bán đấu giá, nhìn thấy ánh mắt của Triệu Bân, lão ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Lão ta luôn cảm thấy bóng lưng của hắn khá giống thần bịp, không chừng hai người chính là một, nếu như vậy thì thật sự rất thú vị nha. Biểu cảm đặc sắc nhất thuộc về Khô Sơn. Ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân không phải kỳ lạ bình thường. Tên này là luyện khí sư sao? Ông đây còn nghĩ là một thằng nhóc chứ? Cảnh giới huyền dương đấu với cảnh giới chân linh, so với Triệu Bân, rõ ràng ông ta sẽ thắng. Bái kiến tiền bối. Triệu Bân vẫn rất hiểu lễ nghi. Nên khi xuất hiện rồi hắn phải lượn lại một vòng.
Đúng là đánh giá Triệu gia quá cao rồi. Khô Sơn hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt đầy sự khinh thường. Ông ta vuốt râu, tỏ ra coi trời bằng vung, nếu như ông ta biết là Triệu Bân thì chắc chắn sẽ không đưa ra lời khiêu chiến này. Đối với một tên cảnh giới chân linh đúng là hành động mất hết uy nghiêm, nếu việc truyền ra ngoài, ông ta sẽ mang tiếng cậy lớn bắt nạt nhỏ. Với ông ta, trận đấu này bây giờ chẳng khác nào trò hề, một người cường tráng đánh đám với một đứa trẻ, không phải trò hề thì là cái gì? Triệu Bân chỉ cười chứ không nói gì. Cảnh giới chân linh thì sao, cảnh giới chân linh thì cũng là luyện khí sư mà. Đừng coi thường người khác, võ tu cấp bậc như ông, ta đây đã thủ tiêu một tên rồi. Kiêu căng cái gì chứ? Có đấu nữa không đây? Đã có người không chịu nổi nữa, gào lên. Đợi thu tiền à, hay gì? Khô Sơn không để ý, chỉ nhìn Triệu Bân, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua rồi xuống đài đi. Ta đã tới rồi thì cùng đấu một trận đi. Triệu Bân cười ha ha, tạo thành trận chiến lớn như vậy, không bắt ông xuất huyết thì ta sẽ cảm thấy có lỗi với việc ông tới thành vong cổ mất. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, đợi tới lúc ông khóc đi. Không biết lượng sức, cứ coi như nộp học phí đi, Triệu Bân cười nói. Thế thì thêm chút tiền thưởng đi. Khô Sơn chế nhạo rồi cười, cứ nói đi, chuẩn bị tới đoạn đổ máu đây. Đấu đi. Bên dưới thì đánh cược, bên trên sao có thể không có tiền thưởng được chứ? Khô Sơn khoe khoang, dáng vẻ cao cao tại thượng, xông lên trước, nói một câu rất có oai phong. Triệu Bân hành lễ qua loa với ông ta nhưng ông ta chẳng qua là kẻ đi ngang qua làm chút chuyện cho Liễu gia, cũng chỉ kiếm chút lợi lộc, ví dụ như cửa hàng binh khí Tiệu gia thôi. Còn Triệu Bân có đáp lại hay không, ông ta không quan tâm. Ông là tiền bối, ông nói gì cũng đúng hết, Triệu Bân cười. Hắn chỉ chờ cái này, đấu có thêm tiền thưởng. Đây đã là luật bất thành văn rồi, dù Khô Sơn không nói thì hắn có muốn thêm được đâu. Khó mà có được cơ hội tốt thế này, phải có chiến lợi phẩm mới được. Ví dụ như, ngọn lửa của Khô Sơn. Khô Sơn đã khẽ nhíu mày, ông ta đồng ý, Triệu Bân đồng ý rồi sao? Biết rõ sẽ thua, sao còn đồng ý thêm tiền thưởng? Bên dưới cũng có người ngạc nhiên. Thật sự không biết Triệu Bân lấy tự tin ở đâu ra. Tiền bối. Triệu Bân thấy Khô Sơn không nói gì, thử gọi một tiếng. Nếu ta thắng, cửa hàng binh khí của Triệu gia sẽ thuộc về Liễu gia. Nếu ngươi thắng thì cửa hàng binh khí của Liễu gia sẽ thuộc về Triệu gia. Khô Sơn bình tĩnh nói. Vậy sao không cược lớn thêm một chút, Triệu Bân cười. Hả? Cộng thêm 30 vạn lượng và ngọn lửa của mình. Ồ! Triệu Bân vừa nói ra, đám đông đã giật mình hoảng sợ, bọn họ vốn nghĩ rằng Khô Sơn quyết đoán, không ngờ Triệu Bân còn tàn nhẫn hơn. Một cửa hàng binh khí, địa hỏa bản mệnh, 30 vạn lượng bạc, đây chắc chắn là cược giá bán người rồi. Phía bên này, Triệu Bân đã bày ra hỏa diễm. Ngọn lửa tối đen như mực, nhưng vẫn rất bá đạo, lơ lửng trong lòng bàn tay, vặn vẹo đốt không khí. Người tinh tường chỉ cần liếc một cái là biết đây là một ngọn địa hỏa, hơn nữa còn rất bá đạo. Nói thật thì, Khô Sơn cũng có chút ngạc nhiên. Thế nhưng, ngọn địa hỏa của Triệu Bân rất hiếm có, cũng ngang tài ngang sức với ngọn lửa của ông ta, nếu như tìm được cách dung hòa, không biết chừng có thể tạo ra thiên hỏa. Còn về phần cửa hàng binh khí của hai nhà. Về phần 30 vạn lượng bạc. Ông ta không quan tâm, thua thì Triệu Bân tìm Liễu gia. Không liên quan gì tới ông ta. Hơn nữa, ông ta đường đường là một huyền dương đỉnh cao, sớm đã thành danh, xét về tu vi, trình độ, kể cả lực tinh thần, có cái nào không đè được Triệu Bân chứ? Ông ta sẽ thua sao? Ông ta không thua được, chỉ cần không phải là luyện khí sư Thiên Tông hoặc Hoàng tộc thì ai tới cũng phí công. Tự tin như vậy sao? Liễu Thương không nhíu mày, lão ta luôn cảm thấy hôm nay Triệu Bân rất khác thường. Thế nhưng, lão ta không hề sợ hãi. Hoặc nên nói rằng, lão ta cực kỳ tự tin với Khô Sơn mà đại tộc mời tới. Huyền Dương đấu với chân linh, không thể nào thua được. Lão Phu đồng ý, Khô Sơn cười đùa, trước đây Liễu Thiên Không đã nói rồi, cược cái gì, cược lớn đến đâu, đều do ông ta quyết định, không tiêu tiền của mình, thì ông ta cũng không đau lòng. Vậy thì, mong thành chủ xác nhận giúp cho, Triệu Bân nhìn Dương Hùng. Được rồi. Dương Hùng cười một tiếng, đây cũng là lý do lão ta ở đây.
có chơi có chịu. Nếu ai dám quỵt nợ, cũng không cần làm ăn ở thành Vong Cổ nữa, bởi vì có đại hạ Hồng Uyên, ngoài mặt Dương Hùng xác nhận nhưng thật ra trong lòng ủng hộ Triệu Bân, có một sư phụ thiên hạ đệ nhất, trưởng môn thiên tông có tới cũng không làm gì được. Nếu như Triệu Bân thắng, còn có thể cho ông ta thêm một phần tiền mừng, vì tên nhóc này rất hiểu chuyện. Sau khi quyết định đánh cược xong, lại có rất nhiều người kéo lên đài. Mỗi người đều cầm trên tay một loại vật liệu sắt, có đến hàng trăm loại. Điều này cũng đã được chuẩn bị xong từ trước. Vì là tỉ thí thuật luyện khí, cho nên cần phải công bằng, không ai được tự mang theo vật liệu, nếu như vậy thì không còn là tỉ thí thuật luyện khí nữa mà sẽ trở thành tỉ thí xem vật liệu của ai cao cấp hơn. Bây giờ thì tốt rồi. Ở đây đã có chuẩn bị mấy trăm loại vật liệu sắt, không quá cao cấp cũng không quá hạ cấp, mỗi loại mấy phần, hai người có thể tùy ý lựa chọn, cách phân thắng bại cũng rất đơn giản, ai luyện ra binh khí cứng rắn hơn thì thắng, mọi việc đều nhìn vào bản lĩnh của mỗi người. Ai đã cung cấp nhiều vật liệu như vậy thế? Còn ai vào đây nữa, là thành chủ đó, ông ta là trọng tài cho cuộc tỉ thí này. Thành chủ tự bỏ tiền túi ra sao? Mơ đẹp thế. Đây là tiền đó, không thể lãng phí được, ai thua thì phải trả cho thành chủ. Thành chủ là người làm ăn, ông ta lại là người tính toán, có khi nào chịu làm ăn lỗ vốn đâu. Miễn là công bằng, luật này ổn thỏa nhất. Khán giả theo dõi đều đang bàn tán, chuyện đã rất rõ ràng. Tiền bối, mời. Không biết tự lượng sức mình. Khô Sơn chế nhạo nói, ông ta cũng không khách sáo, vật liệu ở đây nhiều như vậy. Mỗi loại đều có mấy phần như nhau, không có thứ gì chiếm ưu thế, mà với trình độ của ông ta thì cũng không cần đến điều đó, muốn đánh bại một tên nhóc cảnh giới chân linh là chuyện dễ như trở bàn tay. Ông ta chắp tay sau lưng đi thẳng tới, bộ dáng như đang lựa chọn bảo bối. Triệu Bân cũng di chuyển, trong điều kiện vật liệu có hạn mà có thể chế tạo ra món binh khí bá đạo nhất chính là mục đích của cuộc tỉ thí này, ở bước chọn vật liệu thì hắn và Khô Sơn đã có cùng xuất phát điểm. Có thể tùy ý chọn vật liệu, vậy việc sau đó chỉ còn chờ xem ai tạo được thành tựu cao hơn thôi. Hắn dường như trông chuyên nghiệp hơn. Khô Sơn chỉ xem qua vật liệu, còn hắn thì không chỉ xem qua mà còn gõ vào nó. Nói thật, quá trình này đúng là nhàm chán. Có rất nhiều người ho khan, chăm chú nhìn lên hai người trên đài đang lựa chọn, chỉ muốn bọn họ lựa chọn nhanh lên một chút. Lựa chọn xong thì hãy nhanh chóng luyện ra binh khí đi. Trong cuộc tỉ thí này, bọn ta vẫn còn đang chờ thu tiền đó. Xem ra những người này không hề quan tâm đến quá trình, mà chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Nếu Liễu gia thua thì sẽ bị tổn thất nặng nề. Lão Vong Cổ khoanh tay, nói với Liễu Thương không. Khô Sơn mà thua sao? Liễu Thương không đang bưng tách trà, thổi lá trà nổi trên mặt tách, thần thái nhàn nhã, tuy lão ta không phải là luyện khí sư, nhưng cũng có hiểu biết rất rộng. Đại danh của Khô Sơn lão ta cũng đã sớm nghe qua, trong số những luyện khí sư ẩn thân ở dân gian, nếu như nói Khô Sơn đứng thứ hai, cũng sẽ không có ai dám xưng mình đứng thứ nhất, chỉ cần không phải là luyện khí sư của Hoàng tộc và Thiên Tông thì ai tới đây cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng. Bởi vì tự tin như vậy cho nên lão ta mới dám đánh cược, cảnh giới chân linh như Triệu Bân mà còn muốn thắng cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong sao. Nếu thật sự thua thì cũng đừng có chơi xấu đó. Lão Vong Cổ cười nói, lão ta quả thực không coi trọng Khô Sơn, chủ yếu vẫn là do lai lịch của Triệu Bân quá lớn, đại hạ Hồng Uyên là sư tôn của hắn, nhân vật đệ nhất thiên hạ dạy dỗ ra một đồ nhi, thì đồ nhi đó tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường. Trên đài, Khô Sơn đã phất tay, liên tiếp lấy đi mười mấy loại vật liệu sắt. Mười mấy loại là đủ rồi, lấy nhiều cũng không có ích lợi gì. Triệu Bân cũng đã chọn xong. Trùng hợp là vật liệu mà cả hai bên chọn đều giống nhau. Chuyện này thật thú vị. Vật liệu hai bên chọn đều giống nhau, Triệu Bân đang sao chép lại người ta sao? Tất cả đều là tự nguyện, không có gì gọi là sao chép hết. Các khán giả âm thầm bàn tán, nói rằng Triệu Bân đang học theo cách của Khô Sơn. Học theo ta. Khô Sơn nhếch miệng cười, chắc chắn rằng Triệu Bân đang học theo mình, lựa chọn vật liệu giống y như ta là có thể cùng ta phân cao thấp sao? Thật là chuyện nực cười. Ông già kia đúng là cũng có mấy phần đạo hạnh. Triệu Bân lẩm bẩm, trong mấy trăm loại vật liệu sắt kia chỉ có mười mấy loại có thể phối hợp với nhau tạo ra tổ hợp hoàn mỹ nhất, Khô Sơn có thể chọn lựa đúng những loại đó, cũng đủ thấy ông ta có thành tựu không nhỏ. Đương nhiên,
Khô Sơn có thể chọn đúng, thì hắn cũng có thể chọn đúng. Sử dụng cùng loại vật liệu, vậy cuối cùng vẫn phải xem kỹ thuật của ai cao hơn. Ông! Tiếng ông ông vang lên, Khô Sơn đốt lò đồng, đẩy vật liệu sắt vào, đầu tiên phải nung ra hết tạp chất của mỗi loại sau đó mới có thể dung hợp. Nói tới đây mới thấy luyện khí cùng luyện đan cũng có một số điểm giống nhau, đều dựa vào việc dung hợp các vật liệu mà thành. Loại chuyện này nhìn thì dễ dàng, nhưng kỳ thực rất phức tạp, cần phải khống chế hỏa diễm, phân phối tỷ lệ vật liệu chuẩn xác, chỉ cần sai một bước nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến phẩm cấp của sản phẩm tạo ra, như luyện đan còn bị ảnh hưởng bởi vật liệu của lò luyện. Tuy luyện khí không cần quan tâm đến chuyện đó, nhưng độ khó khăn cũng không kém bao nhiêu. Thật không hổ là luyện khí sư do gia tộc lớn mời tới. Có không ít ánh mắt sáng lên, đây là lần đầu bọn họ trực tiếp nhìn thấy người ta luyện ra binh khí, thấy mỗi động tác của Khô Sơn trông thành thạo như vậy, dường như không có một chút áp lực nào, hiển nhiên là người vô cùng lão luyện, có khả năng khống chế hỏa diễm cực mạnh. Ông! Trong lúc bọn họ còn đang bàn tán về Khô Sơn, thì bên phía Triệu Bân cũng đã có động tĩnh, hắn cũng đẩy vật liệu sắt vào trong lò đồng như Khô Sơn. Chỉ có điều hỏa diễm bên trong lò đồng của hắn còn có lôi điện vần quanh. Thiên lôi! Không biết có bao nhiêu người đã đứng bật dậy, đa số đều là những vị đã lớn tuổi, ánh mắt già nua sáng ngời, đặc biệt là các võ tu thuộc tính lôi, hai mắt đều dán chặt vào ngọn hỏa diễm đang cháy mạnh mẽ kia. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, mắt nhìn hàng vẫn rất khá, tất nhiên có thể nhìn ra được lôi điện đang vờn bên trong hỏa diễm của Triệu Bân có cấp bậc thiên lôi. Không chỉ có thú hỏa, mà còn có thiên lôi. Quá bất ngờ, chuyện này quả thực khiến cho lão phu quá bất ngờ, hắn còn có thể dùng tới thiên lôi. Khó trách binh khí của Triệu gia cũng tự mang lôi tức. Tiếng tặc lưỡi thổn thức vang lên không dứt, bọn họ cũng không phải là chưa nhìn thấy lôi điện bao giờ, nhưng thiên lôi của Triệu Bân quả thật là một tồn tại quá bá đạo, đây là lần đầu tiên mà bọn họ được nhìn thấy, thứ này tự mang lôi oai, người có tu vi thấp đều bị lôi quang làm cho chói mắt. Có thiên lôi trợ chiến, những người đồng cấp tuyệt đối không thể nào bì kịp với hắn. Thiên lôi tốt. Hơi thở của Liễu Thương Không bắt đầu dồn dập, ánh mắt hiện lên sự tham lam. Lão ta cũng là võ tu thuộc tính lôi, trong cơ thể cũng có lôi điện, có điều cũng chỉ là thú lôi gà mờ. Thú lôi của lão ta so sánh với thiên lôi của Triệu Bân thì rõ ràng chỉ là rác rưởi. Như vậy thì hỏa diễm và lôi điện của hắn lại càng chân quý hơn. Yêu thú thuộc tính lôi thực sự quá hiếm, còn thuộc tính hỏa thì không thiếu. Thiên lôi tốt, Vương Dương cũng khê lâm bẩm, ánh mắt thêm muốn không thể che giấu, hắn ta cũng là võ tu thuộc tính lôi, vậy mà trước giờ hắn ta vẫn chưa tìm ra được nguồn lôi điện tốt, nay nhìn thấy người ta có thiên lôi, hắn ta không đau lòng mới là lạ. Nhưng kẻ động tâm cũng không chỉ có hai người bạn họ, mà còn có rất nhiều người khác đang theo dõi cuộc tỉ thí. Có những kẻ còn nảy sinh ý định muốn giết người cướp của. Là thiên lôi. Đôi mắt già nua của Khô Sơn sáng lên. Ông ta đã từng xem qua binh khí của Triệu gia, món nào cũng mang lôi tức, cho nên ông ta cũng biết Triệu Bân có lôi điện, nhưng thứ mà ông ta không ngờ tới chính là lôi điện của hắn lại là thiên lôi. Thân là luyện khí sư, ông ta cũng rất khao khát có được lôi điện, dùng lôi điện tinh luyện, dùng hỏa diễm dung hợp, ở trong lĩnh vực luyện khí thì đây là sự phối hợp hoàn mỹ tuyệt đối. Ta còn có thể cược thêm. Khô Sơn vừa khống chế hỏa diễm tinh luyện sắt, vừa âm trầm cười một tiếng. Tiền bối hẳn là đã nhìn chúng thiên lôi của vãn bối, Triệu Bân cười nói. Khô Sơn nhếch miệng cười nói, quả là người thông minh. Vậy tiền bối lấy cái gì để đánh cược? Triệu Bân cười, nhìn Khô Sơn, muốn có thiên lôi của ông đây thì cũng phải có tiền cược ngang hàng, mấy vạn lượng bạc cũng không đủ đâu. Tất cả mọi thứ của lão phu. Được. Hai người này trông thật thoải mái. Khán giả bên dưới lại thổn thức tặc lưỡi. Luyện khí là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Vì là công việc kỹ thuật nên không được phân tâm, hai người này thì hay rồi, còn có thời gian tán gẫu. Còn nữa, đặt cược như vậy không phải là quá lớn rồi hay sao? Một bên cược thiên lôi, một bên cược tất cả mọi thứ, trận đánh cược này đúng là quá khí thế. Đây là cục diện mà hắn muốn. Trong lòng Triệu Bân thầm cười, vẫn là câu nói kia, đã mất công tới đây rồi. Làm sao hắn có thể không hút hết máu của mấy người này được, không dạy cho mấy người này một bài học nhớ đời thì Triệu gia của hắn sẽ còn bị làm phiền dài dài. Cược thêm xong, Khô Sơn tràn đầy nhiệt huyết. Cũng có thể nói là ông ta đang mừng như điên,
lần này ông ta tới thành vong cổ quả nhiên không sai lầm, chuyện nâng cao thanh danh của mình cũng chỉ là thứ yếu, thắng được thiên lôi kia mới thật sự là vận may hiếm có, thật hiếm khi mới tóm được một kẻ ngốc. Nhìn sang Liễu Thương Không, lão ta cũng đang vuốt râu cười. Lão ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi, còn cho là Khô Sơn cược thêm để mang thiên lôi về cho lão ta, nhưng kỳ thực Khô Sơn chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, cho dù có thắng thì cũng sẽ không đưa cho lão ta. Điều đó là tất nhiên. Suy cho cùng, Khô Sơn chỉ cần nể mặt các gia tộc lớn, không cần phải nể mặt Liễu gia, thế mà cho đến nay, Liễu Thương Không vẫn luôn ảo tưởng về vị trí của mình, còn dám tự tin như vậy. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Những người đứng xem như Chư Cát Huyền Đạo và Lão Mập đều rất thông suốt, sau chuyện này Liễu Thương Không chắc chắn phải thất vọng, mà không chỉ thất vọng, lão ta còn phải chịu tổn thất không hề nhỏ. Thua một cửa hàng cộng với 30 vạn lượng, Liễu gia phen này thảm rồi. Ông! Lò đồng kêu ông, Khô Sơn lại đưa vào thêm 3 loại vật liệu sắt. Giai đoạn này không có gì áp lực. Ngay cả ông ta cũng không cảm thấy áp lực, thì đừng nói đến Triệu Bân, tuy luyện khí khá hao tổn tinh thần lực, nhưng hắn là cảnh giới chân linh đã lột xác võ hồn, chút chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, thực lực của hắn không phải là thứ mà Khô Sơn có thể so sánh. Chờ đi. Đến giai đoạn thật sự phải tiêu hao năng lượng, thì khi Khô Sơn ngã xuống, Triệu Bân vẫn sẽ vững vàng đứng ở đó. Đây chính là khoảng cách cực lớn của tinh thần lực và võ hồn. Ở giai đoạn tinh luyện này xem ra Triệu Bân đã làm tốt hơn nhiều. Ngươi cho rằng thiên lôi kia chỉ để trưng thôi sao, trong luyện khí thì lôi điện tốt hơn hỏa diễm nhiều. Tinh luyện chỉ là bước đầu tiên, chưa nói lên được điều gì. Mấy người lớn tuổi bàn tán, bọn họ đều có hiểu biết chút ít về thuật luyện khí, khi hai người đã lựa chọn cùng một loại vật liệu, thì trong quá trình luyện khí sau đó, tỷ lệ phối hợp và quá trình dung hợp mới là quan trọng nhất. Khô Sơn tất nhiên là biết được điều này. Trong quá trình tinh luyện, ông ta tự nhận mình không bằng người có thiên lôi như Triệu Bân, không phục không được, chỉ có điều đây là tỷ thí thuật luyện khí, cho dù có thể tinh luyện ra vật liệu tinh túy nhất thì cũng chưa chắc có thể thắng đến cuối cùng. Ta nói, Triệu Bân đó là võ hồn phải không? Lão Mập khoanh tay, nhỏ giọng hỏi một câu. 8 phần là thế rồi. Chư Cát Huyền Đạo vuốt râu, đôi mắt già nua híp lại thành một đường thẳng, ông ta cũng không dám chắc, bởi vì mắt nhìn của cả hai người bọn họ có hạn, chỉ có thể mơ hồ phát hiện, nếu hắn thật sự là võ hồn, vậy thì quá dọa người rồi, Triệu Bân chẳng qua chỉ mới đạt tới cảnh giới chân linh, còn có thể luyện ra võ hồn. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến Hồng Uyên, thì họ liền thấy mọi thứ đều có thể xảy ra. Phương pháp dạy dỗ đầu nhi của nhân vật đệ nhất thiên hạ, phàm phu tục tử như bọn họ không thể nào hiểu được, chỉ cần nửa bước đã có thể thành tiên, có thể đại hạ Hồng Uyên đã thật sự tìm ra phương pháp để cho cảnh giới chân linh luyện thành võ hồn. Khi trở về phải hỏi hắn một chút mới được. Hai ông già hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự tò mò của mình. Muốn dung hợp. Tiểu Hắc Mập nói một câu. Đúng là Khô Sơn muốn dung hợp, mười mấy loại vật liệu sắt đã được tinh luyện xong, biến thành những dòng chất lỏng đỏ rực. Ông! Khô Sơn nhàn nhạt nở nụ cười, liên tục phất tay, bỏ bớt một số chất lỏng đang cháy đỏ rực kia, có loại bỏ nhiều có loại bỏ ít, tất nhiên là do ông ta đang sắp xếp tỷ lệ của mỗi loại vật liệu sắt đã được tinh luyện, sau đó mới tiến hành dung hợp. Vấn đề phân chia tỷ lệ này rất khó nhằn. Các đời luyện khí sư phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể lĩnh ngộ được, không được thừa cũng không được thiếu, nếu không ắt sẽ ảnh hưởng đến phẩm cấp của binh khí luyện ra. Về mặt này, Khô Sơn có sự tự tin tuyệt đối. Lớn tuổi cũng có chỗ tốt, ông ta sống lâu hơn Triệu Bân tận mấy thập niên, đã luyện khí trước Triệu Bân mấy thập niên, thứ gì cần chú ý, thứ gì cần bỏ đi, ông ta đều có thể tính toán được, kinh nghiệm này không ai có thể sao chép được. Không trải qua mấy thập niên đó chắc chắn không thể nào luyện được như ông ta, dẫu cho hắn có thiên lôi, thì thuật luyện khí của ông ta vẫn có phần hơn. Trong khoảng thời gian này, cũng có lúc ông ta liếc nhìn Triệu Bân. Tên nhóc đó vẫn còn đang gác lại mọi chuyện, chỉ chăm chỉ tinh luyện ra tinh túy của mỗi loại vật liệu sắt. Hắn càng làm như vậy, trong lòng Khô Sơn lại càng thêm chế nhạo. Ngày xưa khi ông ta mới vừa bước chân vào con đường luyện khí, ông ta cũng giống như Triệu Bân vậy. Quá coi trọng bước tinh luyện vật liệu, cho rằng đây mới là bước quan trọng nhất để luyện ra một binh khí tốt. Nhưng trên thực tế,
Cái tinh thâm của thuật luyện khí vô cùng rộng lớn, ông ta đã trải qua không biết bao nhiêu thất bại quanh co, Triệu Bân bây giờ cũng chính là đang đi trên con đường thất bại quanh co của ông ta ngày xưa vậy. Như vậy thì hắn sẽ không thể thắng ông ta được. Sẽ đến lúc ngươi khóc. Triệu Bân không thèm đếm xỉa tới Khô Sơn, lần lượt ném từng cục sắt vào, tôi luyện một cách đâu vào đấy. Hắn có sấm sét thì tại sao không luyện xích sắt cho đến độ tinh túy nhất chứ? Về phần phân phối tỷ lệ với dung hợp sắt ở dạng lỏng, Khô Sơn có thể làm được, chẳng lẽ hắn lại không thể làm được sao? Hơn nữa hắn còn làm được đến độ hoàn mỹ hơn nữa kia, thuật luyện khí của Nguyệt Thần truyền lại không phải chỉ để trưng cho có, muốn dựa vào kinh nghiệm mà muốn đánh bại ta sao, e là ông đã nghĩ quá đơn giản rồi đó. Nhiều em gái xinh nhỉ. Nguyệt Thần đã tỉnh ngủ, vươn vai một cái. Triệu Bân kẽ một tiếng, nói xong liền nhét rẻ vào miệng, hôm nay là một trường hợp lớn, không thể để cho Nguyệt Thần nói bậy bạ được, hắn vẫn cần mặt mũi. Vẫn là hắn hiểu rõ Nguyệt Thần. Cũng may nhờ động tác của hắn đủ nhanh, bằng không, hiện trường sẽ rất náo nhiệt. Nhét rẻ vào miệng, đây là phương pháp gì chứ? Lão Phu bấm đốt ngón tay tính thử, chắc là thói quen luyện khí của hắn. Có thói quen này nữa sao? Tiếng sầm xì liên miên không dứt, họ nào biết ý đồ của Triệu Bân là gì? Ngay cả Khô Sơn đối diện cũng không khỏi nhướng mày, cái tên cảnh giới chân linh nhỏ bé kia toàn làm những chuyện bất thường. Bù! Giữa tiếng bàn tán, Triệu Bân cũng bắt đầu dung hợp. Vẫn còn có thể cược thêm, người không an phận nhất chính là Khô Sơn ở phía đối diện, ông ta biết trong luyện khí, bước nào là khó khăn nhất, không được phân tâm, mà ông ta lại dùng danh nghĩa tán gẫu để quấy nhiễu tâm tình của Triệu Bân, khiến hắn mất tập trung. Chỉ cần một chút bất cẩn, hắn sẽ cho sai tỷ lệ, phẩm cấp của binh khí sẽ bị giảm xuống, còn ông ta cũng chỉ là xe nhẹ chạy đường quen, cho dù là ở một bước cực kỳ khó. Ông ta vẫn có thể phân tâm, nhiều năm luyện khi như vậy không phải là luyện suông. Hiện giờ trận này, chỉ là một trò trẻ con. Bản thân và gia đình của tiền bối đều đã đem ra cược hết rồi, còn có gì để cược nữa chứ? Triệu Bân cầm rẻ lau, mở miệng tùy ý đáp, làm nhiều việc cùng lúc là điều hắn vẫn thường làm, đừng nói là tán gẫu, cho dù là dùng những lời lẽ thô tục để chửi bới, hắn cũng vẫn không kinh sợ. Thuật luyện khí của Lão Phu Khô Sơn khẽ cười một tiếng. Không cần thuật luyện khí của tiền bối, chỉ cần tiền bối nghe lệnh vãn bối sai khiến 10 năm là được rồi. Triệu Bân cười nói, nếu tiền bối thắng, 10 năm của vãn bối sẽ thuộc về tiền bối. Tiểu tử, khí phách lớn thật đấy. Hiếm khi tiền bối tới thành vong cổ một chuyến, phải để cho tiền bối thỏa chí chứ, phải không nào? Triệu Bân cười nói, nhưng trong lòng lại cười khẩy, đây là do ngươi tự lao đầu vào đấy, không trách ông đây được. Lão Phu ưng thuận. Khô Sơn cân nhắc rồi cười một tiếng, ông ta chính là cảnh giới huyền dương đỉnh cao, ông ta không có lý do gì để thua. Khô Sơn vốn không sợ Triệu Bân, 10 năm tương đương với nhân công miễn phí. Nhân công miễn phí cảnh giới huyền dương. Ông ta cũng không nghe nói đối phương là kẻ thạo luyện khí mà. Suy nghĩ của Khô Sơn và suy nghĩ của Triệu Bân vô cùng giống nhau. Luyện khí sư cảnh giới huyền dương mà phục vụ trong cửa hàng binh khí nhà họ Triệu thì cửa hàng sẽ 10 năm không sụp, số ngân lượng kiếm được trong 10 năm đó sẽ là vô cùng khả quan rồi. Hai vị, càng cược càng lớn nha. Các khán giả đều tặc lưỡi, nghiễm nhiên là đã bị choáng ngợp bởi cuộc đánh cược này rồi. Ngươi nói, nếu như tên kia chơi xấu thì phải làm sao? Lão mập vuốt râu, lời nói ý vị sâu xa. Có thể làm sao nữa? Ý nghĩ lúc nào chả hoàn hảo thôi. Lời của Chư Cát Huyền Đạo mới thực sự là có học vấn, ông ta đang ôm thanh kiếm sắt lau chùi, thỉnh thoảng lại hà hơi, rồi lại dùng rẻ lau tiếp. Triệu Bân rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Trên thực tế, đây là đang diễn kịch. Không diễn xuất tinh tế một chút, thì sao mà câu được cá lớn chứ, mà Khô Sơn chính là con cá lớn đó. Đợi mà xem. Đối phương sẽ không chịu thua, sẽ tiếp tục cược tiếp thôi. Triệu Bân e là không chống đỡ nổi nữa rồi. Cũng phải, hắn chỉ là cảnh giới chân linh, luyện khí vô cùng hao tổn lực tinh thần. Có thể chống đỡ đến cuối cùng được hay không thì vẫn còn là ẩn số. Người nào đó diễn nhập tâm quá nên tạo ra ảo giác đánh lừa không ít khán giả, có trách thì trách kỹ năng diễn xuất của hắn quá tốt, bất kỳ ai xem cũng đều sẽ bất giác cho rằng hắn ta đã đạt đến cực hạn. Trong tình huống như vậy,
rất có thể sẽ luyện khí thất bại. Thứ hắn muốn chính là cục diện này, câu được một con cá lớn. Dù sao cũng nên diễn cho đàng hoàng. Vẫn còn có thể cược thêm. Khô Sơn không muốn chịu thua, lại một lần nữa mỉm cười. Ông ta đã nhìn thấy bộ dạng chầy chật lao lực của Triệu Bân, tên võ tu nhỏ bé kia sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, vậy thì phải dùng sức hơn nữa. Ở trong mắt người ngoài thì đây chính là muốn chặn ngang khiến cho Triệu Bân không cách nào có thể trở mình được. 10 năm đều bị bịt kín rồi sao? Còn cược nữa thì chính là cược mạng rồi. Xem ra, tiền bối không muốn đi thật rồi, Triệu Bân cười mệt mỏi. Sao thế, sợ rồi sao? Cứ cược như thế này, vậy chi bằng dứt khoát một giá đi, cược mạng của ta và ông. Lão Phu ưng thuận. Hơ! Toàn bộ mọi người đang có mặt thở mạnh bằng miệng, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Cược mạng thật sao? Thật đúng là hai kẻ điên. Vốn là cuộc tranh hùng giữa hai nhà Triệu Liễu mà giờ đây, Khô Sơn đã có xu hướng lấn át, ai mà không biết thì còn tưởng ông ta và Triệu Bân có mối huyết hải thâm thù nữa chứ. Một trận quyết đấu luyện khí đang yên đang lành, thực sự muốn nhìn thấy máu thì mới định kết thúc sao? Lúc này, ngay cả Dương Hùng cũng tặc lưỡi. Khô Sơn quả quyết dứt khoát, đồ nhi của hoàng tộc cũng là một trang nam tử mà. Mở lò. Nhưng nghe Khô Sơn lớn tiếng quát, ngọn lửa trong lò lập tức tiêu tan. Tiếp sau đó, liền có một tiếng dao vù vù vang lên. Thứ mà ông ta luyện chính là một thanh kim đao, đao khí tung hoành, ánh sáng tỏa ra từ thanh đao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, hiện rõ sức mạnh bá đạo mãnh liệt, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi đã đủ để dọa người rồi. Đao tốt! Thằng nhóc tóc tím gào to, chưa bàn đến việc Khô Sơn đã luyện ra nó thế nào, thanh đao mà ông ta đã luyện chế ra này, quả là có phẩm giá, luyện khí sư thành danh mấy chục năm. Quả không ngoa, sách đao này đi bổ người, có lẽ còn dễ hơn cắt dưa hấu. Đao tốt. Có thể sử dụng vật liệu cấp thấp để luyện ra một thanh đao có phẩm cấp này. Khô Sơn đại sư quả là danh bất hư truyền. Nhìn thân đao kia, nhìn ánh sáng tỏa ra từ thanh đao kia, để lộ ra bá khí mà. Đặt cược cho hắn chuẩn không cần chỉn. Tại hiện trường có rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Người biết xem hàng sao khá nhiều, đã có người đang thầm nghĩ, đợi sau khi tỉ thí kết thúc. Liền sẽ mua thanh đao kia, so với những thanh đang được bán trên thị trường thì nó mạnh hơn rất nhiều. Sao có thể phân biệt và đánh giá được hàng hóa tốt hay xấu? Miễn cưỡng đủ xem. Dương Hùng vuốt râu, đao tuy tốt, nhưng vẫn không lọt vào pháp nhãn của lão ta. Lão ta càng muốn xem binh khí do Triệu Bân đúc ra, có được sự tự tin như vậy, binh khí nhất định sẽ không tầm thường. Vẫn chưa xong, sắt bị nung chảy đã ngưng tụ thành binh khí. Vẫn còn cần phải được mài giữa kỹ càng. Bang, bang, bang. Đây cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, có điều Khô Sơn rất thành thạo, thú hỏa đã trở thành một chiếc búa sắt hư ảo, do ngọn lửa biến hóa, nện lên thanh kim đao hết lần này đến lần khác. Càng lớn tuổi, tinh thần của con người ta lại càng tốt hơn bội phần. Chủ yếu là có tiền đặt cược, mà sau cuộc tỉ thí này, ông ta sẽ gặt hái được không ít, ông ta càng muốn càng hăng hái. Chiếc búa được ngọn lửa hóa thành cũng gõ nhịp nhàng bang bang, chỉ muốn luyện thành binh khí càng nhanh càng tốt, để liều đấu càng nhanh càng tốt, rồi sau đó, chỉ cần ngồi yên thu chiến lợi phẩm. Cong! Một tiếng cong vang lên, lửa trong lò của Triệu Bân cũng tản ra. Chính là một thanh kiếm màu đen. Binh khí của hắn ra lò, không có động tĩnh gì to lớn, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ tiếng kiếm ra thì không còn thứ gì khác nữa. Ngay cả ánh kiếm hay kiếm khí cũng đều không có, bất kỳ ai nhìn thấy, cũng đều cho rằng đó chỉ là một thanh kiếm bán thành phẩm, hơn nữa, còn rất tầm thường vô dụng. Có vậy thôi sao? Luyện khí sư của cảnh giới chân linh, cũng chỉ có chút đạo hạnh này thôi sao? Vẻ ngoài chả ra làm sao cả. Ngươi nói xem, vật liệu được chọn giống nhau, tại sao thứ mà Khô Sơn luyện ra là một thanh đao màu vàng kim? Còn thứ mà Triệu Bân luyện ra lại là một thanh kiếm màu đen, rốt cuộc là cớ làm sao chứ? Tỷ lệ của các vật liệu khác nhau, màu sắc ắt cũng sẽ có sự khác biệt. Không quan trọng, quan trọng là Triệu Bân sắp thua rồi, chờ hốt tiền thôi. Biết trước thì đã đặt cược cho Khô Sơn rồi. Hầu hết các khán giả đã đứng dậy, hai luyện khí sư đều đã đúc ra binh khí, một đao một kiếm, tạo thành sự tương phản rõ rệt, một cái tỏa ra ánh vàng kim lấp lánh. Một cái lại đen xì như củ tam thất, chỉ có kẻ não bị uống nước, mới không biết cái nào yếu, cái nào mạnh.
ta đã đề cao ngươi quá rồi. Ánh mắt Khô Sơn tràn đầy sự khinh thường, cũng không thèm nhìn thanh kiếm đen không thể đen hơn được nữa kia, vẻ ngoài vô cùng khó coi, làm sao có thể so với kim đao của ông ta, binh khí của ông ta mới là tốt nhất. Ổn rồi. Liễu Thương Không vừa cười vừa vuốt râu, trận đấu luyện khí này thì cửa hàng binh khí của Triệu gia, 30 vạn lượng bạc, cộng với sấm sét. Tất cả tiền đặt cược, đều đã thuộc về Liễu gia rồi, lão ta đang ngẫm nghĩ, lúc tới Triệu gia chở ngân lượng, nên phái mấy cỗ xe ngựa tới đây. Nhuệ khí giấu bên trong sao? Lão mập lẩm bẩm một tiếng, ngắm thanh kiếm đen của Triệu Bân, sau khi nhìn tới nhìn lui, chẳng phát hiện có gì đặc biệt cả, chỉ là một thanh kiếm bình thường, hơn nữa còn đen kìn kịt. Khô Sơn sắp thua rồi. Lời nói của Chư Cát Huyền Đạo mang theo ẩn ý sâu xa, không cần nhìn kiếm, chỉ cần nhìn thái độ của Triệu Bân là biết, từ đầu đến cuối, tên đó đều tâm lặng như nước, không có một tia hoảng sợ, ông ta hiểu rõ thiếu gia của nhà họ Triệu. Tài giấu nghề của tên đó có thể nói là vững vàng như núi, khó dự liệu như âm dương. Đồ đệ do Hồng Uyên dạy ra, cũng giống như mình, đã có khí chất đứng đầu thiên hạ, Chư Cát Huyền Đạo có thể thấy rõ. Bang, bang! Triệu Bân cũng đang mài binh khí của mình rồi, chỉ có điều, thứ đang cầm trong tay lại là cây búa sấm sét, gõ xuống hết lần này đến lần khác, âm thanh giòn giã vẫn rất vui tai. Vẻ ngoài khó coi. Không có nghĩa là kiếm cũng sẽ tầm thường vô dụng. Người không biết xem hàng, ắt sẽ không thấy được thâm thúy huyền bí của thanh kiếm này, rất ngầu. Kiếm của hắn, không cần mài rũa nữa đâu nhỉ. Lời này của ngươi, ta không thích nghe đâu nhé, vẫn chưa so sánh, kết quả thế nào còn chưa biết được. Hắn ta mà thắng thì lão tử chổng đầu ăn phân nhá. Vẫn là tên kia đó, cứ đến mỗi một trường hợp thế này thì đều sẽ nói một câu như vậy. Chẳng hạn như câu thoại này, không biết đã nói đến bao nhiêu lần rồi, căn bản chính là không đánh giá cao Triệu Bân. Chổng ngược ăn phân. Chư Cát Huyền Đạo khoanh tay luồn vào ống tay áo, lão mập thì vuốt râu, ngay cả vẻ mặt của lão Huyền Không và Dương Hùng đều mang ý vị sâu xa, họ đều là trí tưởng tượng phong phú, đều tưởng tượng đến hình ảnh kia. Không biết lúc nào, tiếng bang bang mới dứt. Khô Sơn là người hoàn thành trước, một thanh kim đao. Ánh sáng màu vàng kim tỏa sáng tứ phía. Sau đó mới là Triệu Bân. So với thanh kim đao, thanh kiếm đen của hắn thua kém hơn rất nhiều, chẳng có gì đặc sắc. Không biết tự lượng sức. Khô Sơn cười nhạt, không thèm nhìn Triệu Bân. Bịch. Giữa tiếng huyên náo, một người đàn ông cường tráng bước lên chiến đài, để lộ ra cánh tay trần, cơ bắp cuồn cuộn, lộ ra sức công phá, nhìn sơ qua liền biết, là người chuyên thể tu. Thở ra một trường, e là trong cùng cấp bậc sẽ chẳng có mấy người có thể chống đỡ được. Chịu không nổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng Triệu Bân liền thốt ra câu này. Cùng là cảnh giới chân linh. So sức lực thì đạo hạnh của hắn vẫn còn kém một chút. Hai vị, còn lời nào muốn nói không? Người đàn ông cường tráng lên tiếng, giọng nói thô lỗ cục mịch. Nếu như không còn yêu cầu gì nữa. So sánh binh khí, giờ sẽ bắt đầu. Nói hay lắm. Khô Sơn tùy ý ném ra kim đao. Nói hay lắm. Triệu Bân cũng tùy ý, ném kiếm ra. Cong, bù. Người đàn ông cường tráng giơ tay nhận lấy kim đao từ Khô Sơn. Lúc chờ nhận kiếm của Triệu Bân, chắc là hắn đã tính toán sai trọng lượng, không cầm nổi, liền lảo đảo một bước. Kiếm nặng thật đó. Trong lòng người đàn ông cường tráng rất đỗi ngạc nhiên. Nhìn bên ngoài, thanh kiếm đen nhẹ như không, nhưng đến lúc cầm trên tay mới biết, thanh kiếm tưởng chừng nhẹ này lại nặng hơn dự liệu rất nhiều. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi. Không ít người không kìm chế được nữa lên tiếng thúc giục, đang chờ để hốt bạc. Tiếng nứt gãy của kiếm của ngươi, chắc là rất hay, Khô Sơn giễu cợt. Thanh đao của tiền bối, cũng rất đẹp. Triệu Bân nói xong, lại bịt miệng. Quả thực. Kim đao nhìn rất chói mắt, nhưng điểm hạn chế cũng chính là chói mắt. Bịch. Người đàn ông cường tráng đứng vững, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, chuẩn bị để hai thứ này chém mạnh vào nhau, dĩ nhiên là không được động chân nguyên. Đây chính là quy tắc của cuộc thi đấu luyện binh khí. Nhiều người có mặt đang xem, hiển nhiên không thể gian lận, người này cũng không thể gian lận, thành chủ đã nói rồi, phải công bằng tuyệt đối. Cong, bù. Dưới con mắt của muôn người, người đàn ông cường tráng giơ tay,
lấy kiếm chém đao, cũng lấy đao chặt kiếm, binh khí của ai luyện tốt hơn, sau khi chạm vào mới biết được cao thấp. Bang, răng rắc. Tiếng va chạm của kim loại rất rõ ràng sắc nét, tiếng răng rắc vang lên lại càng chói tai hơn. Thanh kiếm đen còn nguyên vẹn hoàn hảo. Kim đao, nứt gãy ngay tại chỗ. Chuyện này. Nhìn thấy thanh đao vàng bị gãy, tất cả khán giả đã vô cùng sửng sốt. Đao vàng của Khô Sơn thật sự đã bị đánh bại. Thanh kiếm đen kia bá đạo như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhuệ khí ở bên trong, không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài sao. Khung cảnh tại chỗ đã bùng nổ, còn hỗn loạn hơn cả ở chợ trời, khắp nơi vang lên thanh âm kinh sợ, nghi ngờ, thổn thức, tặc lưỡi. Đủ mọi thứ tiếng, đủ mọi cách diễn đạt đều xuất hiện ở đây, nếu như xem đây là một tuồng kịch, thì việc Triệu Bân thắng chính là tình tiết lội ngược dòng gây sốc nhất. Làm sao có thể thua được? Thần sắc của những người đặt cược vào Khô Sơn trong chớp mắt đã tái nhợt, cảm giác như trời đã sập xuống vậy, trong lòng phát hoảng, họ đã đánh cược toàn bộ gia sản, vậy mà lại thua thê thảm, mới giây trước còn mừng như điên, ngay giây sau thì như bị sét đánh, Khô Sơn không bị ảnh hưởng gì, nhưng tất cả bọn họ đều đã táng ra bại sản. Liễu huynh, cô gia nhà ngươi quả là có kỹ thuật cao thâm. Lão vong cổ vuốt râu, tất nhiên là lão ta đang nói với Liễu Thương Không, lời nói của lão ta tuy rất thâm sâu, nhưng ý tứ cũng đủ rõ ràng. Ngươi coi trọng Khô Sơn, hết lần này tới lần khác hắn thua, ngươi không coi trọng Triệu Bân, hết lần này tới lần khác hắn thắng, cho nên ta nói nhà ngươi có một cô gia tốt chính là cho ngươi mặt mũi rồi. Liễu Thương không im lặng, sắc mặt tái mét. Khô Sơn là cảnh giới huyền dương đỉnh phong, sao có thể thua được? Chuyện bất ngờ này khiến cho lão ta quả thực ứng phó không kịp, Khô Sơn thua thì cũng không có gì đáng nói, nhưng quan trọng là món đặt cược kia. Một cửa hàng và 30 vạn lượng bạc, đều là Liễu gia của lão ta phải bỏ ra đó. Liễu Như Nguyệt ở bên cạnh cũng hoang mang. Chuyện bất ngờ này khiến cho cô ta kinh ngạc quá mức, một kẻ chỉ có cảnh giới chân linh như Triệu Bân, lại còn bị cụt một tay, thế mà lại có thể thắng được Khô Sơn cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, sao hắn có thể lĩnh ngộ được thuật luyện khí lợi hại đến như vậy? Chẳng lẽ từ đầu tới cuối Triệu Bân đều đã cố tình giấu giếm cô ta? Trong dự liệu, mấy người như Lão Huyền Đạo, Lão Mập, Lão Huyền Không và Dương Hùng đều bật cười ha hả, bọn họ đều đặt Triệu Bân thắng, hơn nữa tiền đặt cược không ít, lần này phải kiếm được rất nhiều tiền. Tất cả là nhờ công của Triệu Bân. Đã nói mà, đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên nào có phải là trò đùa. Con mợ nó, niềm vui bất ngờ sao? Những người còn lại đặt cho Triệu Bân thắng cho đến tận bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng, bọn họ vốn không ôm hy vọng nhiều. Đã chuẩn bị tinh thần lần này sẽ bị thua tiền, ai ngờ đâu Triệu Bân lại thắng, xoay chuyển thế cờ một cách ngoạn mục như thế. Lần này, bọn họ chẳng những không thua bạc mà còn kiếm được rất nhiều. Tỷ lệ cược là 1:9. Con đường làm giàu rộng mở thênh thang, hơn phân nửa số người thắng đậm lần này đều là lấy nhỏ địch lớn. Đấy, ngươi không nghe lời ta, bây giờ tiền mất tật mang. Lão Phu chỉ cần liếc mắt qua là biết tên nhóc Triệu Bân kia không hề tầm thường. Vị nào lúc nãy nói ta sắp ăn phân rồi. Có rất nhiều kẻ đang cười trên sự đau khổ của người khác, sau chuyện này đám người Chư Cát Huyền Đạo cũng thắng đậm, đám tiểu bối xoa tay khoái chí, đám người già vuốt râu hả hê, thắng được tiền mà, trong lòng ai cũng cảm thấy rất thoải mái. Có người vui thì cũng có người buồn. Sắc mặt của những người thua bạc chẳng ai dễ coi, như Vương gia là gia tộc lớn đối địch với Triệu Bân nghe theo tin đồn rằng Khô Sơn chắc chắn sẽ thắng cho nên đã đặt cược một cú lớn. Bây giờ thì hay rồi, thua một cái liền thê thảm hết chỗ nói. Gia chủ Vương gia vốn không có trái tim tốt, giờ phút này cũng ôm ngực, vội vàng đi tìm đan hoàn uống. Không thể, chuyện này là không thể. Người khó tiếp nhận chuyện này nhất chính là vị đang đứng trên đài kia. Không sai, người đó chính là Khô Sơn. Những người bên dưới chỉ đánh cược tiền, còn ông ta đánh cược có chút lớn, đánh cược tất cả là còn bao gồm cả cái mạng của ông ta nữa. Chỉ có trời mới biết tại sao lại xảy ra chuyện bất ngờ này, cho đến tận bây giờ ông ta cũng không tin thanh đao vàng mà mình chuyên tâm luyện ra lại có thể bị đánh bại bởi một thanh kiếm đen xấu xí. Hơn nữa, ông ta có cảnh giới huyền dương đỉnh phong, vậy mà lại không bằng một tên nhóc cảnh giới chân linh nhỏ bé. Thanh kiếm này, quả nhiên phi thường. Người đàn ông cường tráng lẩm bẩm, vung thanh kiếm đen trong tay lên rồi chém xuống, thanh kiếm rất nặng cũng rất cứng rắn,
ngay cả thanh đao vàng kia cũng có thể chém gãy. Lại cẩn thận nhìn một chút thì thấy đúng là thanh kiếm này có ẩn chứa huyền cơ, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Triệu Bân thì rất bình tĩnh. Kết quả này nằm trong dự đoán của hắn, tuyệt kỹ luyện khí do Nguyệt Thần truyền lại không phải là chuyện đùa, hắn vừa có địa hỏa, lại có thiên lôi, cùng với thực lực võ hồn, thuật luyện khí của hắn chắc chắn có thể vượt xa Khô Sơn. Ta không tin. Giữa không gian huyên náo, Khô Sơn tức giận quát lên một tiếng, bước nhanh tới hai bước, đoạt đoạn đao gãy trên tay của người đàn ông cường tráng kia, cũng đoạt luôn thanh kiếm đen của Triệu Bân, ông ta nhất định phải tự mình thử một chút, một tay cầm thanh đao gãy. Một tay cầm thanh kiếm đen, lấy đao chém kiếm, lấy kiếm chảm đao, thân cũng là một người đánh cược, ông ta nhất định phải có quyền thử lại thêm một lần. Keng, răng rắc, thanh âm chói tai lại vang lên, thanh kiếm đen hoàn hảo không bị tổn hại một chút nào, nhưng thanh đao vàng đã bị gãy lìa thêm một đoạn đao gãy rơi xuống đất, tiếng vang lanh lảnh rơi vào tai của mọi người như tiếng sấm. Cả hai loại binh khí được làm ra từ cùng một loại vật liệu, nhưng khi luyện thành lại có phẩm cấp không giống nhau. Nếu không thì thanh đao này đã không bị chém gãy dễ dàng như vậy. Chuyện này. Sắc mặt của Khô Sơn lúc này vô cùng ảm đạm, ông ta nặng nề lui về sau, ném đoạn đao đi, nhìn thanh kiếm đen trong tay với ánh mắt không thể nào tin được. Ông ta nhìn gần thanh kiếm như vậy, nếu mà còn không nhìn ra phẩm cấp của nó thì chắc chắn là đã bị mù rồi. Thanh kiếm này so với tưởng tượng của ông ta thì còn vượt xa hơn, bá đạo hơn thanh đao vàng của ông ta rất nhiều. Nhưng ông ta vẫn không thể tin được. Triệu Bân chỉ có cảnh giới chân linh mà thôi. Sao hắn có thể luyện ra được binh khí cao cấp bậc này? Hắn thật sự có thiên phú cao như vậy sao? Là vị sư phụ nào đã dạy dỗ hắn? Hôm nay ông ta đã đụng phải thứ dữ rồi. Ông ta cười buồn nhìn Triệu Bân. Trong cuộc tỉ thí này, ông ta thật sự đã thua rồi. Răng rắc, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, tiếng răng rắc lại vang lên. Tiếp đó chính là thanh âm lanh lảnh phát ra từ thanh kiếm đen. Thanh kiếm đen đang rung lên, chút bỏ lớp da xấu xí, kiếm khí bùng nổ, thanh kiếm trở nên sáng chói, có những tia sáng bao quanh thân kiếm, đây chính là thanh kiếm được thiên lôi tinh luyện, thanh âm lanh lảnh vang lên khá là chói tai. Đây mới là hình dáng thật của thanh kiếm đen đó sao? Có rất nhiều người đứng bật dậy, hai mắt phát sáng, mới vừa nãy thanh kiếm đen này còn có bề ngoài xấu xí. Bây giờ lại hiện lên ánh sáng chói mắt của lôi văn, đúng là quá tinh xảo. Khô Sơn thua không oan. Nhìn phẩm cấp của thanh kiếm kia, thanh đao vàng làm sao có thể sánh được. Triệu Bân lấy đâu ra kỹ thuật luyện khí cao như vậy? Cái này không quan trọng, cái quan trọng là Triệu Bân đã đánh bại Khô Sơn. Cũng đúng, chờ thu tiền thôi. Ở trên đài, Triệu Bân thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Khô Sơn cũng vậy. Nhưng điểm khác nhau đó là, Triệu Bân toát ra hào quang sáng chói, còn Khô Sơn thì chỉ trông giống như một gã hề. Từ đầu đến cuối, ông ta chỉ là trò đùa của kẻ khác. Từ đầu đến cuối, ông ta tự cho là mình rất lợi hại, còn đòi tăng mức cược. Bây giờ thì hay rồi. Thua địa hỏa, thua tài sản, ngay cả cái mạng của ông ta cũng đã thua vào tay kẻ khác. Người ta vẫn hay nói gậy ông đập lưng ông. Hôm nay ông ta chính là một ví dụ điển hình cho câu nói đó. Điều này không thể trách người khác, cũng không thể trách Triệu Bân, chỉ trách Khô Sơn ông ta không bằng người ta. Ông ta thách đấu hắn, còn chẳng phải là mặt dày mày dạn tự rước họa vào thân hay sao? Giữa lúc mọi người còn đang bàn luận xôn xao thì Dương Hùng đã đứng dậy. Hành động đứng dậy của lão ta mang theo rất nhiều ẩn ý, cũng toát ra sự uy nghiêm áp chế tất cả. Hiện trường vốn đang rất huyên náo lại ngay lập tức chỉnh đốn bình tĩnh lại, trận tỉ thí đã kết thúc, việc còn lại chính là giải quyết món đánh cược. Khô Sơn, người có phục kết quả này không? Dương Hùng nhàn nhạt nói. Gương mặt của Khô Sơn nóng hừng hực, ông ta mở miệng, nhưng dường như có thứ gì nghẹn trong cổ họng khiến cho ông ta không nói nên lời. Chỉ có điều, lão thành chủ cũng đã cho rằng thái độ của ông ta chính là đã chấp nhận kết quả lần này. Nếu không có gì phản đối thì mau trả món cược đi. Dương Hùng phủi bụi trên vai mình, trong lúc nói ra câu đó còn cố ý liếc nhìn về phía Liễu gia. Trọng tài mà, phải công chính mới được. Thân là thành chủ, lão ta cũng đã sớm có quyết định từ trước, hôm nay, bất luận như thế nào thì lão ta cũng phải giúp Triệu Bân trấn áp chỗ này. Triệu Bân không đáng sợ, người đáng sợ chính là Đại Hạ Hồng Uyên,
Chuyện này nếu như để xảy ra chút sơ suất nào thì chỉ sợ nhân vật đệ nhất thiên hạ đó sẽ tìm tới phủ thành chủ của lão ta uống trà. Cân nhắc thiệt hơn. Khô Sơn là ai? Liễu gia là nhà nào? Còn có đầu nhi của Thiên Tông nữa, đều con mợ nó chẳng quan trọng. Tất cả đám đó dù có hợp lại với nhau thì đã sao? Muốn so sánh với Đại Hạ Hồng Uyên, thì cái đám đó còn không bằng một đám kiến hôi. Thành chủ, có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Khô Sơn còn chưa nói nổi lời nào, thì đã nghe thấy Liễu Thương không lên tiếng, lão ta không ngu, nói chuyện riêng một chút, thật ra là muốn dâng cho Dương Hùng chút lễ vật, lại muốn lấy Thiên Tông ra trấn áp, cho dù thua cũng muốn dùng thủ đoạn để không phải bồi thường, nói thế nào thì nhà lão ta vẫn còn có một đứa con gái là đệ tử của Thiên Tông, Dương Hùng chắc chắn phải nể mặt. Nói thẳng ra là cho tới tận bây giờ lão ta vẫn còn rất tự tin. Theo ý của lão ta, giữa Liễu gia và Triệu gia, Dương Hùng chắc chắn sẽ thiên vị Liễu gia của mình. Đây cũng là suy nghĩ của Khô Sơn. Ông đây là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong đỉnh đỉnh đại danh, sao có thể thua cái mạng già này cho một tên nhóc được, nhân lúc không có ai nên giải quyết cho thỏa đáng, bất quá chỉ cần bồi thường chút bạc là được. Không. Hai lão già kia mơ rất đẹp, nhưng Dương Hùng không hề tiếp nhận, chỉ nói ra một chữ vô cùng lãnh đạm, ngụ ý rõ ràng. Thân là người đứng đầu một thành, ông đây nhất định phải công chính liêm minh, nếu không thì mấy lão già khác như Chư Cát Huyền Đạo, lão Huyền Không, lão Mập cùng với Đại Hạ Hồng Uyên sẽ ngày ngày tìm lão ta uống trà tâm sự. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Khô Sơn liền đen lại. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Liễu Thương Không cũng vô cùng khó coi, lão thành chủ này cứng rắn như vậy sao? Ngày thường ta cũng biếu không ít lễ vật cho ngươi mà. Sao thời khắc mấu chốt ngươi lại không nể mặt ta, ta rất dễ thương lượng, vậy mà ngươi lại muốn Liễu gia không còn đường lui nữa hay sao? Chịu thua đi. Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, cái gì nên giao ra thì mau giao ra liền đi. Ở đây có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn đó, có biết không? Luôn có những người sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, tiểu hắc mập cùng với nhóc hám tiền đúng là cao thủ trợ công, hai người họ đang lớn tiếng kích động mọi người. Còn có thằng nhóc tóc tím cũng đang ồn ào theo. Đại Hạ Hồng Uyên là sư phụ của Triệu Bân, hắn có chống lưng lớn như vậy, ngay cả trưởng môn Thiên Tông tới đây cũng phải đứng sang một bên. Cả Liễu gia và Khô Sơn đều giống như bị đưa lên giàn thiêu. So với Khô Sơn thì Liễu Thương không hiểu rõ Dương Hùng hơn, lão thành chủ thành vong cổ này rất cương quyết, nhìn bộ dáng của lão ta. Nếu như Liễu gia lần này không giao ra cửa hàng binh khí cùng 30 vạn lượng bạc thì chắc chắn sẽ không thể yên ổn bước ra khỏi nơi này. Sự cứng rắn của Dương Hùng ngày hôm nay khiến cho lão ta ứng phó không kịp. Khô Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám làm loạn. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy đạo khí tức đã bao vây hai người, đều là cảnh giới địa tạng, hơn phân nửa là người của phủ thành chủ, ai dám giỡn mặt nhất định sẽ bị giết chết tại chỗ. Triệu Bân. Liễu Như Nguyệt lên tiếng, nhìn về phía Triệu Bân. Tiếng gọi này có ngụ ý rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân là một phe trong trận đánh cược này, chỉ cần hắn lên tiếng thì chuyện lớn sẽ hóa nhỏ. Hai nhà dù sao cũng là xui ra. Cô hỏi lại cha mình xem, nếu như hôm nay người thua là ta, thì lão ta có chấp nhận để cho ta một con đường sống hay không? Lúc đánh cược thì không ngăn cản, thua cược rồi thì đổ thừa, Liễu gia các người lúc nào cũng làm ăn như vậy sao? Triệu Bân nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối thần sắc không hề thay đổi. Mấy người thật sự không biết xấu hổ sao? Ngày Liễu gia bày trò đùa bỡn Triệu gia, các người có từng nghĩ qua phải nể mặt Triệu gia hay không? Ngươi! Chỉ qua vài ba lời đối thoại đã có thể khiến cho một người lãnh đạm như Liễu Như Nguyệt cũng phải tức giận. Cô ta vốn tưởng rằng nếu như mình ra mặt thì Triệu Bân sẽ nương tay, không ngờ Triệu Bân chẳng những không nể tình, mà còn bêu dếu Liễu ra trước mặt mọi người, khiến cho cô ta không còn đường lui. Cô ta là thiên chi kiêu nữ. Cô ta chính là thiên linh thể, chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy. Nói thật, ta cảm thấy rất nực cười. Lúc trà đạp tôn nghiêm của Triệu gia, chắc Liễu gia không hề ngờ tới ngày hôm nay. Là quả báo trong truyền thuyết sao? Người phải chịu thua thiệt là Triệu Bân, nếu là ông đây thì đã sớm mắng lên rồi. Vẫn còn quan hệ, khó trách không thể xuống tay. Thanh âm tặc lưỡi thổn thức lại nổi lên,
cơ bản đều đến từ những người đứng xem náo nhiệt, ngay cả những người thua bạc cũng đều nghiêm túc chỉ trích, dường như đã quên mất bản thân mình đang lâm vào cảnh táng gia bại sản. Không thể không nói, một màn này vô cùng thú vị. Nghĩ lại đêm đó, Triệu gia hèn mọn như thế nào, bây giờ quả báo tới quá nhanh, dù sao Liễu gia cũng phải trả giá một chút, Liễu gia nhà ngươi đòi người ta nể mặt, thế còn mặt mũi của Triệu gia thì không cần nể sao. Cũng không phải nhà các ngươi không thể từ hôn, thế mà không ngờ, nhà các ngươi đã không gả con gái mà còn bày ra âm mưu hạ nhục người ta. Cả thiên hạ đều biết về hôn sự thay xà đổi cột đó, muốn chối cũng không được. Nhìn hắn khoái trá trả đũa kìa. Chư Cát Huyền Đạo vuốt râu một cái, ông ta đã ở thành vong cổ này từ hơn 10 năm trước, ân oán của Triệu gia và Liễu gia ông ta cũng rất rõ ràng, cũng như mối quan hệ giữa Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt, hai người này đã từng là một đôi kim đồng ngọc nữ, chính ông ta cũng thấy rất đẹp đôi. Hai nhà này là xui ra sao? Một người là con rể, một người là cha vợ, một người là chị vợ. Sao cứ như kẻ thù của nhau thế? Người ngoài thành đứng xem đều mơ mơ hồ hồ, không biết rõ ngọn nguồn. Nào, để ông kể cho mà nghe. Đó là một đêm tối đầy gió. Lão Phu. Có mấy lão già bắt đầu giải thích, toàn là mấy lão già không đứng đắn, nói chuyện đầy thâm ý, một khi mở miệng là không còn biết mẹ ruột của mình là ai, chỉ chuyên chú kể lại chuyện của người khác một cách sống động. Nghe qua, người ngoài thành cũng vỗ tay. Ánh mắt của bọn họ đều liếc về phía người của Liễu gia. Thay xà đổi cột, hừm, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khụ, Dương Hùng ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Khô Sơn và Liễu Thương Không, ngụ ý rõ ràng, mau mau giao ra những thứ đã đánh cược đi, ta đây không có nhiều thời gian. Gả cho ta thì ta không cần tiền nữa. Không đợi Dương Hùng quay lại, liền nghe thấy tiếng của Triệu Bân nói. Phụt. Lão mập mới vừa rót rượu vào trong miệng thì đã ngay lập tức phun đầy mặt thằng nhóc tóc tím. Con mợ nó, lại bị gài hàng. Triệu Bân rất tự giác cầm rẻ lau nhét vào trong miệng. Không sai, lời kia là do Nguyệt Thần nói. Mỗi khi gặp chuyện đại sự thì cô ta luôn muốn đãi đầu nhi của mình một bữa tiệc lớn. Trời đất, trêu hoa ghẹo Nguyệt. Chậc chậc, em rể trêu ghẹo chị vợ, Triệu Bân này cũng không phải là một tên nhóc ngoan. Tình xưa chưa dứt. Chỉ một câu nói của Nguyệt Thần đã khiến cho Triệu Bân trở thành tâm điểm bàn tán một lần nữa, mấy tên tiểu bối xoa tay, mấy lão già thì vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu Bân đầy thâm ý, thì ra ngươi có mục đích này, sao không nói sớm? Lại khiến cho người ta sợ hãi như vậy. Cưới cô em lại muốn thêm cô chị, thân càng thêm thân. Bất luận là tính cách hay thiên phú, hai người bọn họ vẫn rất xứng đôi. Nối lại tiền duyên, tiếng bàn luận vang lên không ít. Vốn không nghĩ hai người có thể trở lại, nhưng nay Triệu Bân cũng đã lên tiếng, cho nên chuyện này tất nhiên là có thể rồi. Không chừng còn đặc biệt có rượu mừng để uống. Thật không giống Triệu Bân mà ta biết. Tiểu Hắc mập lẩm bẩm, nhóc hám tiền cũng chớp mắt, cảm thấy không đúng lắm. Lưu manh. Xích Hiên thầm mắng một tiếng, tức giận mà không có chỗ phát tiết, người có vợ rồi mà còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa, đối phương còn là chị vợ, ta thật đã nhìn lầm ngươi. Đàn ông không xấu, đàn bà không thương. Thằng nhóc tóc tím làm như không có chuyện gì xảy ra, lau gương mặt đầy rượu của mình. Nhìn sang Liễu Như Nguyệt, gương mặt của cô ta càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, cô ta đang bị hắn sỉ nhục. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị em rể sỉ nhục, đường đường là thiên chi kiêu nữ, bây giờ chẳng những không còn đường lui, mà còn mất hết mặt mũi. Gương mặt của Liễu Thương Không cũng vô cùng khó coi. Hôm nay, nếu như không có Dương Hùng trấn áp, thì lão ta đã nhảy lên đài xé xác Triệu Bân rồi. Tú Nhi, đang gây rối nữa có được không? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, gương mặt đen lại, sao cứ mỗi lúc có đại sự gì là cô đều phải chen chân vào thế? Vất vả lắm mới có thể áp chế bọn họ, thế mà chỉ vì một câu nói của cô đều tan hoang hết cả. Hơn nữa, bây giờ ta còn bị người ta gán cho cái danh háo sắc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Hôm nay sắc trời không tệ. Nguyệt Thần hai tay nâng gò má, chỉ lo nhìn lên trên bầu trời, xem như không nhìn thấy gương mặt đang đen lại của Triệu Bân. Sư phụ như cô ta, lúc nào cũng phải phá hoại chuyện tốt của hắn. Keng! Kiếm đã rút ra, Liễu Như Nguyệt xông lên đài. Bị sỉ nhục như vậy, làm sao cô ta có thể bỏ qua? Thấy vậy,
Triệu Bân liền bỏ chạy, có lẽ là do quá hấp tấp, cho nên hắn bị trượt chân té lăn lóc, phải bò dậy lau máu mũi rồi mới tiếp tục chạy. Vèo, vèo. Không thể không nói, kỹ năng chạy trốn của người này thật vô cùng bá đạo. Chạy đi đâu? Liễu Như Nguyệt chém ra, mười mấy đạo kiếm khí càn quét tới. Không phải do ta nói. Triệu Bân trong nháy mắt rút rẻ lau ra nói một câu, nhưng đã bị chặn lại, mười mấy đạo kiếm khí nguy hiểm đánh tới, hắn vội vàng tránh qua, cảnh giới chân linh đánh với thiên linh thể, chiến lực chênh lệch quá nhiều, bị đánh chúng chắc chắn sẽ rất thê thảm. Đứng lại đó. Thân pháp của Liễu Như Nguyệt cũng quỷ quyệt khó lường. Không phải ngươi nói, chẳng lẽ là quỷ nói. Cứ xem ta là quỷ đi. Nguyệt thần hít sâu một hơi nói lớn. Keng, keng, bang. Ồn ào nổ ra, một người đuổi một người bỏ chạy, đám đông hỗn loạn, trà bánh bàn ghế bay khắp trời, vô cùng bát nháo. Triệu Bân không nghênh chiến, chỉ chạy trốn. Hắn điên cuồng chạy mà không thèm nhìn đường, khiến cho biết bao nhiêu người mắng hắn, Liễu Như Nguyệt đã đuổi giết tới, liên tục chém ra kiếm khí. Chỉ có trời mới biết có bao nhiêu người bị vạ lây. Dương Hùng ho khan một tiếng, đây là chuyện lão ta không tính đến. Đủ rồi. Thân là thành chủ, đã đến lúc lão ta phải thị uy. Muốn đánh nhau thì ra bên ngoài thành mà đánh. Sự trấn áp của lão ta rất có tác dụng, Liễu Như Nguyệt dừng lại, nhưng vẫn đằng đằng sát khí, Triệu Bân cũng dừng lại, vừa rồi hắn ngã xuống quá mạnh, nên bây giờ lỗ mũi vẫn còn đang chảy máu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, người đừng mơ tưởng nữa. Liễu Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lần này, cô ta đối với Triệu Bân mà nói đã là kẻ thù, còn muốn cô ta gả cho hắn. Đừng đợi ta thành thần. Triệu Bân lau máu mũi nhìn Nguyệt Thần, sắc mặt tối tăm đến cực điểm. Đợi ta thành thần. Đợi ta có thể đánh thắng cô. Nếu như ta không làm gì cô, thì ta sẽ không mang họ Triệu nữa. Hí hí hí. Nguyệt Thần cười khúc khích. Cô ta nằm trong ý thức của Triệu Bân, làm sao có thể không biết suy nghĩ của Triệu Bân được. Chà, nguyện vọng không tệ. Chỉ có điều, nguyện vọng này so với thực tế còn xa xôi lắm. Cửa hàng binh khí Liễu gia, 30 vạn lượng, cầm lấy. Liễu Thương không quát lớn rồi đứng dậy, xoay người phất tay áo bỏ đi. Lão ta đã đưa ra một tấm địa khế của cửa hàng binh khí, cộng thêm một sấp ngân phiếu dày, nhưng lão ta không đưa tận tay, mà chỉ ném ra ngoài. Một sấp ngân phiếu dày vung vẩy trên không trung, giống như một cơn mưa ngân phiếu từ trên trời rơi xuống vậy, trông vô cùng cám dỗ. Ừng ực. Nhìn ngân phiếu bay đầy trời, khán giả đồng loạt nuốt nước miếng. Ngân phiếu kìa, bên kia cũng là ngân phiếu kìa. Đáng tiếc, không ai dám thò tay ra lấy, thành chủ còn đứng đây, ai dám thò tay ra chứ? Tới đây, xin nhường đường một chút. Lão già này nhích qua chút đi, đạp lên ngân phiếu nhà ta rồi. Đừng hòng thò tay trộm, không thấy thành chủ đang nhìn sao. Tiểu Hắc Mập và nhóc hám tiền cũng nóng nảy la lên, người khác không dám nhặt tiền, nhưng hai người bọn họ tất nhiên dám, đám ngân phiếu tán lạc, cộng thêm địa khế của cửa hàng binh khí đều được nhặt về. Bọn họ gom hết rồi đếm lại, ây ra gì đây? Còn thiếu 5.000 lượng. Giữ lại uống trà. Chư Cát Huyền Đạo xoa tay, lão mập thì vuốt râu, còn có thằng nhóc tóc tím cũng nhón tay lấy đi một tấm ngân phiếu, có bạc mà, ngu gì không nhặt. Chia đôi đi. Lúc đưa lại số ngân phiếu cho Triệu Bân, cũng chỉ còn dư lại 20 vạn lượng. Có hai ngươi, ta thật vui quá. Triệu Bân tặc lưỡi cất ngân phiếu vào, có 20 vạn lượng cũng không tệ. Ngươi muốn lấy Liễu Như Nguyệt thật sao? Không phải ta nói. Đừng có láo, ai cũng nghe thấy ngươi nói gì. Có thể, là heo nái nhà ai không buộc kỹ, chạy ra gây ồn ào đó. Triệu Bân đưa ra một ví dụ mà hắn cho là thích hợp. Xong chuyện, hắn lại nhét rẻ vào miệng. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt gian tà, nếu như cô ta đoán không sai, nếu như cô ta không có nghe lầm, thì con heo nái mà Triệu Bân nói tới chính là ám chỉ cô ta. Khô Sơn đại sư. Dương Hùng vuốt râu, mỉm cười nhìn Khô Sơn, Liễu gia cũng đã giao món đặt cược ra rồi, người còn muốn quỵt sao? Giao. Khô Sơn hừ lạnh một tiếng,
túi tiền, binh khí, địa hỏa. Cả người trên dưới chỉ trừ quần áo, tất cả đều giao ra, có rất nhiều cao thủ cảnh giới địa tạng đang âm thầm theo dõi ông ta, ngoan ngoãn giao ra thì tốt, còn nếu không chịu giao ra, thì chắc chắn sẽ có người giúp ông ta giao ra. Đến lúc đó thì sẽ không có ai nhẹ nhàng như thế này đâu. Thứ mà Khô Sơn cần lúc này chính là thể diện, trong giờ phút quan trọng, giữ lại chút mặt mũi vẫn tốt hơn. Nào, nuốt viên đan dược này đi. Trư Cát Huyền Đạo lãnh đạm nói, rồi bắn ra một viên đan dược màu đen. Đan thực cốt hai vân. Làm như vậy là muốn lấy mạng của Khô Sơn thật sao? Cũng không phải. Nuốt đan thực cốt cũng sẽ không chết người, mỗi tháng chỉ cần uống thuốc giải đúng hạn là được. Nói thẳng ra là, lão già kia phải dùng phương pháp này để khống chế Khô Sơn. Ông ta đã thua cái mạng mình cho Triệu gia, cho nên đương nhiên phải làm việc cho Triệu gia, phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như không nghe lời thì sẽ không có thuốc giải. Thật tàn nhẫn quá. Điều này còn có thể trách ai, là do ông ta tự mình cược thêm, nếu như người thua là Triệu Bân, có khi Khô Sơn còn nhẫn tâm hơn. Tự mình đặt cược, thua thì phải nhận, đúng là tự mình tạo nghiệt, ác giả ác báo. Điều này không có gì sai hết. Tiếng tặc lưỡi thổn thức lại thi nhau vang lên, tất cả đều đang nhìn Khô Sơn trên đài, không biết là thương hại hay là xúc động. Một luyện khí sư đỉnh đỉnh đại danh, chỉ vì một trận tỉ thí mà thua mất tất cả. Sắc mặt Khô Sơn tối sầm lại. Công dụng của viên đan dược này ông ta cũng biết, cũng hiểu được ngụ ý của đối phương. Dù sao cũng đã nói rồi. Điều này còn có thể trách ai, chỉ có thể tự trách bản thân. Tự cho mình là kẻ mạnh, tham lam không biết điểm dừng. Nếu không nuốt được, lão phu cũng có thể giúp ngươi. Trư Cát Huyền Đạo khoan thai nói, người của Thiên Tông tới đây đều là những nhân vật hung ác, thua chính là thua, phải ngoan ngoãn thực hiện ước định cho tốt nếu không muốn thấy máu đổ. Ta, nuốt. Khô Sơn cuối cùng cũng cầm lấy đan thực cốt, một hơi nuốt xuống. Hự. Đau đớn kéo đến ngay sau đó, ông ta chỉ cảm thấy xương cốt bị cổ trùng gặm nhấm, đau nhức không thể tả. Nào, đi cùng lão phu. Trư Cát Huyền Đạo chắp tay sau lưng bước đi, sau đó lại bắn một viên đan dược bay ra ngoài, Khô Sơn nhanh chóng bắt lấy, đây chính là thuốc giải của đan thực cốt, cần phải uống đúng hạn mỗi tháng, nếu không có thuốc giải, thì cứ tự mình chịu đựng cơn đau đớn tận xương tủy đi. Chậc chậc chậc. Khán giả tặc lưỡi, một vị luyện khí đại sư, đồng thời cũng là một vị cảnh giới huyền dương đỉnh phong, thế mà cứ như vậy bị mang đi. Quả là một món cược quá lớn. Kịch hay. Cũng đến lúc tàn. Sau Trư Cát Huyền Đạo, tay chân nhanh nhẹn nhất là Triệu Bân, hắn ôm chiến lợi phẩm vào lòng, chạy như bay ra khỏi hội trường, tìm một chỗ để dung hòa địa hỏa. Về nhà thôi. Lão mập vỗ mông, tên mập, nhóc mê tiền, thằng nhóc tóc tím và Xích Hiên cũng đứng dậy, họ đi về uống chén trà cho đỡ sợ, xong chuyện rồi thì tới sòng bạc lĩnh tiền, bọn họ đã cược Triệu Bân thắng, hơn nữa cũng cọc không ít tiền. Triệu Bân lại thắng rồi. Sau lưng họ, tiếng bàn tán rồi tặc lưỡi vang lên rất nhiều. Một chữ lại, được dùng vừa khéo. Hôm đó, khi Triệu Bân đối đầu với Nghiêm Khang, không có ai coi trọng hắn, thế nhưng hắn lại thắng, hơn nữa còn thắng Nghiêm Khang bằng sở trường không chiến của đối thủ. Vì thế, Triệu Bân còn cướp hết sạch của Nghiêm Khang. Bây giờ, phân cảnh này lại tái diễn, còn có người thua thảm hơn Nghiêm Khang, một trận đấu của luyện khí sư. Không chỉ mất của cải, còn mất luôn cái mạng già. Hãy đợi đó. Trong mấy chục năm tới, kiểu gì người này cũng trở thành cu li cho Triệu gia thôi. Tất cả trang bị đều có nhờ đánh đấm. Các lão tiền bối trịnh trọng và nghiêm túc vuốt râu. Lời này cũng không sai. Trước đây là Nghiêm Khang, sau này là Khô Sơn, có vẻ như những ai tới chỗ Triệu Bân tìm kích thích thì đều không có kết cục tốt đẹp. Một người là thiếu chủ của gia tộc nhỏ nhưng chỉ cần dựa vào hai vụ này là hắn đã phát tài, dù có bị đuổi khỏi gia tộc, vẫn tự mình giữ được thể diện. Đi thôi. Dương Hùng mỉm cười, cùng với Lão Huyền Không mỗi người một trái một phải, chắp tay sau lưng rời đi. Khi đi còn ngâm nga vài giai điệu, đám khán giả cũng hiểu ngầm mà nhường đường cho họ. Thành chủ ngày hôm nay hình như hơi cương quyết. Ừ, không nể mặt Liễu gia chút nào hết. Rõ ràng là ủng hộ Triệu Bân. May mà thành chủ có mặt ở đâu, nếu không thì Liễu gia sẽ không chịu ói đổ ra đâu.
nhìn bóng lưng rời đi của Dương Hùng, trong mắt nhiều người hiện lên ý tứ sâu xa, đến bây giờ, bọn họ vẫn không hiểu, điều gì đã khiến Dương Hùng ủng hộ Triệu gia đến vậy. Chẳng lẽ, Triệu gia đã cho lão ta lợi ích gì hay sao? Hay là, giữa hai người có gì mờ ám không thể nói cho ai biết? Nhưng mà dù thế nào thì Liễu gia cũng phải chịu đủ, một cửa hàng binh khí, 30 vạn lượng bạc, đúng là tổn thất nghiêm trọng. Đến lĩnh bạc thôi. Thu lại ánh mắt, đám đông dần lui ra ngoài, tập hợp về phía sòng bạc. Thế nhưng, những người tụ tập về đó lại rất ít. Những người đó đều là người cược Triệu Bân thắng, vốn dĩ không ôm hy vọng gì, nhưng Triệu Bân lại chiến thắng, trong lòng có chút hối hận. Hối hận vì không cược cả gia tài. Có người vui thì cũng có người buồn. Có người thắng thì cũng có kẻ thua, ví dụ như Vương gia, ví dụ như những gia tộc đối địch với Triệu gia, hoặc là những người được gia tộc lớn phái tới, khuôn mặt ai cũng cực kỳ ảm đạm. Bọn họ cược cho Khô Sơn thắng, đây là việc ngoài dự tính, có trời mới biết họ đã thua bao nhiêu. Thế nhưng, khi nghĩ tới Liễu gia, tâm trạng cũng bình thường hơn một chút. So với Liễu Thương Không, bọn họ vẫn còn tốt chán, ít nhất thì không bị tổn thất nặng nề. Vất vả chăm chỉ mấy chục năm, rồi vì một chuyện lại quay trở lại lúc ban đầu. Huyền Dương đỉnh cao cơ mà, sao Khô Sơn có thể thua được, ông đây bán hết cả cửa tiệm rồi. Ta cũng cược cả khế đất đây. Nhiều người lệ rơi đầy mặt, đánh bạc đúng là hại người. Lấy nhỏ thắng lớn, không thể phát tài, còn thua đến không còn gì, phải mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm lại từng ấy bạc đây. Chúng ta đúng là đã xem thường hắn. Những người được gia tộc lớn cử đến, thở hắt một tiếng. Chuyện này phải bẩm báo lên gia tộc. Triệu Bân thật sự rất kỳ quái, một Khô Sơn cũng không áp được, còn phải tìm một chuỗi mới được, mà bọn họ thấy cứ mời sát thủ La Sinh Môn còn nhanh gọn hơn. Tìm mấy tên thích khách, rồi giết chết tên kia. Quan trọng là số bạc mà bọn họ mang tới đã mất sạch, nếu như gia tộc biết được chuyện này thì họ chắc chắn sẽ bị mắng. Chúng ta bảo các ngươi tới để xử lý Triệu gia, chứ không phải để các ngươi dâng tiền cho sòng bạc. Hắt xì. Trên đường cái, Khô Sơn đi theo sau Chư Cát Huyền Đạo, liên tục hắt xì hơi, có người nhắc ông ta, hoặc là có người đang hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ông ta rồi. Rất rõ ràng là vế thứ hai. Chắc chắn có người đang hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ông ta, ví dụ như Liễu Thương Không. Lão ta về đến nhà, gần như bùng nổ. Mẹ nó, cứ ngỡ đây là trợ thủ đắc lực mà gia tộc tới tìm cho lão ta, bây giờ xem xét kỹ lại thì đúng là lừa người. Ngược lại Khô Sơn rất quyết đoán, cửa hàng binh khí của Liễu gia, 30 vạn lượng, một loạt thao tác, rồi thua đến thảm hại, thua thì thua đi, còn làm lão ta bị lỗ nặng. Bao nhiêu năm nay, lão ta chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Không biết Liễu gia gặp xui xẻo từ ngày nào, đầu tiên là tiền trang bị mất trộm, sau đó là cửa hàng binh khí lỗ lã. Đến cả tham gia đấu giá cũng gặp phải thần bịp, bây giờ cuộc chiến của luyện khí sư này cũng gặp xui xẻo, đúng thật là báo ứng kiếp này trong truyền thuyết hay sao? Tất cả đều do ta gây nên. Nếu như hiện giờ Triệu Bân đến đây rồi nói như vậy, chắc chắn Liễu Thương Không sẽ thổ huyết, lão vong cổ có một câu như thế này, và lão ta thấy cũng rất đúng, Liễu Thương Không ngươi, Liễu gia các ngươi có một người con rể nổi bật đó. Hắt xì. Tiếng hắt xì của Khô Sơn vang lên suốt quãng đường, chọc tức Chư Cát Huyền Đạo, ông ta đã ngoái lại nhìn mấy lần, cũng vuốt râu ẩn ý, chắc Liễu Thương Không đang chửi rủa tên này cay nghiệt lắm đây. Đạo hữu, ra điều kiện đi. Khô Sơn thản nhiên nói, ngụ ý cũng rõ ràng, thả ta ra, giá cả rất dễ thương lượng mà. Người cũng đã tới đây rồi, ở lại thêm chút thời gian. Chư Cát Huyền Đạo khoát tay, trả lời có chút tùy tiện. Xử sự có tình có lý một chút. Hãy tin lão phu, ở đây lâu rồi thì ngươi sẽ không muốn đi nữa đâu. Những lời của Chư Cát Huyền Đạo mang có ý nghĩa sâu xa. Nếu như, để Khô Sơn biết Triệu Bân là đồ đệ đại hạ Hồng Uyên thì dù bị đuổi, tên luyện khí sư này cũng không đi. Bây giờ, tốt nhất nên dùng đan thực cốt để khống chế trước, ông ta làm trưởng lão danh dự của Triệu gia rồi thì cũng nên giúp Triệu Bân vài chuyện, ví dụ như cầm chân tên luyện khí sư này, để ông ta cống hiến sức lực cho Triệu gia. Đợi mọi chuyện qua đi, ông ta sẽ suy nghĩ rồi nói cho người này biết thân phận của Triệu Bân. Đến lúc đó, e rằng cũng không cần đan thực cốt để khống chế nữa rồi, Khô Sơn cũng không muốn đi, Triệu Bân thì không sao,
nhưng liên quan đến Đại Hạ Hồng Uyên thì lại là chuyện khác. Ngay cả hắn còn như vậy chứ đừng nói Khô Sơn. Hoàn toàn bái phục thật sự, thì còn tốt hơn nhiều so với việc dùng thực cốt đan khống chế. Khô Sơn không nói gì, khẽ nhíu mày, không biết Chư Cát Huyền Đạo lấy tự tin ở đâu ra. Hắn chính là luyện khí sư đó sao? Ừ, thua Triệu Bân, không biết bao nhiêu người đã tán ra bại sản rồi đó. Không biết Triệu Bân học thuật luyện khí ở đâu? Từ sau khi hắn tập võ lại, ngoài sáng hay trong tối đều rất bí ẩn. Khoáng thế kỳ tài luôn có hướng đi riêng. Trên đường phố náo nhiệt, người đi qua không ngừng chỉ trỏ, bàn tán về Khô Sơn và Triệu Bân, có nhiều người tiếc nuối vì bản thân không muốn nộp phí vào cửa, nên không đi xem kịch hay, người khác về rồi mới biết có nhiều diễn biến đặc sắc. Ví dụ như, Khô Sơn đã thất bại. Hoặc là, thành chủ ủng hộ Triệu Bân. Tất nhiên việc khiến mọi người ca tụng nhất, chính là việc Triệu Bân công khai trêu chọc Liễu Như Nguyệt. Nghe nói, hai người họ còn suýt nữa là đánh nhau. Chuyện này, còn mới mẻ hơn so với trận đấu. Nói tóm lại, Triệu Bân của Triệu gia lại nổi tiếng rồi, trước đây đoạn mạch phế thể, trước đây là khoáng thế kỳ tài, không chỉ đánh bại luyện khí sư, mà còn rơi xuống đầu cái mỹ danh trêu chọc cô chị vợ. Sau này, khi nhắc tới Triệu Bân, thì chắc chắn phải nhắc đến cái danh, Tình Thánh. Hàm xúc một chút, thì là Tình Thánh nói trắng ra thì là háo sắc ân oán giữa hắn với Liễu Như Nguyệt, sớm đã khắc sâu vào trong lòng người đời rồi, có quỷ mới biết hắn chơi đòn đánh sau lưng bao nhiêu lần, lấy được em gái, lại còn muốn nối lại tiền duyên với chị gái. Đúng là Tình Thánh. Bác ái bà mẹ ngươi ấy. Nếu Triệu Bân có ở đây, hắn chắc chắn sẽ cãi lại, ông đây có vợ, còn rất chung thủy. Nếu nói đến người bác ái thì hắn có một đây. Đúng thế, là Nguyệt Thần tên là Tú Nhi đó, làm sư phụ mà cứ thích gài bẫy đồ đệ, nhìn bộ dạng này là hiển nhiên không muốn giúp hắn rồi, còn cái danh thích trêu con gái nhà lành thì chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua đâu. Tán gái cũng là một kiểu tu hành. Nếu câu này mà để Nguyệt Thần nói thì sẽ là câu rất có học vấn. Đồ đệ của cô ta cái gì cũng tốt, da mặt khá dày nhưng chuyện thả thính tán gái này thì hắn chẳng làm được gì sất. Ngay cả ngực vợ cũng chỉ lén sờ, có tiền đồ gì, còn trông mong cưới thê thiếp đông đúc được sao? Về chuyện này thì vị đại thiếu nào đó chuyên nghiệp hơn. Thế nên mới nói, người làm sư phụ như cô ta thỉnh thoảng phải ra giúp hắn đi ghẹo gái, phải đào tạo hắn thành một con heo chuyên đi cùng cải trắng. Gánh nặng đường xa. Tú Nhi, đừng quậy nữa. Giọng Triệu Bân khá trầm lắng, phụ Xích Hiên hôm đó, trùng hợp hay hiểu lầm gì cũng được dù sao hắn cũng đã thấy rồi. Bây giờ lại trêu đùa Liễu Như Nguyệt quả thật hơi kỳ. Hắn và đại tiểu thư Liễu gia đã là người đi trên hai con đường khác nhau, đời này kiếp này sẽ không đi cùng nhau, có thù thì trả, đánh mắng gì cũng được, còn trêu vào thì bỏ đi. Hay! Nguyệt Thần thở dài. Vi sư khổ tâm nhọc lòng thế mà tên ngốc ngươi lại chẳng hiểu gì. Triệu Bân không đáp lời mà chạy vào cửa hàng binh khí. Không thể gây chuyện thêm nữa nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn một miếng rẻ lau bên người. Nguyệt Thần là cô nàng Tú Nhi không an phận, bảo cô ta đừng gài hắn nữa thì trừ phi là lợn nái biết trèo cây. Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng một người chuyên hố đồ đệ nhà mình. Hắn vào phòng rồi khóa cửa phòng lại. Sau đó lấy ngọn lửa của Khô Sơn và địa hỏa của hắn ra. Dung hợp không đúng thật sự có thể dung hợp ra thiên hỏa. Tiếc là suy nghĩ luôn đẹp đẽ vậy đó. Thực tế cơ bản đều là mấy lời tán dóc thôi. Hai ngọn lửa dung hợp vào nhau thật nhưng cấp bậc lại không cùng loại với thiên hỏa. Nguyệt Thần lười đả kích hắn, muốn dung hợp hai ngọn lửa địa hỏa để tạo ra thiên hỏa, nằm mơ đấy à? Hai. Lại làm vô ích một trận, Triệu Bân lộ ra vẻ tiếc nuối. Thu ngọn lửa vào trong cơ thể, hắn mới bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Thân là luyện khí sư nên những thứ Khô Sơn cất giấu cũng rất đáng xem, Ngọc Thạch Linh Châu đều là những thứ cao cấp, còn có không ít tiền, cũng phải đến mười mấy vạn. Còn binh khí của Khô Sơn có huyền thiết chế tạo, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Để luyện vào kiếm tử tiêu của hắn luôn. Miếng ngọc này. Đặt binh khí của Khô Sơn xuống, Triệu Bân lấy một miếng ngọc bội màu đỏ ra từ trong chiến lợi phẩm. Miếng ngọc này có hỏa tức bao quanh, trên đó còn khắc một dấu ấn hình ngọn lửa cổ xưa. Cầm miếng ngọc vào trong tay hắn lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy, hơn nữa còn hơi bỏng tay. Ngọc Viêm Linh.